Chương 988, không thể bỏ qua cho hung thủ. Cứ đến bệnh viện giải quyết đã rồi tính sau. Diệp Phàm nói, hai cảnh sát đi lên đỡ Mai Thiên Kiệt dậy, Diệp Phàm bước nhanh ra ngoài. Tuyệt đối không thể bỏ qua hung thủ được, phải đánh chết hắn. Diệp Phàm mới đi đến hành lang, trong đại viện đã lung tung những công cụ, có hơn trăm người đang đứng hò hét. Tôi là chủ tịch huyện Diệp Phàm, các người ẩu đả trong cơ quan như vậy, có biết là phạm pháp không? Diệp Phàm đùng microphone la lớn. Phạm tội cái con khỉ ấy, sợ chó gì chứ, bọn làm quan đều là thổ phỉ hết. Các công nhân của Thiết Gia bắt đầu náo động lên. Tôi bây giờ muốn đưa trưởng phòng Mai đi bệnh viện, ai dám gây rối nữa, tôi sẽ cho bắt lại. Diệp Phàm không nghĩ nhiều, liền đưa ra thông điệp. Sau khi nói xong liền đi về phía đám người, khoảng 20 cảnh sát đi lên trước để gạt đám người ra, nhưng đám người hỗn loạn giống như một bức tường chắn lại, đám cảnh sát không thể đẩy ra được, mà ngược lại còn bị ép lui về phía sau. Đẩy cảnh sát lại hả? Tôi muốn xem ai dám ngang nhiên chống lại pháp luật, dám đánh cả chủ tịch huyện. Diệp Phàm nói lớn trong loa, sau đó ra hiệu cho cảnh sát đỡ trưởng phòng đất đai đẩy. Chủ tịch huyện Diệp, như vậy rất nguy hiểm. Ngô Đồng chắn đằng trước, toàn thân thấm đầy mồ hôi. Tránh ra. Diệp Phàm đẩy Ngô Đồng ra, bước về phía đám người. Quan lại bao che cho nhau, mọi người xông lên đánh đi. Đánh chết đám con cháu nhà rùa này. Trong đám người có tiếng hét to. Người nhà họ Thiết chúng ta không thể để bị ức hiếp như vậy. Ba thanh niên trai tráng liếc mắt nhau, đứng lên định xông vào Diệp Phàm. Hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng, bạch một tiếng, ba tên kia đã bị Diệp Phàm đã ngã xuống đất. Hơn nữa, Diệp Phàm ra tay không hề nể tình, xương cốt của ba tên này chắc cũng bị gãy, nhưng miệng vẫn hô. Xông lên cho tao. Ngô Đồng hô to một tiếng, nhóm cảnh sát liền đi lên, tóm ba tên này lại. Ai dám chống lại pháp luật, thì sẽ bị giống như bọn họ. Diệp Phàm nói vào loa, rồi tiếp tục đi lên phía trước, lại nhặt thêm mấy cái gậy sắt, quật mấy cái, mấy tên khác lại bị ngã xuống. Không đợi Ngô Đồng ra lệnh, nhóm cảnh sát đã xông lên tóm những tên này lại. Cứ như vậy đã tóm được khoảng chục tên, cuối cùng đã vạch được một đường trong đám đông. Lui ra, muốn làm gì vậy? Lúc này có một giọng nói uy nghiêm vang lên, đám người liền tản ra. Đồng chí Thiết Đông, đồng chí đến đúng lúc lắm. Diệp Phàm xa sầm mặt hừ nói. Rất xin lỗi chủ tịch huyện Diệp, vừa rồi vào thôn xử lý vụ tranh cãi, được tin tôi liền về ngay. Thiết Đông vẻ mặt bình tĩnh, nói. Chủ nhiệm Ngô, anh đưa trưởng phòng Mai đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu nghiêm trọng thì lập tức đưa lên thành phố để chữa trị. Diệp Phàm nói với Ngô Đồng. Thế còn những người này thì sao? Ngô Đồng liếc sang nhìn đám người bị tóm kia lại, xin chỉ thị nói. Còn phải để tôi phải bảo hay sao? Công nhiên chống lại pháp luật, đánh nhau trong cơ quan nhà nước, hành hung chủ tịch huyện. Diệp Phàm hừ nói. Đưa toàn bộ về xử lý. Ngô Đồng vung tay lên, nhóm cảnh sát liền đưa những người này lên xe đưa đi. Không được đi. Đám người này lại loạn lên, bao vây lại. Chủ tịch huyện Điệp, anh xem lại nháo lên rồi, cứ đi đi nắm rõ ràng rồi bắt người cũng không muộn. Thiết Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn muốn nắm rõ nữa sao? Sự thật rất rõ rồi. Tôi chính là nhân chứng trực tiếp và là người bị hại. Diệp Phàm hừ một tiếng vung tay lên nói. Ai ngang ngược nữa, cứ bắt lại hết đi, bắt được bao nhiêu phòng bấy nhiêu. Chủ tịch huyện Diệp, lúc nữa nếu phát sinh chuyện gì tập thể, thì trách nhiệm tôi không gánh được đâu. Thiết Đông lạnh giọng hừ nói, lấy điện thoại ra gọi cho Túc Nhất Tiêu. Không lâu sau, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Túc Nhất Tiêu. Chủ tịch huyện Diệp vẫn phải chú ý phương thức một chút, thô bạo quá thì sẽ hỏng đại sự đấy. Với quần chúng thì phải lấy đạo lý là chính, đừng có quá lỗ mãng. Nếu không, gây ra chuyện gì lớn thì tôi và anh đều không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi tự sẽ biết giải quyết, trách nhiệm, một mình Diệp Phàm tôi tự chịu. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi dập điện thoại. Mẹ kiếp! Túc Nhất Tiêu đập mạnh vào bàn, ấm chén đều bị quăng ra ngoài. Hai, chủ tịch huyện Diệp tuổi trẻ còn bồng bột, lão tổ tông nhà họ Thiết trước kia đều là thổ phỉ, nếu để xảy ra chuyện gì thì e rằng sẽ phiền phức to. Hơn nữa, trưởng phòng Mai cũng hơi quá đáng, anh cũng xuống kiểm tra đi, tại sao lại vô cớ đánh người? Bằng không, sẽ xảy ra sóng gió lớn mất.
Chánh văn phòng huyện ủy Liễu bên cạnh vừa dọn dẹp vừa nói. Cứ mặc xác nó. Túc Nhất Tiêu sắc mặt trầm xuống nói. Thiết Đông vừa nghe, cười lạnh lui xuống. Đám đông lại ầm ĩ lên, không khí giống như mặt trời tháng 6 vậy. Một loạt những tiếng cảnh báo hỗn loạn từ xa truyền đến. Lập tức, 7-8 chiếc xe cảnh sát đi đến, đương nhiên là Đo Ngô Đồng điều động đến. Sức mạnh lập tức được tăng cường, khí thế của đám công nhân nhà họ Thiết cũng liền yếu hẳn. Không lâu sau khi Ngô Đồng hạ lệnh bắt tiếp 7-8 người, thì đám công nhân kia cũng chịu không nổi nữa, liền tản ra. Chủ tịch huyện Diệp, Thiết Nguyệt Muội và Lý Mậu Hoa xử lý như thế nào? Ngô Đồng liếc mắt nhìn Thiết Đông một cái, xin ý kiến nói. Phải biết rằng Thiết Nguyệt Muội là em họ của Thiết Đông, cho nên Ngô Đồng có chút e dè. Còn muốn tôi phải dạy cậu sao? Nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó, nơi này vẫn là thiên hạ của đảng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía bệnh viện. Mai Thiên Kiệt chỉ phải băng bó một chút rồi được đưa về huyện. Qua kiểm tra, xương sườn có chút bị tổn thương, còn những vết thương trên người thì không đáng ngại lắm. Tuy nhiên, đều có người đem tin tức này truyền cho Mai Phán Nhi ở Thủy Châu, làm cho Mai Phán Nhi vội vàng chạy đến Ma Xuyên. Buổi tối, Mai Phán Nhi mang theo một đám người chạy đến huyện Ma Xuyên. Chủ tịch huyện Diệp, huyện Ma Xuyên các cậu không thay đổi được hành động thổ phỉ hay sao? Mai Phán Nhi vừa thấy Diệp Phàm liền đùng đùng nói. Bọn họ cũng quá nóng nảy rồi. Tuy nhiên, may mà Thiên Kiệt không xảy ra chuyện gì lớn. Việc này tôi sẽ tự xử lý, sẽ cho sếp Mai một lời giải thích. Diệp Phàm nói ra thì chuyện này do mình làm nên, nếu biết trước đã không để xảy ra như vậy. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, có lẽ đây là cơ hội. Là cơ hội vạch trần cái khăn che mặt thần bí của thị trấn Thanh Sơn. Mai Thiên Kiệt là một người tích cực dẫn đầu, cuối cùng lại bị thương tích đầy người, xem ra vấn đề thị trấn Thanh Sơn thật sự không phải là nhỏ. Giải quyết thế nào? Thiên Kiệt bị đánh cho thương tích đầy người rồi. Kể cả giết hết người nhà họ Thiết ở Ma Xuyên này cũng không đền được Mai Thiên Kiệt, hừ. Một thượng tá đứng cạnh Mai Phán Nhi oai hùng hống hách nói. Chính là Mai Công Lượng, anh họ của Mai Thiên Kiệt. Nghe nói Mai Công Lượng đã là thượng tá trung đoàn trưởng ở sư đoàn dã chiến số 2 rồi. Lần trước Diệp Phàm chữa bệnh cho Mai Thiên Kiệt, có gặp qua ông ta một lần. Thượng tá Mai, việc này cứ bình tĩnh chút đã, chúng tôi sẽ cho ông một lời giải thích. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Chờ các người giải quyết, có mà đến mùa quyết hà. Tôi trực tiếp dẫn người đi bắt những kẻ gây rối lại, đưa về doanh trại. Mẹ kiếp, dám động vào người nhà họ Mai hả? Không lột ra bọn chúng ra không được. Mai Công Lượng hừ nói. Tôi hy vọng chủ tịch huyện Diệp có thể cung cấp danh sách người gây rối. Đúng vậy, nên bắt lại, tôi ủng hộ. Mai Phán Nhi hùa theo, xem ra người nhà Mai gia này cũng ghê gớm quen rồi. Hừ, nơi này là huyện Ma Xuyên, có chính quyền hẳn hoi, không cần đến thượng tá Mai phải lo lắng. Diệp Phàm cũng phát hỏa, lạnh giọng hừ nói. Họ Diệp kia, nể mặt Thiết Chiêm Hùng, đừng tưởng là một chủ tịch huyện còn con mà thấy hơn người, có tin tao tóm mày lại không? Mai Công Lượng hung hăng nói. Ông thử xem. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mai Công Lượng, Ngô Đồng vừa thấy, khẩn trương tiến lên nói. Đây là ơi công an huyện chúng tôi, xin thượng tá Mai khắc chế một chút. Khắc chế cái con khỉ, ông đây bắt người, phòng công an huyện Ma Xuyên là cái thá gì? Mai Công Lượng quay sang nhìn Ngô Đồng một cái, căn bản là chẳng coi gã ra gì. Ngô Đồng tức giận đến mức đỏ bừng, hai môi bập vào nhau, nhưng cuối cùng cũng không dám nói lại nữa. Mai Công Lượng, nói cho ông biết, đây là huyện Ma Xuyên chúng tôi, không phải là sư đoàn dã chiến số 2 của ông. Không được gây rối ở đây, nếu không đừng trách Diệp Phàm tôi không khách khí. Diệp Phàm mặt trầm xuống, thật là có chút dọa người. Ha ha ha, một trận cười vang, mấy thiếu úy, thượng úy đi theo Mai Công Lượng đều cười nghiêng ngả. Một thiếu tá bước lên, quan sát Diệp Phàm một lúc, chỉ vào Diệp Phàm, cười nói. Trung đoàn trưởng. Huyện Ma Xuyên này thật đúng là nơi tàng long ngọa hổ. Không ngờ có người dám nói không khách khí với chúng ta cơ đấy. Buồn cười quá. Thằng nhãi này chớp mắt, đột nhiên phát lực, nắm đấm hướng lao về phía Diệp Phàm, Ngô Đồng không kịp ngăn cản. Mai Công Lượng và Mai Phán Nhi cũng kinh ngạc, nhưng cũng không kịp. Hừ. Bịch một tiếng, tay thiếu tá kia sớm đã bị bay vào góc tường bởi một cước của Diệp Phàm.
mười mấy viên lính phía sau đồng loạt lao đến. Lui xuống. Mai Công Lượng hừ một tiếng. Họ Diệp kia, hôm nay Mai Phán Nhi tôi ở đây, nếu cậu còn cứng rắn bênh vực người nhà họ Thiết, thì ảnh Thi Sơn Trang cũng sẽ tiêu luôn, hừ. Mai Phán Nhi chuyển đổi phương pháp, áp dụng chế tài kinh tế mà Mỹ vẫn thường sử dụng. Đây là điểm yếu của Diệp Phàm, tin rằng Diệp Phàm nghe xong sẽ nhụt chí liền. Sau khi nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho Vạn Đông Tuyền, nói. Phó Tổng Giám Đốc Vạn, lập tức cho đình công. Nói xong liền dập điện thoại luôn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta nhếch mép cười, đợi Diệp Phàm xin lỗi. Tùy tiện. Diệp Phàm cũng liếc mắt lại, hừ một tiếng rồi quay sang nói với Ngô Đồng. Tôi về nghỉ đây, nếu như một số kẻ đuôi mù dám gây rối ở huyện Ma Xuyên, cứ bắt hết lại cho tôi, lời này là của Diệp Phàm tôi nói. Huyện Ma Xuyên là địa bàn của chúng ta, trước bao nhiêu cảnh sát thế này, tôi nói là do một mình Diệp Phàm tôi chịu. Hừ. Chương 989, bức người. Cậu. Mai Phán Nhi trừng mắt, nói không thành lời, còn Mai Công Lượng khuôn mặt thật quá khó coi. Diệp Phàm đương nhiên không hề liều lĩnh vì sau khi dự án quốc lộ Thiên Tường hoàn thành sẽ mang lại rất nhiều cơ hội làm ăn cho bản đảo ảnh Thị Sơn Trang. Mai Phán Nhi chắc trở thành một thương gia thành công, tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính. Diệp Phàm tính đến những khả năng xấu nhất. Mặc dù Mai Phán Nhi rút vốn nhưng vẫn tin tưởng sẽ tìm được đối tác để tiếp tục dự án bản đảo ảnh Thị Sơn Trang. Bí thư Túc, anh xem, Chủ tịch Diệp quá đáng lắm rồi. Đám công nhân chẳng qua chỉ có chút phẫn nộ, thế mà nói bắt là bắt, lại còn bắt một lúc mấy chục người. Việc này nếu kích thích dân chúng nổi dậy, chắc chắn sẽ không hoàn thành đại sự. Và lại mỏ đồng đình công thì cũng không thể dừng lại được, một ngày có thể tổn thất cả trăm nghìn, trách nhiệm này sẽ do ai chịu. Khi đó, mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn sẽ không thể hoàn thành mức thuế do huyện đề ra, đừng nói Thiết Đông tôi lề mề. Thiết Đông ngồi trong phòng Túc Nhất Tiêu chê phòng ở phủ huyện cũ nên trực tiếp đến quán nữ thần thuê một phòng trước. Dạ, Túc Nhất Tiêu dạ một tiếng, trầm ngâm một lát liếc nhìn Thiết Đông rồi nói. Nhưng, Chủ tịch Diệp làm như thế cũng không có gì đáng trách, trong lúc ấy công nhân nổi loạn, làm ầm ĩ lên, không cho bắt lại thì không thể chống lại được bọn họ. Thiết Đông biết Túc Nhất Tiêu không phải nói thay cho Diệp Phàm, mà nói như thế, đơn giản như câu cá, mà con cá đó thực chất là của mình. Bí thư Túc, việc này không lớn, chỉ là do Lý Mậu Hoa uống chút rượu, muộn một chút, Mai Thiên Kiệt cũng không cần phải lấy thứ ấy để viết văn chứ. Việc lớn lại làm cho lớn hơn, kết quả như thế nào lại còn đánh người, Lý Mậu Hoa là cán bộ đảng, không phải là nô lệ của ai, làm sao có thể nói đánh là đánh người được. Theo tôi Mai Thiên Kiệt làm như thế là tự rước họa vào thân. Thiết Đông nói sơ lược như thế. Phải thế không? Túc Nhất Tiêu gật đầu, chợt lắc đầu nói. Nhưng, nghe nói khi trưởng phòng Mai đi kiểm tra mỏ đồng Thanh Sơn, Lý Mậu Hoa chính là phó chủ tịch thị trấn chịu trách nhiệm quản lý việc này, lại là một đảng viên làm sao có thể suốt ngày uống rượu không đi làm. Trưởng phòng Mai tuy trẻ tuổi nhưng đều là vì công việc mà. Mẹ kiếp, tên họ Túc này lại dám dở giọng với mình. Xem ra không cho biết tay không được. Tối nay không nói được hắn ta, ngày mai chắc chắn ủy ban thường vụ sẽ xử lý. Thiết Đông từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc đèn đồng, cười nói. Nghe nói, bí thư Túc có sở thích thu thập những đồ vật dân gian. Vừa hay, hôm qua tôi có đi xuống thôn vào một gia đình nói có chiếc đèn cũ để trong nhà đã lâu rồi lúc đó tôi cảm thấy đèn đồng có vẻ hiếm lạ nên bỏ ra chục nghìn để mua nó về. Bí thư Túc. Chiếc đèn có cũ nát tí, thật ngại quá. Ồ, để tôi xem, đúng là tôi rất hứng thú với những món đồ dân gian. Túc Nhất Tiêu cầm chiếc đèn đồng lên, quan sát tỉ mỉ, cố ý nói. Đúng là có chút kỳ lạ, chân đèn còn khắc cả hình đầu trâu, hình con trâu này thì có tinh túy rất đặc biệt, là nghị lực trâu ngựa. Liếc nhìn Thiết Đông một cái, nói. Nhưng, tôi tuy rằng rất thích những món đồ như thế này, nhưng cũng không thể lấy không của anh được. Thế này nhé, anh bán lại cho tôi được không? Chục nghìn giao luôn. Mẹ kiếp, đèn đồng thời nhà Đường mà nó mua chỉ chục nghìn đồng, ăn tươi nuốt sống à? Thiết Đông nghiến răng. Cô Phán Nhi, có thực sự muốn rút vốn? Mai Công Lượng hỏi. Xem tình hình thế nào đã? Mai Phán Nhi thản nhiên nói. Cái người họ Diệp kia thật không ra gì, thế mà Mai Thiên Kiệt nhà chúng ta còn gọi hắn là sư phụ, ngày ngày hầu hạ thuốc nước, sư phụ vô tích sự. Không bằng gọi là chó đúng hơn.
Mai Công Lượng hầm hừ nói. Bình thường, bằng không anh gọi người ta là chủ tịch Diệp. Chúng ta cứ đợi xem anh ta có cách giải thích thế nào, nếu không thì người nhà Mai gia chúng ta không thể làm trò cười cho người ta được. Trong cái huyện Ma Xuyên nhỏ bé này lẽ nào chẳng nhẽ còn chuyện bất công hay sao? Mai Phán Nhi với thái độ trời sinh đầy kiêu ngạo nói. Hay là nói chuyện với ông xem sao, để ông ra mặt tạo áp lực cho lãnh đạo quản lý tỉnh Nam Phúc. Mai Công Lượng đưa ra ý định chưa chắc chắn. Đợi xem, tuy nhiên hà tất gì phải để ông ra tay. Cô mình ở Nam Phúc bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chỉ là trang trí thôi sao, ây ra. Mai Phán Nhi mỉm cười. 8 giờ sáng ngày thứ hai, trong hội nghị ủy ban thường vụ huyện, không khí trang nghiêm tràn ngập khắp căn phòng. Bí thư Ngô, anh báo cáo trước đi. Túc Nhất Tiêu nói. Sự việc như thế này, sáng ngày hôm qua trưởng phòng Mai của phòng địa chất có cùng nhân viên công tác trong phòng đến thị trấn Thanh Sơn kiểm tra. Đến nơi phải đợi phó chủ tịch trấn Lý Mậu Hoa, người quản lý công việc mỏ đồng nhưng không thấy đồng chí Lý tới. Nghe nói đồng chí Mai có đến thị trấn Thanh Sơn mười mấy lần nhưng kỳ lạ lại không bao giờ thấy bóng dáng đồng chí Lý đâu cả. Hai người cứ như đang chơi trò trốn tìm. Ngô Đồng nói đến đây, cả hội nghị cười vang. Nghiêm túc đi chủ nhiệm Ngô. Túc Nhất Tiêu hừ nói. Vâng, nghiêm túc. Ngô Đồng trả lời, rồi tiếp tục nói. Cũng không biết thông tin đến từ đâu nói rằng phó chủ tịch trấn Lý Mậu Hoa đang cùng Thiết Nguyệt muội uống rượu trong phòng, trưởng phòng Mai tức giận. Có thể anh ấy cho rằng đồng chí Lý đang cố tình trốn tránh mình. Vì thế cùng mấy người xông vào phòng Thiết Nguyệt muội, khi bước vào thì thấy. Ngô Đồng nói đến đây có chút ngại ngùng, mặt Thiết Đông tối sầm lại. Túc Nhất Tiêu không hé răng, đều biết sự việc tiếp theo như thế nào, Ngô Đồng ngại không nói tiếp. Thấy cái gì, thực ra như thế nào, chủ nhiệm Ngô, anh đang báo cáo tình hình đấy. Diệp Phàm hắng giọng. Vâng. Ngô Đồng lại đáp lại một tiếng rồi tiếp tục báo cáo. Thấy phó chủ tịch Lý đang ôm Thiết Nguyệt muội trên giường, trưởng phòng Mai liền tức giận mắng luôn phó chủ tịch Lý, công việc thì không lo, chỉ biết đi chơi gái. Tiền lương của đảng cho anh lĩnh để anh đi cho gái có đúng không? Lời nói của Ngô Đồng lại khiến mọi người cười vang, đương nhiên đó là mấy người như Phương Viên, Tôn Minh Ngọc cố ý, chủ yếu là khiến Thiết Đông tức chết, bởi vì Thiết Nguyệt muội chính là em gái họ của Thiết Đông. Ai ngồi ở đây mà không biết? Đã nói anh nghiêm túc báo cáo, không nghe thấy à? Túc Nhất Tiêu tức giận, trừng mắt nhìn Ngô Đồng, gõ gõ vào cái bàn. Bí thư Túc, tôi chỉ đang báo cáo đúng tình hình, đó là lời trưởng phòng Mai lúc ấy nói, tôi chỉ truyền lại thôi, mời anh xem lại tình cảnh vừa rồi ghi lại. Ngô Đồng phản bác nói. Nếu đã là thông báo tình hình thì cứ nói sự thật, bí thư Túc. Nếu Ngô Đồng nói sai thì chắc chắn là không làm tròn nghĩa vụ rồi. Diệp Phàm hừm nói. Nhưng đồng chí Ngô Đồng, lời anh nói đúng như thực tế chứ? Tuyệt đối là tình hình thực tế, khi đó còn có cả mấy người nhân viên trong phòng địa chất nữa, tôi không giả dối chút nào cả. Ngô Đồng dõng dạc nói. Bớt vòng vo, nói tiếp đi. Túc Nhất Tiêu lạnh lùng nói. Trưởng phòng Mai quá tức giận, tiến lên cho Lý Mậu Hoa một cái bạt tai. Lý Mậu Hoa và Thiết Nguyệt muội mặc kệ. Hai người đó như đùa giỡn, đến quần cũng không ăn mặc chỉnh tề, lại còn bò ngay lên, Lý Mậu Hoa cầm chiếc ghế bên cạnh đập vào trưởng phòng Mai. Thiết Nguyệt muội cũng không vừa, lấy chiếc bình ngay đó đập vào đầu trưởng phòng Mai. Để tự vệ, trưởng phòng Mai buộc lòng phải ra tay. Không lâu sau, một đoàn công nhân tiến đến, vây lấy trưởng phòng Mai gãy xương, toàn thân bị thương. Điều kỳ lạ ở chỗ chính quyền Thanh Sơn lại không hề có ai can thiệp vào chuyện này. Ngô Đồng nói đến đây, Thiết Đông không chịu được nữa, bèn nói. Khi đó tôi đang đi tới vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Ồ, khi đó bí thư Thiết không có ở đó, chẳng nhẽ ủy ban nhân dân thị trấn to như vậy lại không còn người nào nữa sao? Thị trấn Thanh Sơn là thị trấn duy nhất trong 3 thị trấn ngoài thành của huyện chúng ta, mỗi năm có tới gần 200 người nhận lương mà. 200 người đó là người ở đâu, 5 phó chủ tịch trấn và 3 phó bí thư đâu? Còn cả sở công an trấn Thanh Sơn nằm ở đâu? Diệp Phàm giọng điệu hung mãnh nói. Còn một điểm, khi tôi gọi điện cho trấn Thanh Sơn, phòng chính trị đảng còn không nghe điện thoại, chẳng nhẽ ban ngày mà toàn bộ cán bộ nhân viên đều đi các thôn làng hay là ngủ hết rồi? Diệp Phàm nói tới đây, có tiếng gõ xuống bàn, nói. Không thể tưởng tượng nổi. Chủ tịch Diệp. Anh nói thế có ý gì,
chẳng lẽ toàn bộ cán bộ nhân viên trấn Thanh Sơn này đều bất tài hay sao? Mỗi năm thị trấn chúng tôi đều đóng góp vào ngân sách huyện cả hàng chục nghìn, gần đến 3 phần mức thuế toàn huyện. Thiết Đông phản bác, có phải bất tài hay không thì anh tự biết. Diệp Phàm lạnh lùng trả lời. Trấn Thanh Sơn bắt buộc phải tiến hành chỉnh đốn, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không ổn. Khi đó, trưởng phân cục cảnh sát Trấn Thanh Sơn Chu Lâm Sương cùng mười mấy cảnh sát xuống các thôn làng thực hiện công tác tuyên truyền. Ngô Đông nói, đi tất cả. Phương Viên Đế vào câu, không phải đi hết, sau này huyện có điều tra, họ đi không được bao xa. Toàn bộ đều ở nhà Thiết Mạo Thủy ra chơi mặt trược. Ngô Đông nói, Chu Đại Sương ở Trấn Thanh Sơn cậy có chỗ dựa là Thiết gia nên đã không thèm coi trọng Ngô Đông. Hơn nữa, Sở Công an Trấn Thanh Sơn cũng đã cho Thiết Đông kinh doanh như người đầy tớ riêng của Thiết gia, Ngô Đông muốn điều chỉnh nhận sự cũng khó lòng thực hiện được. Thực ra Sở có thế lực để bảo hộ mỏ Đông. Ngô Đồng đừng ngậm máu phun người, có việc hoang đường như thế sao? Thiết Đông hung hăng nói. Đồng chí Ngô Đồng, nói năng phải chú ý. Vì bất lý nói khe khẽ. Xem ra, anh Chu cố ý, công nhận đánh trưởng phòng Mai, vậy mà ông ta không ra mặt ngăn chặn, lại còn cho toàn thể cảnh sát đi đánh mặt trược. Đây là hành vi gì, điển hình cho việc không làm tròn trách nhiệm lại còn cố ý, đã phạm tới tội nhà nước. Tôi thấy, Ủy ban kỷ luật huyện phải tham gia điều tra. Bí thư Túc, anh thấy thế nào? Phương Viên quay sang hỏi Túc Nhất Tiêu. Nếu tình hình là thật thì phải tham gia điều tra rồi. Túc Nhất Tiêu bất đắc dĩ gật đầu. Tình hình này hoàn toàn là thật, tôi có chứng cứ của Thiết Mạo Thủy đây, còn có cả thư hối lỗi của mấy cảnh sát. Ngô Đồng lấy trong túi ra chứng cứ, Thiết Đông chán nản, nói không thành lời. Đồng chí Ngô Đồng, phân cục cảnh sát Thanh Sơn cũng là do anh quản lý, xem ra. Nếu không chỉnh đốn mạnh mẽ thì lấy gì để đảm bảo yên ổn được đây? Diệp Phàm như bức người nói. Chương 990, khí thế nhà họ Mai. Tôi trở về sẽ lập tức bắt tay vào việc sửa đổi, sẽ điều một vài cảnh sát đến thị trấn Thanh Sơn. Cảnh sát trấn Thanh Sơn tạm thời cho đình chỉ công tác, đợi kết quả điều tra rõ ràng rồi tính tiếp. Ngô Đồng nhân cơ hội này mà hành động, Túc Nhất Tiêu nói. Phá án phải công bằng. Hy vọng bí thư Ngô có thể hiểu được điều này. Tôi hiểu. Ngô Đồng gật đầu. Bí thư Túc, Lý Mậu Hoa đã làm việc không thỏa đáng như thế, làm bại hoại đạo đức, ngang nhiên có cả nhân tình ngay trong Ủy ban Nhân dân thị trấn. Anh ta là phần tử bại hoại trong đảng, làm mất đi hình tượng của đảng, gây ra ảnh hưởng xấu. Anh ta không còn xứng nhận chức phó chủ tịch trấn Thanh Sơn, tôi có ý kiến bãi bỏ chức danh của anh ta. Mọi việc do Ủy ban kỷ luật điều tra. Nếu như làm chuyện vi phạm pháp luật sẽ giao cho công an xử lý. Diệp Phàm nhân cơ hội bỏ cái mũ này, thực hiện được kế hoạch thứ nhất của mình. Chủ tịch Diệp, hiện nay tình hình vẫn chưa rõ ràng, nếu chỉ lấy bằng chứng đánh đập một trận mà cách chức, như thế rất qua loa. Vi bất lý nói, đồng chí Lý Mậu Hoa cũng bỏ nhiều công sức làm việc, mỏ đồng trấn Thanh Sơn hàng năm đều hoàn thành phí hợp đồng của huyện, trong đó công lao của Lý Mậu Hoa không thể không tính đến. Nếu như nói cách chức điều tra cũng còn có chút đạo lý, ngay lập tức cách chức thì vội vàng quá, tôi phản đối. Thiết Đông thẳng thắn nói, Túc Nhất Tiêu không hé răng, quan sát một lát rồi mới nói. Trong thời gian làm việc, suốt ngày uống rượu không được coi là không làm tròn trách nhiệm sao? Trưởng phòng Mai bao nhiêu lần đi rồi lại về tại sao đều không gặp được Lý Mậu Hoa, rốt cuộc là đồng chí Lý Mậu Hoa đi đâu? Lần này may mắn, ngang nhiên có cả tình nhân tại ủy ban. Như thế đã biến Ủy ban Nhân dân trấn thành cái gì, hơn nữa lại còn là trong thời gian làm việc nữa. Đối với loại người việc không làm, chỉ nhận lương, những phần tử làm bại hoại hình tượng của đảng, Ủy ban kỷ luật chúng tôi không thể nương tay. Nếu như Ủy ban huyện không đồng ý điều tra, Ủy ban kỷ luật chúng tôi đành phải phá án độc lập, huống chi đảng cũng giao cho chúng tôi quyền phá án độc lập. Phương Viên lớn tiếng nói. Không cần phải nói nữa. Chỉ cái tội trong thời gian làm việc còn đi chơi gái đã đủ tước bỏ cái chức của hắn rồi, chúng tôi đồng ý biện pháp của Chủ tịch Diệp. Tôn Minh Ngọc thái độ cương quyết ủng hộ. Tuy nói rằng Lý Mậu Hoa có một vài sai phạm, nhưng cũng không thể nói một cái là làm triệt để luôn. Đối với các đồng chí, chúng ta cũng có thể cho cơ hội thì sao không thể cho anh ta một cơ hội nữa. Có thể dựa vào hình phạt của đảng mà xử lý. Ban chủ nhiệm huyện ủy Liễu Mi Phương ủng hộ vì bất lý. Tôi đồng ý ý kiến của Chủ tịch Diệp, đối với những đồng chí suy thoái đạo đức, tuyệt đối không thể nương tay, nếu không thì quốc pháp ở đâu,
chúng ta lấy gì ra để giải thích cho nhân dân đây? Người ta sẽ nhìn nhận gì về chính quyền huyện ủy huyện Ma Xuyên đây? Việc này ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh huyện. Hy vọng Bí Thư Thúc có thể đưa ra quyết định nhanh chóng chính xác trừ được con sâu này. Phó Chủ tịch Thường vụ Phương Hồng Quốc nói thêm. Phải quyết định ngay thôi. Không thể kéo dài thêm được. Nếu kéo dài, chính là giúp người xấu hành động. Đảng của chúng ta tuyệt đối không cho phép. Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Tề Quy Vân phát biểu theo. Bí Thư Túc, theo anh thế nào? Diệp Phàm nói đến đây rồi dừng lại, liếc qua toàn hội trường rồi nói tiếp. Nếu không lập tức điều tra Lý Mậu Hoa, tôi nghĩ kinh tế huyện chúng ta sẽ bị phá hủy. Diệp Phàm mặt đầy lo âu. Chủ tịch Diệp quá lời rồi. Xuất hiện một Lý Mậu Hoa lại có thể tạo ra nguy cơ hủy diệt kinh tế huyện được sao? Anh nói làm người nghe sởn cả tóc gáy, tôi không muốn nói, nhưng anh nói có chút khuếch đại rồi. Vì Bất Lý cho rằng đã bắt được lỗi, Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn mọi người ra vẻ tự đắc, nói. Chẳng lẽ chúng ta ngồi đây lại không hơn Lý Mậu Hoa sao, ha ha. Chủ tịch Diệp có thể nói rõ ràng, việc này tôi chưa rõ lắm, nếu Lý Mậu Hoa dẫn đến vấn đề lớn như vậy tôi có thể suy xét y. Túc Nhất Tiêu cũng cho rằng Diệp Phàm đã nói quá sự thật. Vốn dĩ lúc Phương Viên, Ngô Đồng, Tôn Minh Ngọc, Phương Hồng Quốc, Tề Quy Vân có thái độ kiên quyết với việc Lý Mậu Hoa, Túc Nhất Tiêu đã không trụ được rồi. Vì có thêm Diệp Phàm đương nhiên đã có 6 phiếu, nếu không đáp ứng Diệp Phàm thì có lẽ Diệp Phàm cũng sẽ giơ tay biểu quyết. Nếu như thế, Túc Nhất Tiêu rõ ràng rơi vào thế bị động. Ai ngờ đâu Diệp Phàm lại thiếu sót mắc lỗi trong lời nói. Vừa lúc Túc Nhất Tiêu có cái cớ để vịn. Ha ha, xã Kim Đào, bàn đào ảnh thị Sơn Trang, nhưng cô ruột của trưởng phòng Mai là Mai Phán Nhi bỏ vốn ra làm. Tối hôm qua, Chủ tịch Mai cùng Thượng tá Mai, à, tôi quên giới thiệu Mai Thượng tá chính là anh họ của trưởng phòng Mai là Mai Công Lược, là Thượng tá sư đoàn dã chiến số 2 của Đức Bình chúng ta. Dẫn mười mấy quân binh, nói đích thân bắt những tên đã đánh trưởng phòng Mai. Để bảo vệ hình tượng chính quyền huyện chúng ta. Tối hôm qua tôi đã kiên quyết bày tỏ thái độ nói huyện chúng ta sẽ có lời giải thích cho Mai ra. Nhắc nhở Mai Thượng tá không nên làm càn, khi nói câu này, Bí Thư Ngô cũng có mặt tại đó, còn có cả mấy cảnh sát cũng đang trong bệnh viện, có một thiếu tá cũng đã đấm vào mũi tôi. Nếu không có đồng chí Ngô Đông cùng ở đó thì chắc chắn Diệp Phàm tôi cũng đã bị đánh rồi. Cuối cùng, Chủ tịch Mai cũng đã nói, nếu không có giải thích rõ ràng khiến họ vừa lòng thì họ sẽ rút vốn đầu tư. Thưa các đồng chí, vốn đầu tư là hơn 40 triệu đồng, nếu dự án Sơn Trang truyền hình bản đảo không thực hiện được thì sự phục hồi kinh tế của huyện ta không phải là gặp nguy cơ hủy diệt sao? Còn nữa, nếu như Mai ra đưa chuyện này lên báo hay lên lãnh đạo quân đội thì chắc chắn huyện Ma Xuyên chúng ta nổi danh rồi. Chủ tịch Mai Phán Nhi là chủ tập đoàn truyền thông Giang Nam. Tiết lộ cho mọi người một tin, tôi cũng vừa mới nghe thấy, cha của trưởng phòng Mai chính là đồng chí Mai Trường Phong. Là phó tư lệnh quân khu lĩnh Nam. Tôi nói thế thôi, còn làm thế nào do các đồng chí xử lý? Diệp Phàm nói ra điều này, Thiết Đông và Vi Bất Lý lập tức kẹt lại, khuôn mặt như sắp mưa vậy. Hừ, đối với loại người làm ảnh hưởng đến đại cục kinh tế toàn huyện, trong thời gian làm việc còn gái gú, lập tức điều tra ngay. Trước tiên cách chức, sau khai trừ công chức, giao cho Ủy ban Lỷ luật huyện và Công an huyện điều tra nghiêm túc. Bất luận đề cập đến vấn đề gì, cũng phải điều tra đến cùng. Túc Nhất Tiêu đập chén trà thật mạnh, đau đớn đưa ra quyết định, hôm nay không đưa ra quyết định không được. Phòng họp không có ai có ý kiến phản đối, coi như đã được thông qua. Bí Thư Túc, Chủ tịch Diệp, mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn là huyết mạch phát triển kinh tế của huyện chúng ta, việc quản lý kinh doanh không thể không có người đứng đầu, chúng ta cũng nên phái một người xuống quản lý công việc của mỏ đồng Thanh Sơn. Tôn Minh Ngọc đưa ra ý kiến. Đúng, việc này phải tiến hành làm ngay. Thứ nhất là phải loại bỏ ngay những dư luận không tốt, thứ hai để đảm bảo phát triển kinh tế toàn huyện chuyện này không thể chậm trễ. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tôn Minh Ngọc. Phương Viên lập tức nói thêm. Nếu tất cả mọi người đều có ý kiến như vậy, mỏ đồng thực sự rất quan trọng, không thể một ngày không có người quản lý. Phó Bí Thư Vi, anh làm công tác quản lý tổ chức. Anh thấy ai có thể phù hợp thay thế vị trí của Lý Mậu Hoa? Thực ra Túc Nhất Tiêu sớm đã có chuẩn bị rồi, vì thế đã không hỏi trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc trước mà lại hỏi Vi Bất Lý, ông ta sớm đã có tính toán trong đầu. Người thích hợp tôi thấy có mấy người, nhưng phù hợp nhất mà tôi thấy là đồng chí Phan Hoành Lễ trong phòng giáo dục.
Đồng chí Phan Hoành Lễ là đảng viên lão thành, tuy ngày trước có một vài sai phạm nhỏ, nhưng cũng đã bị xử phạt. Nhưng giai đoạn này đồng chí Phan Hoành Lễ đã rút được nhiều kinh nghiệm, tự mình đến các nơi đòi tiền đòi của, vì sự nghiệp giáo dục của huyện đã bỏ ra chút tâm tư. Mọi người đều biết những trường tiểu học gần núi là do Chủ tịch Diệp kiến nghị trùng tu xây dựng lại, đồng chí Hoành Lễ cũng vì trường học mà mang về 200.000. Vì bất lý nói. Nghe anh ta nói như vậy, các ủy viên khác trong lòng quả muốn bật cười, nói thế không phải là giáng đòn vào Diệp Phàm hay sao? Lúc đầu Phan Hoành Lễ nhận chức bí thư đảng ủy xã Kim Đào, dựa vào phó chuyên viên khu là thân thích mà ngông cuồng tự cao tự đại. Sau khi gặp Diệp Phàm, không ngờ bị đánh, lại còn bị Diệp Phàm cho vào trại tạm giam huyện ăn cơm tù vài ngày. Cuối cùng đám người ở Chu Phú Đức cúng giải hòa, Phan Hoành Lễ coi như đen đủi, không những bị Diệp Phàm hạ thủ mà cấp bậc lại bị hạ xuống phó phòng, rồi còn bị đẩy vào phòng giáo dục làm phó phòng. Vì bất lý không biết làm cái gì, biết rõ là Diệp Phàm nhất định không đồng ý trọng dụng Phan Hoành mà còn cố ý đưa ra ý kiến này, không phải khiến người ta ghét bỏ Diệp Phàm thì là gì. Nhưng Diệp Phàm cảm thấy Thúc Nhất Tiêu sai khiến Vì bất lý đề xuất Phan Mặt Dỗ có gì đó kỳ lạ, đương nhiên không phải là chán ghét mình, có thể là còn có mục đích khác. Chẳng nhẽ đề xuất chỉ là việc Dương Đông kích Tây, nhưng nếu Phó Chủ tịch Địa khu có ý kiến gì với Thúc Nhất Tiêu thì sao? Thời gian trước khi Túc Nhất Tiêu mới tới Ma Xuyên không phải muốn sửa công việc của Phó Chủ tịch Lôi Lượng Minh sao? Phan Hoành Lễ, tôi thấy không thích hợp. Ngày trước xã Kim Đào bị hắn làm cho loạn hết cả lên, làm sao có thể quản lý được mỏ đồng lớn Thanh Sơn đây? Đến lúc đó lại làm cho phiền phức. Phương Hồng Quốc không ngờ là người đầu tiên phản đối. Đúng vậy, mỏ đồng Thanh Sơn chính là kho lợi nhuận và thuế, phí hợp đồng mỗi năm là hơn 3 triệu đồng. Nếu giao cho Phan Hoành Lễ phụ trách việc này, không có 3 triệu thì Ma Xuyên không chịu nổi. Anh Phan đã nhận chức bí thư đảng ủy thôn nhiều năm rồi, kinh nghiệm phong phú, quản lý mỏ đồng đương nhiên không xảy ra vấn đề gì lớn rồi. Thiết Đông nói. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Thiết Đông. Liễu Nghi Phương xem ra toàn tâm toàn ý theo Túc Nhất Tiêu. Kinh nghiệm phong phú, có kinh nghiệm đánh nhau phong phú thì có. Phương Viên thẳng thắn nói. Đồng chí này có thể quản lý doanh nghiệp đông mỏ Thanh Sơn, còn không bằng ra ngoài đường lôi vào một người, đại ca, vào nhanh, người ta vung tay lên là đủ rồi. Được rồi, Phan Hoành Lễ không thích hợp. Gần đây, tôi có ý tưởng, huyện chúng ta có căn cứ Che Trúc, căn cứ Lá Trà, căn cứ Đào, tại sao không thể tạo ra căn cứ mỏ đồng? Đem quặng, đồng luyện và đống chế tác cùng để một chỗ. Mỏ đồng Thanh Sơn tôi cũng đã đi xem rồi, thấy chỉ là khai thác đi ra. Bán quặng đi chỗ khác, lợi nhuận quặng thô không phải là quá cao, chúng ta khai thác nửa ngày, lợi nhuận phần lớn bị các doanh nghiệp luyện đồng, chế tạo đồng ăn hết. Chúng ta chỉ có được phần nhỏ, vì thế cần phải nâng cao giá trị phụ gia của đồng, đạt được lợi nhuận cao mới là việc chúng ta nên làm. Chương 991, Phán Nhi không phải là tên anh được gọi. Hơn nữa, việc khai thác mỏ đồng Thanh Sơn có chút loạn, tư nhân tự làm mỏ nhỏ tương đối nhiều. Chỉ chọn quặng có chất lượng tốt còn chất lượng kém một chút là bỏ đi, không những làm lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia mà còn gây ra lãng phí rất lớn. Cứ tiếp tục thế này, mỏ đồng của chúng ta sẽ chỉ khai thác được trong vài năm. Có thể duy trì phát triển bền vững đó là việc đảng ta sớm đã đề xuất rồi. Chúng ta là con cháu đi sau, chúng ta cần phải có kế hoạch hợp lý để kết hợp cả việc khai thác, luyện đồng và chế tạo đồng cùng nhau hoạt động. Vì vậy tôi đề nghị đồng chí Đường Đại Tông trong Ủy ban Kinh tế huyện sẽ đảm nhiệm công tác quản lý mỏ đồng Thanh Sơn, phụ trách thành lập một Ủy ban phát triển khai thác mỏ đồng. Đường Đại Tông có thể đảm nhận chức chủ nhiệm nhiệm kỳ y và bí thư đảng công, bí thư Thúc Anh thấy thế nào? Diệp Phàm cuối cùng cũng đã nói đến chủ đề chính. Đường Đại Tông, Túc Nhất Tiêu có vẻ như không biết người này, Tôn Minh Ngọc lập tức báo cáo toàn bộ thông tin có liên quan đến đồng chí Đường Đại Tông. Lúc đó, thư ký tạm thời của Túc Nhất Tiêu đã thầm thì bên tai ông ta vài câu, có lẽ là nói với ông ta rằng Đường Đại Tông là ủy viên thường vụ, là thân thích của Phó Chủ tịch Triệu Sa Thành. Tôi kiên quyết phản đối, mỏ đồng Thanh Sơn đã hình thành lên quy mô của riêng nó, mỗi năm lợi nhuận và thuế nộp lên trên đều rất khả quan, chúng ta cần gì phải hao tài tốn của, phải lập ra một ủy ban phát triển khai thác làm gì, đây là việc cơ cấu trùng lập, còn phần Lý Mậu Hoa đương nhiên không thích hợp để nhận chức Phó Chủ tịch trấn rồi. Tôi thấy đồng chí Vu Đại Tiền của phòng địa chất thích hợp thay thế vị trí của Lý Mậu Hoa, sẽ quản lý khai thác mỏ đồng.
Thiết Đông là người đầu tiên phản đối. Việc này nếu làm theo lời Diệp Phàm nói thì sau này Thiết gia có muốn ôm béo bở từ mỏ đồng Thanh Sơn cũng khó khăn rồi. Hơn nữa, Vu Đại Tiền là thân thích của Vi Bất Lý, đương nhiên Vi Bất Lý sẽ cảm ơn đề nghị của Thiết Đông thôi. Doanh nghiệp mỏ đồng Thanh Sơn vốn là doanh nghiệp thuộc Ban Kinh tế huyện, nếu phó chủ nhiệm Đường Đại Tông nhận quản lý sẽ không thể tốt hơn. Hơn nữa, doanh nghiệp mỏ đồng muốn phát triển cũng phải phù hợp với cấp bậc của người quản lý. Đồng chí Đường Đại Tông là bí thư đảng ủy xã chức nữ, kinh nghiệm phong phú, tuổi tác cũng chưa nhiều, còn chút bốc đồng. Phương Hồng Quốc thản nhiên nói, làm dối cả lên. Cấp bậc, tôi thấy đồng chí Vu Đại Tiền mới nên nói đến cấp bậc, đồng chí này đã làm ở phòng địa chất 7, 8 năm rồi, hiểu rất rõ về tài nguyên quốc gia, bí thư Túc tôi nói thế có đúng không? Vi Bất Lý lên tiếng. Việc khai thác, phát triển mỏ đồng là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế của huyện chúng ta, nếu làm tốt thì mới tăng thêm thu nhập của huyện. Huyện chúng ta nghèo, nên càng thu nhiều tiền càng tốt, đồng chí Vu Đại Tiền cũng đáng được thăng cấp. Túc Nhất Tiêu nói tới đây. Ông ta lại đang cố ý ngừng lại một chút, lướt nhìn các ủy viên ngồi đây rồi mới tiếp tục nói. Tôi có một cách, hôm qua Phó Chủ tịch Lôi của Sở Giao thông huyện nói là cần người. Nói rằng đồng chí Thiết Nhất Thủy của sở sau khi xảy ra tai nạn xe đã phải nằm viện, cũng không biết đến khi nào mới khỏi hẳn. Dự án quốc lộ Thiên Tường lại đang được triển khai toàn diện mà sở giao thông lại đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất, việc nhân sự trong sở này không thể kéo dài thêm nữa. Khi đó tôi hỏi đồng chí Lôi Lượng Minh, anh ấy nói đồng chí Vương Hán của A Phòng Giao thông Thông Đô là người rất phù hợp. Tôi cũng đã điều tra rõ ràng tài liệu liên quan đến đồng chí Vương Hán. Cảm thấy con người này rất phù hợp. Mặc dù mới 30 tuổi nhưng cũng đã chiến đấu trên chiến trường giao thông nhiều năm rồi. Anh ấy đang là phó phòng giao thông Thông Đô, để xây dựng giao thông khu này, anh đã có không ít thành tựu rực rỡ. Về phần Đường Đại Tông đảm nhận chức chủ nhiệm lập ra một ủy ban khai thác phát triển mỏ đồng Thanh Sơn, tôi thấy rất thích hợp. Còn về việc đồng chí Vu Đại Tiền nên thăng cấp không thể làm mắt lạnh tâm đang khô của các đồng chí. Phó Bí Thư Vi. Không phải phòng khoa học kỹ thuật đang thiếu một trưởng phòng sao? Tôi thấy đồng chí Vu Đại Tiền là phù hợp. Túc Nhất Tiêu đưa ra chiêu bài hay lại không đắc tội với Diệp Phàm lại có lợi cho Vi Bất Lý. Hơn nữa còn mờ ảo mà hiểu rõ, nếu không đồng ý đồng chí Vương Hán đảm nhiệm chức trưởng phòng thì đương nhiên đồng chí Đường Đại Tông cũng sẽ không được nhận quản lý mỏ đồng Thanh Sơn. Việc này đương nhiên là những thỏa hiệp thông thường của những quan chức, đều có lợi ích đi kèm. Túc Nhất Tiêu nhắc đến đồng chí Vương Hán là Diệp Phàm suýt nữa đã phì cười. Cái tên trước đây gặp ở sở giao thông khu vực còn bị mình cho một trận. Không ngờ rằng Túc Nhất Tiêu lại mượn Lôi Lượng Minh để nhắc tới người này. Người này có quan hệ sâu xa gì với Túc Nhất Tiêu, bằng không ông ta mất công phí lời để đưa y từ Thông Đô về Ma Xuyên làm gì. Thiết Đông Chu mồm thè lưỡi nói. Đề cử đồng chí Vương Hán về huyện làm trưởng phòng giao thông tôi đồng ý cả hai tay. Về việc đồng chí Vu Đại Tiền cũng rất phù hợp với chức trưởng phòng khoa học kỹ thuật. Chỉ có việc Đường Đại Tông lập ra một ủy ban khai thác và phát triển mỏ đồng, tôi thấy có cần thiết làm như thế không? Thiết Đông nhận thấy Túc Nhất Tiêu đưa ra đề nghị cân bằng nên không dám thể hiện phản đối, nói chuyện không khéo léo. Tại sao không thích hợp, việc này đã thống nhất rồi, Đường Đại Tông là đồng chí lão thành, anh sao lại có thể nói thế chứ? Túc Nhất Tiêu nói ra một câu. Thực ra trong lòng các ủy viên khác ngầm nói anh đã quyết định rồi còn hỏi cái quái gì nữa. Diệp Phàm lúc này mới bày tỏ thái độ. Vâng, đề nghị của Bí Thư Túc rất hợp lý. Thân thích của Vi Bất Lý cũng được thăng chức làm trưởng phòng rồi. Mặc dù nói phòng khoa học kỹ thuật không ra sao, nhưng dù gì cũng là cái chức trưởng phòng, sau này chuyển đến phòng khác cấp bậc cũng không phải một bước mà có, nên cũng phụ họa tỏ vẻ đồng ý. Cả ba bí thư đều đồng ý. Những người khác vẫn còn suy nghĩ gì, việc này xem như đã giải quyết xong. Chỉ có điều việc Vương Hán lên nhận chức trưởng phòng khiến Diệp Phàm tức mũi, nhưng cũng phải để cho Túc Nhất Tiêu chút ưu đãi chứ dù gì người ta cũng là số một mà. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu của Diệp Phàm là mỏ đồng Thanh Sơn, một vị trí trưởng phòng giao thông đổi lấy việc thành lập ủy ban khai thác phát triển mỏ đồng cũng là có lợi rồi. Thiết Đông tự nhiên tối mặt lại, buồn bực nghĩ đến trở ngại. Tối đến. Trong một lầu gỗ nhỏ mang phong cách thời Minh Thanh tại Sơn Trang truyền hình Bàn Đào. Lầu này là thiết kế đặc trưng cho Mai Phán Nhi nghỉ ngơi, thấp thoáng có cây đào ở giữa. Xung quanh là hàng rào dài nhọn, cao chừng 3 mét, dày đặc, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy mái hiên của lấy gỗ mà thôi.
ở một cấy đào lớn, gió hiu hiu thổi, trên đầu có mấy quả đào. Dưới cây, có hai chiếc ghế nhựa, có một nam một nữ đang nằm nghiêng trên ghế. Giữa có một chiếc bàn gỗ, bên trên bàn có bày một bộ bàn trà. Chủ tịch Mai, thái độ chính quyền huyện Ma Xuyên chúng tôi cũng không đến nỗi nào đúng không, ha ha. Diệp Phàm cười nói, miễn cưỡng cho qua, nhưng, chủ tịch Diệp, tôi hy vọng việc như thế này sẽ không xảy ra một lần nữa, Thiên Kiệt như là bảo bối trong nhà chúng tôi, tuyệt đối không thể gây sức ép cho nó. Mai Phán Nhi thản nhiên nhìn Diệp Phàm như có. Xin hãy yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Diệp Phàm cười nói, nghiêng người ngắm chiếc áo rộng cùng đôi chân trắng dài thon thả của Mai Phán Nhi, chân váy kia mới chỉ đến chỗ đùi, mỗi khi gió lớn lại bị thổi lên, Mai Phán Nhi duỗi cánh tay trắng nõn ra giữ lại không sẽ bị người ta thấy hết, vì con người này trông có vẻ bỉ ổi. Nghe nói Mai Phán Nhi chưa quá 27, 28 tuổi, kết hôn hay chưa hắn cũng không rõ. Nhưng trên người có toát ra một vẻ quyến rũ trời sinh có ánh mắt mê người. Trước mắt hắn như hiện ra hình ảnh võ hoàng hậu trong phim Võ Tắc Thiên đang thể hiện sự dịu dàng quyến rũ trên giường nơi hậu cung. Thật tiếc mình không phải Lý Trị, bằng không trong vườn đào đầy sao này mình sẽ âu yếm hay sẽ là chuyện cực kỳ lãng mạn. Diệp Phàm có những ý nghĩ xấu xa. Thật không, tôi có chút sợ hãi. Người Ma Xuyên rất tức giận. Mai Phán Nhi liếc nhìn hắn ta, có chút không hài lòng. Hừm nói. Ha ha, tin tưởng rằng sẽ sớm thay đổi. Người Ma Xuyên ngày trước nghèo, vẫn còn lưu lại một vài tập tính xấu. Cùng với việc xây dựng quốc lộ thiên tường, Ma Xuyên sẽ trở thành vị trí yết hầu của ba tỉnh, kinh tế sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh. Giàu rồi, có tiền rồi, người Ma Xuyên tiếp thu giáo dục sẽ không ít. Một Ma Xuyên mới tươi sáng, sẽ không khiến chủ tịch Mai thất vọng. Tuy nhiên nếu chủ tịch Mai thật sự lo lắng cho Thiên Kiệt thì cứ gọi về tỉnh được rồi. Diệp Phàm nói câu này muốn nói quân cờ Mai Thiên Kiệt đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, sau này còn ở lại Ma Xuyên có thể sẽ gây ra phiền toái. Ăn cháo đá bát, không ngờ chủ tịch Diệp lại là loại mưu mô già đời thế. Mai Phán Nhi khinh bỉ hắn. Có ý gì chứ, việc này tôi đã có chút hồ đồ. Diệp Phàm cố ý đập vào chân, giả ngốc. Mai Phán Nhi tôi tuy không phải là tái thế của Gia Cát Khổng Minh nhưng dự định của Chủ tịch Diệp tôi cũng đoán ra được phần nào. Mai Phán Nhi không vừa lòng nói. Việc này tôi càng hồ đồ. Tôi có dự định gì đến tôi còn không rõ sao Chủ tịch Mai có thể đoán được. Ha ha, Chủ tịch Mai kiếp trước không phải là thầy bói đấy chứ. Diệp Phàm hắng giọng cười, muốn che giấu sự xấu hổ trong lòng. Chủ tịch Diệp, lẽ nào không phải anh đang lợi dụng Thiên Kiệt? Mai Phán Nhi như có chút tức giận, phải làm cho dứt khoát. Lợi dụng, sao lại nói đến hai từ lợi dụng này? Diệp Phàm miệng nói xong rồi giơ tay lên hất tóc, trong lòng thầm nghĩ một cô nàng thông minh, mình suýt chút nữa bị cô ấy đoán thấy hết rồi, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản chút nào. Mỏ đồng Trấn Thanh Sơn có vấn đề, bản thân chủ tịch Diệp có chút cố kỵ, không đành ra tay. Thiên Kiệt vẫn cho là bị anh bán rồi, ha ha ha. Mai Phán Nhi cười, cười đến run rẩy, ánh mắt trắng dã có vẻ oán trách nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nhưng, việc này coi như qua rồi, nếu như chủ tịch Diệp còn muốn giúp đỡ tôi sẽ cho đẩy nhanh tiến trình, để tránh cho Thiên Kiệt nhà chúng tôi bị ai đó làm vật thế thân mà không biết. Vật thế thân, làm gì có chuyện đó, nói thật khó nghe. Diệp Phàm gượng cười, nhưng chủ tịch Mai có chủ ý tốt gì cũng xin nói ra để tham khảo. Tôi rất thích hợp tác cùng với những người thông minh. Thành phố Đông Hà tỉnh Giang Đô có công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tinh Mậu, nói vậy chắc chắn chủ tịch Diệp muốn hỏi đến cùng. Mai Phán Nhi tiết lộ câu đó, Diệp Phàm thật sự thấy xấu hổ trong lòng, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Lợi hại, Diệp Phàm tôi không thể không khâm phục Phán Nhi. Diệp Phàm bình tĩnh tĩnh trở lại, thản nhiên cười nói. Phán Nhi, Mai Phán Nhi sắc mặt đột nhiên ửng hồng, liếc nhìn Diệp Phàm tôi nói. Đừng có gọi Phán Nhi, cái tên đó không phải để anh gọi. Chương 992, khoe khoang. Không cho phép gọi như vậy cũng được, tôi thấy cả ngày chủ tịch Mai toàn cứng rắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải một hai lần tiếp xúc, tục ngữ có câu trước lạ sau quen, lâu ngày sinh tình thôi mà. Diệp Phàm nói. Được rồi, bản cô nương đây đại nhân đại nghĩa, không so đo với anh, gọi thì gọi. Ha ha. Mai Phán Nhi lại được một trận cười, hắn suýt chút nữa rơi cả tròng mắt. Nhưng khi nghe Mai Phán Nhi tự xưng là cô nương,
hắn có chút dục dịch, hóa ra Mai Phán Nhi chưa kết hôn, nếu không thì đã không tự xưng là cô nương. Vậy tôi cũng xin bất kính, Phán Nhi, doanh nghiệp đồng tinh mậu đó là thế nào? Diệp Phàm gượng cười nói. Doanh nghiệp đồng tinh mậu đó thuộc tập đoàn Thiên Thần Giang Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Thần tên là Phượng Hướng Nguyên, vốn của Thiên Thần tương đối hùng hậu, có thể lên tới hàng trăm triệu. Tập đoàn đó chủ yếu luyện đồng, đồng sợi và gia công sản phẩm chế tác từ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đồng tinh mậu tại Đông Hà Giang Đô chỉ là một công ty con của tập đoàn Thiên Thần. Mai Phán Nhi nói đến đây, sắc mặt Diệp Phàm đã có chút khó coi. Cô gái này rất thông minh, thế là đã rõ, còn nói thêm. Đừng hiểu nhầm, mặc dù chủ tịch hội đồng quản trị họ Phượng nhưng không phải là Phượng gia ở thủ đô, bọn họ đều không liên quan gì đến nhau. Ha ha, sản nghiệp của Phượng gia ở Kinh Thành cũng không liên quan gì đến tôi, thì lo gì chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, che giấu chút xấu hổ bên trong, kiểu này là nghĩ một đằng nói một nẻo. Phượng gia ở thủ đô không bước chân vào con đường làm ăn kinh tế, nếu thật sự chủ tịch Diệp muốn tìm hiểu tận gốc rễ thì tôi cũng có thể giúp cho anh một con đường. Mai Phán Nhi dừng lại cố ý câu xem thế nào. Cô có điều kiện gì? Diệp Phàm là người hiểu biết, Mai Phán Nhi không phải vô duyên vô cớ mà lại đưa ra ý kiến đó. Huống chi bản thân lại chẳng có gì khiến cô ấy động lòng. Vì thế, trong lời nói này nhất định có liên quan đến chút lợi ích nào đây. Đưa ba hậu cung Ngọc Nhan Hoàn là được rồi, ha ha. Mai Phán Nhi mỉm cười. Ba viên, quá nhiều rồi, việc này, không làm được. Diệp Phàm đau xót lắc đầu. Được rồi, không nói nữa, doanh nghiệp đồng tinh mậu cũng không có quan hệ gì với tôi, còn nói đến nó làm gì nữa. Mai Phán Nhi không nói, Diệp Phàm biết cô ấy đang nói điều kiện với mình. Cô hãy nói trước sự việc rõ ràng xem có xứng đáng với ba viên thuốc không. Diệp Phàm nói, nếu anh biết được bí mật của doanh nghiệp đó, anh nghĩ xem có ích gì không? Mai Phán Nhi không phải chỉ là lợi hại thông thường, thiếu sót một chút. Ba viên, có người nào đó đau lòng gật đầu. Trưởng phòng tài vụ của doanh nghiệp tinh mậu đó là Tôn Tấn Trọng, người này không háo sắc, tiền cũng không thiếu. Nhưng lại có một cô con gái câm điếc là Tôn Mỹ Mỹ, tốn bao nhiêu tiền của nhưng cũng không chữa khỏi. Chủ tịch Diệp hình như cũng hiểu về thuốc. Hơn nữa, tôi còn cảm giác anh như một người kỳ lạ có thể tìm cách chữa khỏi bệnh cho con gái ông ta. Nghe nói Tôn Mỹ Mỹ không phải là câm điếc bẩm sinh mà sau này khi một lần ăn cơm bị ngạnh nên mới câm điếc. Mai Phán Nhi thản nhiên cười nói. Ồ, cảm ơn cô, tôi sẽ thử xem sao. Diệp Phàm cười nói, tâm tư thay đổi nhanh, liền nói. Nhưng, doanh nghiệp đồng tinh mậu và Phán Nhi có dùng đến tám gậy cũng không đánh tới. Vậy mà Phán Nhi lại có hứng thú với trưởng phòng tài chính, thật kỳ lạ. Phán Nhi không phải thấy nhàn chán vô vị mà lại quan tâm đến một trưởng phòng tài chính chứ. Lẽ nào Tôn Mỹ Mỹ lại giống Phan An? Trong lúc vô ý nghe được, chú ý hắn ta, tôi không phải loại nhà tình vậy. Mai Phán Nhi buột miệng nói. Thật như vậy sao? Diệp Phàm quay người, nhìn chằm chằm Mai Phán Nhi. Không như vậy thì còn thế nào nữa? Mai Phán Nhi tức giận. Liếc nhìn hắn. Ha ha, nhưng nghe đồn đại, công ty thuộc tập đoàn Mai gia cũng có doanh nghiệp chế tạo đồng. Thật khéo đúng không? Diệp Phàm gượng cười, khuôn mặt tươi tỉnh chợt lóe lên rồi biến mất. Anh nói thế có ý gì, anh đã điều tra Mai gia nhà chúng tôi. Như nhau thôi. Diệp Phàm nói. Tôi không có hứng thú điều tra Mai gia nhà cô, chỉ là có lần Thiên Kiệt uống rượu say nói là ở thành phố Thương Hải, cách Thủy Châu không xa. Mai gia cũng có một nhà máy sản xuất dây điện. Và nguyên liệu chủ yếu là đồng sợi. Vừa may khi đó chúng tôi nghe thấy ở thành phố Thương Hải có một nhà máy như thế, không thể là công ty con của tập đoàn Thiên Thần chứ. Anh! Mai Phán Nhi nghẹn ngào, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, một lúc sau mới châm chọc nói. Tôi thấy chủ tịch Diệp làm một chủ tịch huyện thì thật là đáng tiếc, anh nên làm công an quốc gia thì thích hợp hơn. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng người ta lại thấy gai mắt. Thật uổng công. Diệp Phàm hắng giọng cười. Được rồi, không nói với anh nữa. Anh đã nắm rõ về Tôn Tấn Trọng rồi, còn việc mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn sau này chúng tôi sẽ hỗ trợ anh thanh tra. Còn nữa, mỏ đồng trấn Thanh Sơn của các anh, mai ra chúng tôi sẽ hợp tác đầu tư. Mai Phán Nhi đã phải ngả chiêu bài. Việc này không làm cho các vị lo lắng nữa. Diệp Phàm khoát tay áo, liếc mắt nhìn Mai Phán Nhi, rồi trêu chọc.
Âu Yếm sẽ thế nào? Anh! Mai Phán Nhi liếc nhìn Diệp Phàm, thể hiện rõ sự khinh thường. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi đâu có giống con cóc đâu, hừ. Diệp Phàm cũng tức giận, trừng mắt nhìn Mai Phán Nhi. Hai người cùng nhìn nhau. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ. Ha ha ha, muốn âu yếm thì phải có bản lĩnh, Mai Phán Nhi tôi chỉ phục người có bản lĩnh thôi. Mai Phán Nhi đột nhiên mỉm cười, ngồi trên ghế, cười sảng khoái. Cô nói, bản lĩnh gì? Diệp Phàm lại liếc mắt nhìn cô thản nhiên nói. Mai Phán Nhi không lên tiếng, nhìn xuống phía dưới, rồi đột nhiên có chủ ý, chỉ vào cây trúc đứng một mình đằng sau lầu gỗ cười nói. Anh có thể đưa tôi đến chỗ cây đó và đứng trên đó 3 phút tôi sẽ phục anh. Để tôi xem thế nào đã. Diệp Phàm thản nhiên nói, hai người cùng đi ra đằng sau lầu gỗ, đến gần nhìn, Diệp Phàm bỗng chuyển sắc mặt. Đằng sau lầu gỗ có một bụi trúc, nhưng chỉ có một vây lại không mọc trong bụi trúc đó mà lại sống độc lập ở nơi cách bụi trúc khoảng 20 mét. Cây trúc này rất lớn, cao đến 10 mét. Nhưng trên lại rất yếu ớt, không nói đến việc cùng một người đứng trên đỉnh đó 3 phút. Mà chỉ một con khỉ đứng trên đỉnh đó cũng không nổi 3 phút. Dù sao ngọn trúc cũng rất nhỏ, không chịu nổi sức một người đứng lên, không chừng khi vừa lên được ngọn thì cây trúc đã gãy đoạn ra rồi, huống chi là hai người cùng lên. Mai Phán Nhi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà cô đã nói ra. Việc này quả thật khó khăn, đơn giản là không có khả năng làm được. Diệp Phàm cố ý thở dài, nhìn xung quanh, giật mình, có chút so đo. Ha ha ha, đương nhiên rồi, làm được chỉ có thể là thần tiên. Bản cô nương lại dễ âu yếm thế sao? Nếu làm được thì anh chắc chắn là thần tiên muốn âu yếm bản cô nương nhân, còn nữa, nếu không làm được thì phải giúp Mai gia loại bỏ Tôn Tấn Trọng, tôi tin rằng anh cũng có biện pháp cả chứ. Mai Phán Nhi đắc ý, ăn đứt tư thế của người ta. Nếu tôi làm được thì cô không nuốt lời chứ? Diệp Phàm cười nói, đó là việc không thể làm được. Nuốt lời không phải là bệnh cẩu Mai Phán Nhi này. Mai Phán Nhi thái độ kiên định. Được, tối nay có thể âu yếm rồi. Diệp Phàm kêu lên một tiếng, thả người sang một bên chạy, trên tay cầm một chiếc khó chuông bay lên, ôm vào một cây to 30 mét. Diệp Phàm lại xuyên sang bên kia, cứ làm như thế, ôm hai bên xong tiến lên trên, như con báo trèo lên cây vậy, thoát một cái đã lên đến ngọn cây trúc, tiện tay. Hắn lấy trúc làm trung tâm quấn quanh như sợi dây thừng rồi thả mình xuống phía dưới đất. Anh đang làm gì thế? Mai Phán Nhi như không hiểu anh ta đang làm gì, như kẻ điên giang chơi đùa trên cây trúc. Vì trên tay Diệp Phàm đang cầm là chùy lưu tinh, là của Kiều Viên Viên, và trên danh nghĩa là chùy. Thực ra phía trước có vài chuông nhỏ, cũng có cả cái như đậu tương lớn. Những dây chuông liên tiếp kia mới nhỏ, nhỏ như sợi dây câu cá. Sau khi phát đi, chuông chùy này có thể bay đi, có thể công kích mục tiêu trong phạm vi 80 mét. Bởi vì lần trước trên chiến trận Glasgow, chùy lưu tinh đã có chút hỏng, vì thế Diệp Phàm đã nhận sửa chữa nó, nên Kiều Viên Viên đã đưa cho anh ta. Không ngờ đến hôm nay đã thể hiện được công dụng, là dụng cụ để Diệp Phàm có thể gần gũi, phải cho Kiều Viên Viên biết và sẽ tức trợn mắt lên. Vì sợi dây này rất mảnh, cộng thêm vào buổi tối nên Mai Phán Nhi không hề nhìn rõ sợi dây này. Nên mới hỏi như vậy. Được rồi. Hắn cười, đưa tay ra, và ngay lập tức Mai Phán Nhi đã bị hắn ôm hẳn lên trên cây trúc. Mai Phán Nhi hét lên một tiếng chói tai, không lâu sau cô phát hiện ra mình đang run rẩy đứng trên đỉnh cây trúc. Lúc đầu kinh hãi, sau rồi đã bình tĩnh trở lại, và cũng muốn biết xem hắn muốn làm gì. Bởi vì Mai Diệp Thu của Mai gia rất có bản lĩnh, vì thế, Mai Phán Nhi cũng biết một chút tin tức liên quan đến quốc thuật. Diệp Phàm nhanh chóng đưa Mai Phán Nhi lên tận ngọn cây trúc, hướng lên trên con lăn đứng trên dây chùy lưu tinh, một chân trên ngọn cây trúc, thuận tay điều chỉnh vị trí, Mai Phán Nhi hét lên, và Diệp Phàm ôm trọn trong tay. Hắn giọng cười. Cô nhìn kỹ đi, 3 phút nhé, tuyệt đối không có vấn đề gì. Anh làm sao có thể làm được? Mai Phán Nhi mở to mắt nhìn Diệp Phàm, đưa tay ra thụi vào ngực Diệp Phàm. Bởi vì sợi dây quá nhỏ. Nên khiến Mai Phán Nhi có cảm giác như cùng Diệp Phàm đứng trên ngọn cây trúc, cái cảnh dọa người này, Mai Phán Nhi suýt chút nữa hôn mê. May mà khi đó bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long vừa mới quay, nếu không, Mai Phán Nhi chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Phàm là đồ đệ của Lý Thái Sư gì đó. Ôm chặt vào, nếu buông tay ra là chúng ta sẽ rơi xuống dưới, ha ha,
mỹ nhân đã rủn người ra, nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm. Hắn ta cười nói, cảm thấy hai tay Mai Phán Nhi thu lại, càng ôm chặt hơn. Ngực Mai Phán Nhi ép vào Diệp Phàm khiến nó cứng lên, đến mức Bất Nhã chạm vào cả mông của Phán Nhi. Mai Phán Nhi toàn thân run rẩy, vật đó bỗng nhiên cứng lên, chạm vào điểm mấu chốt của Mai Phán Nhi. Chương 993, tin tức từ cấp trên đến. 3 tiếng đồng hồ rồi, Diệp Phàm ôm Mai Phán Nhi nhảy xuống, lại một tiếng thét chói tai của con gái. Đương nhiên, Diệp Phàm mồ hôi đầm đìa. Mai Phán Nhi cảm giác đã tới mặt đất. Anh rốt cuộc làm như thế nào? Đừng nói là anh bay, hay khinh công gì đó. Khinh công em có biết chỉ là thân thể nhanh nhẹn một chút, giống như mèo, nhưng cũng không thể làm được như vừa rồi. Mai Phán Nhi lập tức biến thành bát quái bà, cha hỏi. Hiện tại không rỗi để nói chuyện này, trước tiên chúng ta hôn một cái cho bõ nghiền rồi nói sau. Diệp Phàm cười không ngại đất bẩn, lùi lại, đem người con gái đặt lên trên cỏ. Không được, ở trong này rất. Mai Phán Nhi chưa kịp nói hết, miệng đã bị bịt chặt. Tuy nhiên, Mai Phán Nhi không muốn há miệng. Vừa rồi nói như thế nào? Diệp Phàm hừ nói. Ôi, anh là hào kiệt. Mai Phán Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc nói chuyện miệng tự nhiên mở ra để người đàn ông có cơ hội, đưa lưỡi vào trong. Lập tức hương thơm đầy miệng. Rất lạ là Mai Phán Nhi chỉ mở miệng, cũng không hiểu được làm như thế nào, hơn nữa, thân thể run rẩy khá nhiều. Chẳng lẽ vẫn là gái trinh? Người đàn ông kích động trong lòng, cực kỳ đắc ý. Đầu lưỡi chuyển động vào trong, Mai Phán Nhi cũng có chút loạn tình mê, không quen quấy lên. Diệp Phàm một bàn tay duỗi ra cuối cùng đặt lên trong cặp mông vuốt ve. Vẫn cảm giác chưa đủ, duỗi tay một chút muốn luồn vào trong váy nhưng bị Mai Phán Nhi ngăn lại, miệng nói. Không được. Ôi, vẫn, có chút tiếc nuối. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, đè nặng Mai Phán Nhi thật lâu mới ngồi dậy. Anh còn không nói cho em biết vừa rồi làm như thế nào đi. Mai Phán Nhi vẫn chưa có ý định từ bỏ, lại hỏi. Đàn bà. Thật sự bát quái. Diệp Phàm chạy đi một lát lấy chùy lưu tinh, đưa trước mặt Mai Phán Nhi hừ nói. Chính là đồ chơi này, đây làm từ tơ đặc thù, rất chắc chắn, ước chừng có thể chịu đựng mấy tấn lực kéo. Bị anh lừa rồi, hừ. Mai Phán Nhi sau khi biết lập tức trợn mắt. Ha ha. Diệp Phàm cười bị ổi không nói gì. Em đánh chết anh. Mai Phán Nhi đạp một cái, bị Diệp Phàm nắm được, kéo vào ngực, cười nói. Còn sợ không đủ phải không, chúng ta luyện lại một hồi. Đừng có hòng, hi hi. Trong rừng trúc truyền đến tiếng cười mê hồn của Mai Phán Nhi. Tuy nhiên nơi đây chỉ có một người đàn ông ngơ ngác nhìn vào vầng trăng tròn trên bầu trời. Người đẹp đi qua, con lưu lại hương thơm, ôi ta đi thôi. Diệp Phàm tiếc nuối, rồi đi ra ngoài. Chuyện của em anh nhớ làm tốt. Tiếng Mai Phán Nhi vọng lại trên tầng rất quyến rũ. Em có phiền hay không? Diệp Phàm tức giận quát. Phiền chết anh. Mai Phán Nhi nói. Sau đó không một âm thanh, khi Diệp Phàm chậm rãi đi ra ngoài căn nhà khoảng 100 mét đột nhiên từ xa xa căn nhà gỗ có tiếng leng keng thùng thùng của đàn cổ. Diệp Phàm dừng chân lắng nghe, là Mai Phán Nhi đang hát Xuân Giang Hoa Đêm Trăng. Anh Hạ, Lâm Thiên có 2 nhân tình, là Đại Kiều và Tiểu Kiều, mở câu lạc bộ giải trí Phong Diệp. Chắc chắn có vấn đề, anh cẩn thận kiểm tra một chút. Có lẽ có thể làm nên việc gì đó. Diệp Phàm nói trong điện thoại. Cậu nghe ai nói? Hạ Hải Vĩ giật mình hỏi. Đừng hỏi tôi nghe ai nói, anh điều tra cẩn thận, tôi tận mắt thấy Lâm Thiên mang Tiểu Kiều Đại Kiều đến Khang Kiều biệt viện chơi. Hình như còn là một cặp song sinh, hôm đó tối quá. Diệp Phàm nói. Cảm ơn người anh em, nếu có thể đánh ngã Lâm Thiên, đến lúc đó tôi mời cậu ăn cơm đến Khang Kiều biệt viện. Hạ Hải Vĩ trong lòng có chút kích động, vẫn muốn động Lâm Thiên nhưng chưa tìm được cơ hội. Nếu đúng như Diệp Phàm nói thì Lâm Thiên không chỉ có vấn đề là nuôi nhân tình, Đại Kiều Tiểu Kiều mở câu lạc bộ giải trí tiền từ đâu đến, không thể là lông dê thì là của người. Nhoáng cái đã đến tháng 7. Quả đào của xã Kim Đào vào mùa thu hoạch lớn, trên cây chĩu chịt quả chín. Mà khu nhà ở giả cổ cũng xây xong, Mai Phán Nhi nắm giữ tập đoàn truyền thông Giang Nam đã lợi dụng báo chí. Truyền hình quảng cáo mạnh mẽ, đưa những hình ảnh hoa đào, cảnh đẹp làm quảng cáo, cuối cùng cũng có những đoàn khách đầu tiên. Địa danh bàn đào ảnh thị độ giả Sơn Trang của Ma Xuyên cũng dần dần đi lên.
chủ yếu là quốc lộ thiên tường chưa xây dựng xong hoàn toàn, phương tiện giao thông còn khó khăn, nếu không, thì sẽ rầm rộ vui vẻ lắm. Lôi Lượng Minh sau khi được phân công quản lý công tác giao thông, bắt đầu còn có vẻ thu tay, nhưng sau đó tính cảnh giác dần dần giảm đi. Theo báo cáo của Phương Viên, Phó Chủ tịch huyện Lôi đã bắt đầu giơ tay. Phương Viên chú ý hết mọi việc, nhưng với bí thư Túc Nhất Tiêu quốc lộ thiên thường là công trình lớn ở Ma Xuyên, ông ta không ngờ có thể chịu đựng không ra tay. Mà mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn, ở Ủy ban đường Đại Tông chủ trì, Thiết Đông cũng không thể lui tới thường xuyên để làm việc. Giang Đô Tinh Mậu đồng nghiệp một hàng, Diệp Phàm vẫn chưa có thời gian đi làm quen với trưởng phòng Tôn, đành phải vội vàng trong khoảng thời gian này. Trần Quân đi thành phố Việt Đông ở Ngư Đồng tìm Đoàn Hải Thiên, tuy nhiên lần này Diệp Phàm đã giúp anh ta đạt đến ngũ đẳng, thoải mái bắt Đoàn Trác. Để Đoàn Trác mở rộng tầm mắt, Đoàn Hải Thiên đồng ý cho Trần Quân yêu con gái ông. Tuy nhiên, khi Trần Quân đề nghị cưới Hạnh Nhi, Đoàn Hải Thiên đứng ngay trong sân vẽ vòng tròn nói. Tôi dùng một tay, nếu trong 10 phút cậu có thể ép tôi ra khỏi vòng tròn thì cậu thắng bất cứ lúc nào cũng có thể đem Hạnh Nhi đi, nếu không 2 năm nữa nói lại vấn đề này. Trần Quân sau khi điên cuồng công kích, cuối cùng không thể ép Đoàn Hải Thiên ra khỏi vòng tròn, ủ rủ trở về. Một mình buồn vào phòng uống 2 bình rượu, trong khoảng thời gian này, cậu ta ở nhà của Diệp Phàm ở Thủy Châu điên cuồng luyện công, hy vọng có thể tăng thực lực, dớn ép Đoàn Hải Thiên ra khỏi vòng tròn. Trần Quân cũng biết bằng thực lực của mình, trong 2 năm không thể ép Đoàn Hải Thiên ra khỏi vòng tròn, chỉ có điều cậu ta không muốn phiền đến Diệp Phàm. Trần Quân là một người trẻ của thời đại mới, cậu ta cũng có thái độ kiêu ngạo. Đứng nhìn Diệp Phàm cũng có chút bùi ngùi. Điện thoại kêu, anh Diệp, chùy lưu tinh của em làm có tốt không? Kiều Viên Viên dịu dàng hỏi, còn không có. Diệp Phàm nói dối, Diệp Phàm vẫn muốn biết cách chế chùy lưu tinh. Trước mắt chưa thành công, phải nói dối. Thực ra đã sửa chữa tốt rồi, thật ra truy lưu tinh vốn không hư hao nhiều không biết Kiều Viên Viên có ý gì. Diệp Phàm thậm chí nghi ngờ đây là để tham khảo thêm chính mình. Hoặc là có liên quan gì không nói rõ. Chờ em một chút. Kiều Viên Viên ừ một tiếng, thật lâu sau, trong điện thoại nói thêm. Nghe nói ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc các anh có thay đổi. Đã quyết định rồi. Diệp Phàm tò mò. Rốt cuộc ai là người thay thế chiếc ghế trống của Hứa Vạn Sơn? Em cũng chỉ nghe nói vậy, anh ngàn vạn lần đừng nói ra. Nghe nói trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Sơ Kiệt bổ nhiệm là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nguyên trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô Minh Châu bổ nhiệm thay thế trưởng ban tổ chức cán bộ. Kiều Viên Viên cười nói. Vậy bí thư thành ủy tỉnh thành là ai? Trưởng ban thư ký tỉnh ủy là ai? Diệp Phàm hỏi. Bí thư tỉnh ủy là ai em không rõ lắm. Tuy nhiên bí thư thành ủy hình như họ Đoàn là Đoàn Hải Thiên, nghe nói được điều từ Việt Đông đến. Kiều Viên Viên nói. Đoàn Hải Thiên. Diệp Phàm há hốc miệng, thầm nghĩ đây chính là bố vợ tương lai của Trần Quân ở tỉnh Nam Phúc. Nếu quả thật là như vậy thì nhân dịp ông ta chưa nhận chức làm quen một lần, làm nền móng cho việc đề bạt sau này. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy thôi, làm quen cũng không thiệt. Diệp Phàm quyết định. Lấy điện thoại nói. Trần Quân. Chuyện Hạnh Nhi thế nào rồi? Xui xẻo, vẫn không thay đổi. Trần Quân ấp a ấp úng, tất nhiên là không muốn mất mặt. Anh ta không nghĩ việc này của anh ta đã bị cha Trần Khiếu Thiên cho bán. Vậy là tốt rồi, tưởng là bận trong khoảng thời gian này nhưng thật ra mấy hôm nữa thì hơi rỗi, muốn cùng cậu đến nhà họ Đoàn ở Việt Đông, thuận đường giải khuây. Nếu cậu làm được, tôi cũng yên tâm. Diệp Phàm trong lòng cười thầm, miệng thản nhiên nói dối. Việc này, Trần Quân nói. Thật ra, anh Diệp, chuyện đó, còn chưa thu phục được. Hả, không phải vừa nói thu phục sao? Hiện tại nói lại nói chưa thu phục, rốt cuộc thu phục hay không thu phục? Xem ra cậu không muốn cưới Hạnh Nhi. Diệp Phàm ra vẻ trêu chọc Trần Quân. Vừa rồi nói dối. Anh Diệp, thật sự chưa thu phục được, lúc đó đến nhà họ Đoàn. Trần Quân nói lại mọi việc. Sao không mới ông Trần đi bàn bạc, tin là Đoàn Hải Thiên hẳn không phải là đối thủ của cha cậu. Diệp Phàm cười nói. Cha nói, việc này tự mình làm, ông ấy không tham gia, muốn làm phải kiên trì chịu đựng 2 năm, tôi biết ý của cha tôi. Còn không phải cầm roi muốn tôi nhanh chóng đột phá, ôi, cha, cả đời này không quên được chuyện trước kia. Trần Vô Ba một ngày không bị đánh bại,
xem ra ông ấy một ngày sẽ không yên tĩnh. Tuy nhiên, anh Diệp, Trần Vô Ba là quốc thuật giới Thái Sơn Bắc Đẩu, đường đường bát đẳng tầng thứ hai. Tôi chỉ là tiểu ngũ đẳng, sao có thể sánh bằng? Nếu chờ tôi đạt đến bát đẳng, xem ra ông ấy đã bị Ngưu Đầu Mã mời đi uống rượu âm, Trần Quân có chút tức giận. Chuyện Hạnh Nhi, Diệp Phàm cố ý hỏi. Tuy nhiên, Trần Quân đừng nóng vội, Trần Vô Ba sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mọi người vượt qua cao thủ bát đẳng, bình thường đều có thể sống đến trăm tuổi. Cha cậu còn chưa đến 60, Trần Vô Ba là huynh đệ, chỉ có điều không cùng sư phụ thôi. Ước chừng cũng chỉ trên dưới 70. Chương 994, Chủ tịch thành phố Ngư Đồng. Ừ, có lẽ thế, chuyện Hạnh Nhi, ha ha. Anh Diệp, có thể giúp đỡ một chút. Trần Quân cuối cùng giấu đầu hở đuôi. Được rồi, xem cậu có vẻ thành thật, chúng tôi lập tức xuất phát, cậu cứ ở Thủy Châu chờ là được. Diệp Phàm cười nói. Tốt quá, anh Diệp, còn có một việc quên chưa nói với anh. Trần Quân nói. Chuyện gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Lúc tôi đến Ninh Quan Tự ở Ngũ Đài Sơn giả làm hòa thượng có quen một người, tên là Lý Cường, người này là người con có hiếu. Bố mẹ cậu ta đang ốm đau nằm trên giường, mỗi một tuần đều đến Ninh Quan Tự thắp hương, cầu xin nước thánh để cậu ta chữa bệnh cho cha mẹ. Tuy nhiên, nước thánh chỉ là lão hòa thượng lừa gạt lấy tiền nhang đèn, làm sao có thể chữa bệnh gì. Có một lần Lý Cường đến lấy nước thánh, trên đường đi giữa sườn núi có cùng mấy người cảnh sát có vũ trang xảy ra xung đột. Một quyền cước toàn bộ 7 người cảnh sát có vũ trang đều nằm úp xuống bùn lầy. Cậu nhóc đó thân thủ không tồi. Lúc đó tôi cũng thử đấu cùng cậu ta mấy quyền, so với tôi cậu ta còn mạnh hơn một chút. Ước chừng cũng đạt đến tứ đẳng đỉnh bậc. Trần Quân nói, ý của cậu là nhận người. Diệp Phàm hỏi, thầm nghĩ, xem ra Trần Lão đã giải thích cho Trần Quân nhiệm vụ. Trần Lão thật sự còn rất quan tâm đến mình. Nghe cha nói anh Diệp có phương thuốc thảo dược quý, nếu có thể chữa được bệnh cho cha mẹ Lý Cường thì Lý Cường không phải là dễ như trở bàn tay sao. Cho nên, sao không thử? Có lẽ có thể thu nhận cậu ta. Trần Quân cười nói. Được, nếu có thời gian sẽ chở, giúp cậu ta một phen lên ngũ đẳng, chúng ta đang cần người. Diệp Phàm cười nói. Còn nữa, ngày hôm qua, Trương Cường của báo săn đưa đến một chiếc xe. Hình như xe Hammer của Mỹ, khá rộng lớn, chỉ có điều nhìn bên ngoài có vẻ cũ, xem ra lấy đồ cũ từ đâu đến, nói là đưa cho anh, hiện nay đang ở nhà. Trần Quân cười nói. Tuy nhiên, lạ là sao anh ta lại đưa đến một cái xe hỏng như thế, đúng là keo kiệt. Anh Diệp là ai chứ, sao có thể lái loại xe cũ này, giảm giá trị quá. Trần Quân còn có chút căm giận, cậu ta biết Diệp Phàm có tiền, đó có thể coi là loại hàng cũ, Trương Cường kia thật là kỳ lạ. Biết rồi, chúng ta lái xe đi một vòng thành phố Ngư Đồng rồi nói sau. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ, cậu không biết, lần trước nhận được tiền thưởng, liền mua chiếc Hammer. Tuy nhiên bảo Trương Cường làm cũ đi, cậu nhóc này, đúng là bớt lo, lại làm nữa. Diệp Phàm sau khi về huyện xử lý nốt công việc, lập tức đến thẳng Thủy Châu. Trương Cường, xe sao lại thế này? Diệp Phàm ngồi trên xe hỏi. Ha ha, lần này thủ trưởng Trấn Phê, thật là mặt hàng tốt, Hammer chế tạo đặc biệt, xe tăng có thể đánh lên vài lần. Nghe nói vật liệu là loại hợp kim nhôm chế tạo máy bay, thân xe cũng không đặc biệt nặng. Tuy nhiên, vì không quá chói mắt, lúc đó ở nhà máy muốn làm thành xe cũ. Hơn nữa, sát ngoài cải biến, trông giống xe quân sự, nhìn ngoài không khác gì xe Jeep, tính năng việt dã rất tốt. Tôi đã thử rồi, đường dốc tốc độ 70 km/h như đi trên đất bằng, hơn nữa, tính năng giảm xóc độc đáo, ngồi bên trong rất thoải mái. Trương Cường hắng giọng nói. Tốt lắm, xe của tôi cậu đem đi làm đồ chơi thành đồ rách nát. Xe đó giá trị bao nhiêu tiền? Diệp Phàm cười mắng, cũng có chút tò mò. Lúc đó tôi cũng cảm thấy tò mò hỏi sếp giá cả. Thủ trưởng Trấn lúc đó chỉ vào một chiếc Ferrari đỏ ngoài cửa sổ nói gấp 2 giá cả chiếc Hammer này. Tôi nghe xong líu lưỡi, ít nhất cũng phải hơn 2 triệu phải không? Thủ trưởng Trấn cũng quá bất công, đồng ý đưa ra một lượng lớn tiền, anh xem, ông ấy cho tôi một chiếc Mitsubishi, đau lòng không tả. Thế là thế nào? Có còn muốn cho người ta sống không? Trương Cường không nhịn được bực tức nói, đương nhiên là đùa vui. Ha ha, cậu chỉ cần một cái kiệu là cũng tốt hơn tôi rồi, Hammer không phải là vấn đề.
Có lẽ là thủ trưởng Trần cao hứng, đến Roroy cũng không có vấn đề gì có phải không? Đó không phải là so với tôi đã có phong cách hơn nhiều sao? Diệp Phàm cười nói. Đừng thế, tôi hay là cứ mở Mitsubishi đi. Trương Cường vội vàng nói, cả người chấn động, thầm nghĩ, đấu võ mồm với người này, không bằng lấy dao cắt cổ, ông đây không phải tìm được chỗ sai. Nghe nói báo săn đang thay đổi thành cấp binh đoàn. Diệp Phàm hỏi. Ừ, tôi tốt hay xấu cũng cố tranh danh chức phó sư trưởng, ha ha. Trương Cường lại hơi có vẻ tự đắc. Vậy thì phải chúc mừng, cán bộ cấp phó sư đoàn trưởng là tương đương với phó giám đốc sở. Trương Cường, cậu so với tôi còn mạnh hơn, tôi đây hiện tại chỉ là chủ tịch huyện nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Ha ha. Trương Cường cười không nói, thầm nghĩ so với anh, so với sợi len. Anh đường đường là phó soái, nghe nói thủ trưởng Trấn cố khống chế không để cho thành chính soái của tổ nòng cốt thứ 8. Trong lòng của Tư Mã Chiêu anh, ai còn không biết. Cái vị trí kia, xem ra là để lại cho anh. Anh Diệp, chiếc Hammer này ngồi đúng thật là khá thoải mái, xem cũng như vậy nhưng tính năng tốt không đến nỗi. Xem ra Trương Cường đã làm lại máy và nội thất. Trần Quân có chút kinh ngạc. Có lẽ là thế. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, tự nhiên không thể nói toạc ra. Nhà họ Đoàn có người nào không? Có thể là nhà họ Đoàn ở Vân Nam Đại Lý. Không rõ lắm, nghe Hạnh Nhi nói, hình như còn có một anh trai, là Đoan Trương Thành, vì từ bé sức khỏe không tốt cho nên, chỉ luyện vài kỹ năng nhỏ để tăng cường sức khỏe, không có bản lĩnh gì. Nghe nói làm việc ở bộ hay cơ quan trung ương gì đó ở thủ đô. Anh trai của Hạnh Nhi Đoàn Trác, quân hàm thiết tá, làm việc ở quân khu tỉnh, hình như là trưởng phòng. Mẹ Thang Tĩnh Chi, trước đây tự cho mình là cao, coi tôi là thôn quê, nhưng hiện tại tốt hơn nhiều. Trần Quân vừa lái xe vừa nói. Ha ha, đó là vì cô ấy không nhìn được hết. Diệp Phàm cười nói. Lần trước cậu đi câu ở đập Thiên Thủy mang mấy con trở về. Ba con, cái đó thật đúng là kỳ quái, đại bổ. Đáng tiếc là quá ít, nếu không, tôi muốn lấy cả ổ. Trần Quân cười nói. Tuy nhiên, tôi nghe anh Diệp, chỉ lấy mấy con, tuyệt đối không sằng bậy. Ừ, cá mào gà lại cá rồng. Đặc biệt hiếm thấy, chúng ta phải bắt có kế hoạch, chuyện mổ gà lấy trứng đừng làm. Lần này đến nhà họ Đoàn, sẽ đưa cho họ một con để nếm thử một chút. Diệp Phàm cười nói. Đoàn Hải Thiên làm chủ tịch thành phố Ngư Đồng, cũng là thành phố cấp 3. Nhà họ Đoàn chính là sân nhà của lão. Đoàn Hải Thiên nhìn bên ngoài bình thường, cao vừa phải, cũng không giống như tưởng tượng của Diệp Phàm. Mà cậu luyện tập thế nào, đừng có cả ngày ở bên cạnh Hạnh Nhi. Sao nhãng luyện công? Nếu 2 năm sau không có tiến bộ, lúc đó, đừng trách tôi không khách khí gây khó dễ. Đoàn Hải Thiên nhìn Trần Quân, câu đầu tiên là trách cứ một chút. Ba, lần này con tiện đường đến đây, đến Việt Đông có chút việc cần làm. Trần Quân có chút ngại ngùng nói, chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu. Ba, đây là bạn con, tên Diệp Phàm. Ba đừng nghĩ cậu ấy còn trẻ, cậu ấy đã là chủ tịch huyện rồi đấy. Chủ tịch huyện, mời ngồi. Đoàn Hải Thiên thản nhiên nói, thái độ đúng mực nhưng không thân thiết, cũng không vì thấy Diệp Phàm còn trẻ đã là chủ tịch huyện mà có chút ngạc nhiên nào. Xem ra coi Diệp Phàm là quan nhỏ. Trần Quân, trước anh có nói muốn đem đến quà đặc biệt gì, lấy cho em xem. Đoàn Hạnh Nhi nghe tiếng chạy trên tầng xuống, Diệp Phàm ngẩng lên nhìn, thấy Hạnh Nhi cũng không phải một người con gái rất xinh đẹp. So sánh với Lan Điều Trúc chỉ ở bậc trung. Không đủ trình độ bậc cao hơn. Tuy nhiên, có sự dịu dàng rung động lòng người, cặp mặt đầy tình ý. Có lẽ Trần Quân chính là bị cặp mắt kia bắt mất hồn. Tình cảm dịu dàng có thể hóa giải hết mọi kiên cường của người đàn ông. Trong lòng Diệp Phàm thầm nói. Hạnh Nhi, con cá này là Diệp Phàm tặng cho anh cho em xem. Trần Quân lấy ra một cái thùng gỗ, vừa lúc đó trên tầng bước xuống một người đàn ông, hình như chính là Đoàn Trác, cười nói. Anh rể, có gì tốt, cho tôi một phần. Anh rể, Trần Quân hơi sửng sốt, chợt cười nói. Gọi thế tốt lắm, gọi thêm vài tiếng, tôi thích nghe, ha ha. Không được gọi bậy, gọi nữa tôi không khách khí với anh. Đoàn Hạnh Nhi đột nhiên thành con cọp, trừng mắt nhìn Đoàn Trác, còn giơ nắm tay lên, mặt đỏ bừng. Nam nữ lớn đều phải kết hôn, Trần Quân cũng không còn nhỏ, chủ tịch đoàn, tôi lần này đến Ngư Đồng, có thể bàn bạc một chút. Diệp Phàm vào đề câu chuyện.
Cậu nói đi. Đoàn Hải Thiên thản nhiên nhấp một ngụm trà, khinh thường nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm hiểu, Đoàn Hải Thiên chẳng những là cao thủ, là chủ tịch thành phố mà còn là người rất cao ngạo. Cầu hôn. Diệp Phàm nói rõ ràng. Đoàn Hạnh Nhi giật mình, nhìn Diệp Phàm một cái, đỏ mặt cúi đầu, lại trộm nhìn cha một cái, xem ra rất lo lắng. Cầu hôn. Mặt Đoàn Hải Thiên lập tức trầm mặt. Tôi không phải đã nói với Trần Quân sao, 2 năm sau lại đến. Cậu như thế này, tôi không thích, đàn ông nói một đằng làm một nẻo, không đáng tin. Hơn nữa, chủ tịch huyện Diệp là gì của cậu, có thể đại diện cho bên nhà cậu đến cầu hôn. Đúng là làm bừa, hừ. Ba, con có chút vội vàng, anh Diệp, anh ấy không phải anh em ruột nhưng hơn cả anh em ruột. Trần Quân có chút ngượng ngùng nói. Hừ, Trần Quân, cậu không coi lời của tôi ra gì. Bà xã của Đoàn Hải Thiên thanh tĩnh chỉ có vẻ trách cứ nói. Chủ tịch thành phố Đoàn, trước kia ông cùng Trần Quân đã có giao ước, nếu Trần Quân đã gọi tôi một tiếng anh, em gặp khó khăn, tôi làm anh dù sao cũng phải mặt dày ra mặt đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhìn Đoàn Hải Thiên một cái. Thế này đi, nếu cậu là anh trai của Trần Quân, trước tiên tiếp Đoàn Trác mấy quyền, sẽ có tư cách nói đến việc này, hừ. Đoàn Hải Thiên tức giận, cảm thấy thằng nhóc này miệng còn hôi sữa, sao lại có thể lớn tiếng? Ba. Trần Quân trong bụng thầm giật mình, thầm nghĩ như thế không phải là bảo Đoàn Trác sẽ bị đánh sao? Tôi không phải ba cậu, hôm nay nếu vị chủ tịch Diệp này thua, vấn đề sẽ không phải 2 năm, mà đến 6 năm sau lại đến, hừ. Đoàn Hải Thiên nói lạnh như băng, giọng nói này thật sự có thể dọa người. Chương 995, buồn rầu. Ba, Trần Quân, ba sẽ. Đoàn Hạnh Nhi nấc lên, nước mắt bắt đầu rơi, ba cô nói đều là những bất lợi. Nếu đợi 6 năm nữa thì Đoàn Hạnh Nhi và Trần Quân sẽ khó mà nói, 6 năm nữa Trần Quân đã hơn 30. Hừ, chủ tịch thành phố Đoàn, xem ra Trần Quân tôn trọng ông hơn cả tôi. Thật ra muốn lo lắng cũng đúng, xã hội hiện đại, không phải xã hội ngày xưa, hôn nhân là tự do. Ông là cán bộ đảng, chẳng lẽ cũng học cách phong kiến của bà. Diệp Phàm có vẻ tức giận, giọng điệu không chút khách khí. Thằng nhóc, có bản lĩnh tiếp chiêu đi. Không bản lĩnh mà nhắm mắt nói sao? Đoàn Hải Thiên tôi khâm phục người có bản lĩnh, nếu không, từ đâu đến thì chạy về chỗ đó đi. Đoàn Hải Thiên càng không khách khí, hơi có chút cao ngạo. Quyền này tôi tiếp, tuy nhiên, không phải Đoàn Trác mà là ông. Diệp Phàm thản nhiên nghiêng người nhìn Đoàn Hải Thiên một cái, trong lời nói có vẻ khinh thường. Diệp Phàm là người như thế nào, ông khinh thường tôi cũng khinh thường ông. Vậy thì cơ u, theo bà tôi, anh rể. Tôi nghĩ thật sự muốn sau này thành phế nhân lại phiền toái. Đoàn Trác vô cùng khinh bỉ nhìn Diệp Phàm lắc đầu. Ba, Diệp Phàm khá lợi hai, hay là không cần so sánh. Trần Quân cố ý nói, cậu nhóc này tâm cũng không nhỏ, cố ý nói vậy. Lợi hại, để xem lợi hại như thế nào. Đoàn Hải Thiên chân mày nhướng lên, căn bản là không tin. Bởi vì Diệp Phàm thực tại rất trẻ, lẽ thường không thể có được tất cả các võ thuật cao siêu. Trần Quân, vẽ một vòng tròn 2 thước trong vườn. Diệp Phàm giải thích nói. Được. Trần Quân rất nghe lời, lập tức chạy đi vẽ vòng tròn, biết Diệp ca muốn một đấu một. Tuy nói nhạc phụ sẽ có chút mất mặt nhưng nhạc phụ này cũng có chút kiêu ngạo. Cũng nên để ông ấy có một bài học, nếu không sẽ coi như mọi người trên thế gian thành thằng ngốc. Chủ tịch Đoàn, tôi cho ông một tay. Nếu trong vòng 1 tiếng, ông có thể ép tôi ra khỏi vòng tròn thì tôi tính là ông thắng. Chuyện của Trần Quân 6 năm sau nói sau, nếu tôi may mắn thắng thì nói thế nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Tốt, trẻ con hiếu thắng, được, nếu cậu thắng, cậu nói thế nào thì sẽ như thế. Cậu không phải một chủ tịch huyện sao, xem ra là ở tỉnh Nam Phúc, tôi sẽ đáp ứng 3 điều kiện của cậu. Đoàn Hải Thiên thiếu chút nữa khí méng, đã gặp qua nhiều người ngông cuồng, nhưng chưa thấy ai ngông cuồng như thế. Chuyện vừa rồi. Bản thân ông ta đã tức giận không nhỏ. Xem ra Đoàn Hải Thiên cũng biết được việc mình sắp đến Nam Phúc nhận chức bình thường thị ủy của Thủy Châu, mới có thể nói ra như vậy. Lão thất phu, chỉ sợ ông không tiếp nổi chiêu, tiếp chiêu thứ nhất, tôi hiểu là tôi đã được lời. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, bình tình đi vào trong vòng tròn, tay trái chắp sau lưng nhàn nhã như người dạo chơi. Trước tiên tiếp một quyền của tôi rồi nói sau, không có tư cách khiêu chiến với cha ta. Đoàn Trác ra quyền hướng về phía Diệp Phàm.
Hừ, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, để cho cậu hiểu biết một chút. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ra quyền đánh chặn. Thình thịnh một tiếng. Đoàn Trác cảm giác mình đang ở trên máy bay, cảm giác đầu ong ong. Thân thể như bị xe tăng đụng phải, đập xuống sân vườn, mông nằm ngay trên đất. Ôi! Thanh Tĩnh Chi kêu lên chạy đến, không biết đau lòng. Cô hay là Đoàn Trác? Tuy nhiên, Đoàn Hải Thiên kia mắt có một tia kinh ngạc rồi biến mất, thật ra đang nghĩ, Diệp Phàm trở tuổi kia có thể một quyền đánh con trai tứ đẳng nhị phẩm bao đen năm thước hơn chắc chắn cơ sở không tồi. Đoàn Hải Thiên có chút khinh người nhưng không phải không hiểu biết. Tiếp chiêu. Đoàn Hải Thiên khẽ hô một tiếng. Diệp Phàm nâng tay đón trưởng. Diệp Phàm chưa động, Đoàn Hải Thiên lui nhanh lại. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, vừa rồi ra một cước tuy chỉ dùng tam thành khí lực, nhưng đối phương tiếp có vẻ rất thoải mái. Đoàn Hải Thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ ngạc nhiên như vậy, tuy nhiên, ngược lại làm ông ta thêm tức khí, hét lớn một tiếng, chạy lấy đà mấy mét, xông thẳng đến Diệp Phàm trong vòng. Tới đây, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, một chân nâng lên, tay giơ ngang hướng đánh. Ba ba, hai tiếng vang lên, Diệp Phàm vẫn còn trong vòng, Đoàn Hải Thiên bị đánh lui đến 5 bước, vẻ mặt càng nghiêm trọng. Đoàn Hải Thiên cảm thấy hôm nay có chút không ổn, xem ra mất mặt có đến 8 phần khả năng. Vừa rồi thất thành khí lực đã đưa ra, không ngờ kết quả lại như thế. Đoàn Hải Thiên không phải người dễ dàng nhận thua, bắt đầu lợi dụng thân pháp đảng ủy kích. Thình lình ra tay hướng Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng ở trong vòng, hoạt động không gian hoạt động không nhỏ, SPN nữa một tay còn chắp sau lưng, thân pháp không được linh hoạt. 5 phút đồng hồ trôi qua, Đoàn Hải Thiên không chiếm được ưu thế nào. Dường như ở phương diện khinh thân đề túng, hơn ông ta một bậc. Hơn nữa người ta có phong thái của đại sư, tiếp chiêu giống như đi dạo bình thường. Tựa như đang đùa với thái cực đẩy tay. Lại vài phút trôi qua, Trần Quân nhắc nhở nói. Còn lại hơn một phút đồng hồ. Thiên chỉ công. Đoàn Hải Thiên cắn răng một cái, lấy lại khí lực, sử dụng sát chiêu cuối cùng, nhà họ Đoàn, thiên chỉ công. Nghe nói với cao thủ lục đẳng thì đâm giống như đâm gỗ mục, đâm người chết là vấn đề nhỏ. Thấy năm ngón tay đâm đến. Diệp Phàm mặt cũng nghiêm trọng lên, xem ra nhà họ Đoàn vẫn còn có một thủ đoạn. Năm ngón tay này thế rất hung hãn. Diệp Phàm hô lên một tiếng. Khai bi vừa ra thiên địa kinh. Diệp Phàm sử dụng chính là bí thuật của nhà họ Lô, khai bi thủ Lô ra. Khai bi thủ tên nghe có vẻ rất ngang ngược, giống như có thể khai bi đoạn thạch. Tuy nhiên, thủ pháp nhà họ Lô cũng khá, khai bi thủ xuất ra cũng rất ít khí thế, dường như còn vô thanh vô thức. Đoàn Hải Thiên bĩu môi, tuy nói là coi thường nhưng cũng không dám sơ suất. Năm ngón tay đâm hướng về phía sườn trái của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng quay ngược trở lại, khai bi thủ mạnh mẽ xẹt qua cạnh, lập tức điểm trên lưng Đoàn Hải Thiên, cứ thế đi về phía trước. Đoàn Hải Thiên trụ cả người thẳng tắp đâm về phía trước. Tường trong nhà Đoàn Hải Thiên xui xẻo, tường dày gạch bị Đoàn Hải Thiên đâm vào vài cái, Đoàn Hải Thiên vừa rút lui thì tường gạch như đống bùn nát rơi xuống đất. Chú Đoàn, chỉ công lợi hại lắm, cháu rất khâm phục. Diệp Phàm chắp tay nói. Ha ha ha. Đoàn Hải Thiên cười ha hả, đến gần Diệp Phàm vỗ vai nói. Đi uống rượu đi, người trẻ tuổi khó lường. Ba, còn lại đến 20 giây, rốt cuộc thì ai thắng ai bại. Đoàn Trác mặt dày muốn giữ lại chút thể diện. Chú Đoàn không thua, tôi cũng không thắng. Diệp Phàm cười nói, câu này có hai ý nghĩa, là giữ thể diện cho Đoàn Hải Thiên. Ha ha, Tiểu Diệp, cậu làm chủ tịch huyện gì? Đoàn Hải Thiên không phủ nhận, tất nhiên dày mặt ngồi xuống cười nói. Huyện Ma Xuyên cả Đức Bình. Diệp Phàm cười nói. Tốt tốt, có nghĩ là đến Thủy Châu không? Đoàn Hải Thiên cười thần bí. Muốn thì muốn, tuy nhiên, không có cách nào. Do cố ý giả ngốc nói, thầm nghĩ, về sau, những gì làm được ở Đức Bình đi tỉnh thành làm quan cũng không kém. Xem ra, hôm nay tới đây rất đáng giá, Đoàn Hải Thiên chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình đã định đoạn trước nơi đến. Việc này có hiểu biết về quan trường thật là tốt, xem ra về sau nên thân thiết với Kiều Viên Viên hơn, có thể có thêm nhiều tin tức. Ít nhất hôm nay đã chiếm được ưu thế. Chờ một chút xem. Đoàn Hải Thiên cười, khi hai người bắt đầu uống rượu. Sau một lúc, quay sang Trần Quân nói. Diệp Phàm là anh trai cậu, làm rất tốt, đã định ngày rồi đúng không? Còn chưa có, nếu ba cho phép,
mấy tháng nữa có được không? Trần Quân trong lòng xúc động biết cha vợ đã đồng ý, là dấu hiệu tốt. Ừ, nửa năm sau đi. Đoàn Hải Thiên gật gật đầu, Thanh Tĩnh chỉ định nói gì đó nhưng chưa kịp nói. Trung tuần tháng 7, Diệp Phàm và Túc Nhất Tiêu cùng một số người của huyện ủy đi vào nhà của Bàn Đào Ảnh Thị Độ Giả, ở đây du khách khá đông. Mai Phán Nhi rất vui với thành công gặt hái được, một tháng doanh thu đạt hơn 1 triệu, khởi đầu tốt đẹp cũng làm Vạn Đông Tuyền liên tục mỉm cười. Đương nhiên, bọn họ tặng Diệp Phàm một tấm thẻ VIP. Mai Phán Nhi tự tay ký tên, nghe nói, tiêu phí cũng cao. Không khác nào miễn phí hoàn toàn cho Diệp Phàm. Chủ tịch huyện Diệp, nếm thử một quả đào của chúng tôi, rất đặc biệt, ha ha. Xã Kim Đào giỏi thế, miệng rất nhanh nhạy, mang một rổ đào nhiệt tình mời Diệp Phàm. Túc Nhất Tiêu đứng bên cạnh mặt trầm xuống, tuy nhiên, dân chúng mặc kệ anh là bí thư hay không là bí thư, bọn họ chỉ nhớ người giúp họ làm việc, người có thể mang đến hạnh phúc cho họ. Ngưu A Cha, vị này chính là bí thư huyện chúng ta. Diệp Phàm thấy thế cười nói. Bí thư Túc tốt lắm, cũng ngồi đi, nếm thử đào của chúng tôi. Ngưu A Cha cười tươi nói. Tuy nhiên người ta rõ ràng không để ý đến mình, Túc Nhất Tiêu sao không thấy, thiếu chút nữa tức giận, nhưng anh ta nhẫn. Lão nhân gia, bí thư Túc là bí thư huyện Ma Xuyên chúng ta, là đại diện cho đảng, là nhân vật số một của huyện ủy. Bên cạnh, phó chủ tịch huyện vội vàng tiến lên, mỉm cười giải thích một hồi. Nhân vật số một cái con khỉ, gì cũng mặc kệ, chỉ giỏi uống rượu và chơi gái, chúng tôi chỉ biết chủ tịch huyện Diệp, hừ. Con của Ngưu A Cha nhìn Túc Nhất Tiêu một cái mắng một câu, thiếu chút nữa làm Túc Nhất Tiêu tức nghẹn. Hừ, Túc Nhất Tiêu hừ một tiếng, cùng mọi người bỏ đi. Diệp Phàm cũng không để ý đến cảm nhận của lão kê, ăn hai quả đào, đứng dậy vào rừng đi dạo. Chủ tịch huyện Diệp, cậu khả năng có phiền toái. Phía sau có một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại không phải là Mai Phán Nhi thì là ai. Phiền toái thì kệ phiền toái đi. Diệp Phàm thản nhiên nói, thấy hôm nay Mai Phán Nhi mặc một váy xòa màu xanh, đứng giữa vườn đào nhìn cô như tiên nữ, dễ thương không thể tả. Diệp Phàm nhìn trộm một cái, không thấy ai liền đến gần. Cười nói, Phán Nhi, âu yếm tí nhé. Không được, ban ngày người ta thấy. Mai Phán Nhi lắc đầu từ chối. Anh mang em lên cây. Diệp Phàm ngang ngược, ôm lấy Mai Phán Nhi, thoát vài cái đã lên trên ngọn cây đào cổ thụ. Chương 996, tắm mỹ nhân. Vì trên cây rất hẹp, Mai Phán Nhi sợ bị rơi xuống, cho nên không dám giãy giụa. Lườm Diệp Phàm một cái, rồi mặc kệ cho Diệp Phàm chiếm đoạt. Đương nhiên, chỉ giới hạn trên bộ ngực, phía dưới vẫn không để thả. Nhẹ thôi, cái đó của em không phải quả đào. Mai Phán Nhi nhẹ giọng nói. So với quả đào thì còn lớn hơn. Diệp Phàm cười, thuận tay sờ mông rồi nhéo một cái. Hai đôi môi gắn chặt nhau. Một mỹ nhẫn giữa mùa hè. Phán Nhi, mới hai lần, kỹ thuật của em tiến bộ không ít. Có phải được người khác rèn luyện rồi? Diệp Phàm cố ý, Diệp Phàm nói về kỹ thuật đương nhiên là hôn môi. Nói nhảm, em sống đến bây giờ, chỉ có hôn anh. Mai Phán Nhi bất mãn, dùng năm ngón tay bóp mạnh làm Diệp Phàm nhíu mày. Anh nói sai sao, khi nào thì có thể tiến thêm một bước, tắm trong bể tình, việc này, em chưa từng thử qua, ha ha. Diệp Phàm đến đây hứng thú. Lại nhiều lời, em là ai, có thể để người ta tắm bậy sao? Cả anh nữa. Tạm thời không ở trong nhóm được xem xét, hừ. Mai Phán Nhi tức giận thật sự, nhìn người yêu một cái thở dài. Ôi, thật sự là oan nghiệt, em sao lại để anh hôn? Anh nói thật cho em, anh đã từng thân thiết với bao nhiêu cô gái? Anh dùng danh dự của đảng thề, không nhiều lắm, chỉ một người. Diệp Phàm thành thật giải thích. Không tin, anh lừa em. Đàn ông các anh, có một thứ tốt chắc chắn là duy nhất. Tuy nhiên, anh cũng không cần phải lo lắng, chúng ta kém nhiều tuổi, em cũng không trách anh cái gì. Mai Phán Nhi lạnh lùng nói chuyện khác. Tuy nhiên, còn Diệp Thu muốn hay không phải suy nghĩ một chút. Mẹ nó, cũng quá kích thích, Mai Phán Nhi là cô của Mai Diệp Thu, bố cùng tán tính, không ngờ còn vì Mai Diệp Thu giả bộ. Diệp Thu, tôi cũng không muốn bị người đánh. Diệp Phàm lắc đầu, nhớ đến hình ảnh dũng mãnh của Mai Diệp Thu trong lòng có chút sợ hãi. Bàn tay lại tìm tòi luồn vào trong áo, cười nói. Hay là nơi này tốt,
nếu không khi nào gọi Diệp Thu cả hai cùng đùa trên giường cũng tốt, tôi. Ngừng lại, anh dám nói thế sao? Nếu anh cùng Diệp Thu có thể thành chuyện tốt, em có thể làm tình nhân của anh, cả đời không có danh phận cũng đủ. Diệp Thu là cháu gái của em, hơn nữa em với cậu trở mặt. Mai Phán Nhi thiếu chút nữa phát điên. Vả lại, nói vui thôi, làm gì còn thật sự. Diệp Phàm lắc đầu ngừng đề tài, đương nhiên Mai Phán Nhi có thoải mái cũng không thể nói đùa quá mức. Mai Phán Nhi sau khi nhận điện thoại hôn người yêu một nụ hôn dài rồi có việc gấp đi trước, Diệp Phàm ngồi ngơ ngác trên cây đào, không hiểu. Tự hỏi việc tiếp theo là gì. Dần dần người có vẻ mệt mỏi, không ngờ ngủ thiếp đi. Đồ lưu manh, đồ thối tha, khốn khiếp. Trong mơ thấy có người mắng mình, trong lòng Diệp Phàm kinh hãi, tỉnh lại nhìn xung quanh trời đã dần tối, ánh nắng sắp tắt cuối chân trời, trời một màu hồng quả đào, đẹp không thể tả. Chẳng lẽ thật sự là mơ hình như có người mắng mình, lạ thật. Diệp Phàm trong lòng âm thầm bực, cúi đầu nhìn quanh thân cây, lập tức ngây người. Dưới gốc cây có một thiếu nữ với đôi mắt đẹp tuyệt trần, đang đứng tựa cành đào, đang mắng, cừ thật. Đó không phải là Phượng Khuynh Thành của nhà họ Phương ở Bắc Kinh thì là ai? Sao lại đến đây, cô ấy mắng là mắng mình. Chẳng lẽ có thể có sức mạnh lớn như vậy, có thể khiến cô nhớ mãi không quên đến tận Ma Xuyên này, hắn là vì tình yêu mà đến. Nhân phẩm của mình không ngờ vĩ đại như vậy, mỹ tai, diệu tuyệt rồi. Diệp Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Cười cười nói. Cô bé, cô mắng tôi sao? Ai, ai đang nói chuyện? Phương Khuynh Thành hiển nhiên không nghĩ đến việc trên cây đào có người, vội vàng ngẩng đầu lên tìm. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã nấp cổng với ánh hoàng hôn, nhất thời không nhìn thấy người. Chính là Diệp Phàm phải không? Chính là anh phải không? Diệp Phàm cười gượng tìm kế sách. Anh, sao lại ở trên cây? Phượng Khuynh Thành như hóa thạch, mắt mở to không khép lại được, sau một lúc lâu quay lại, hừ nói. Đê tiện vô sỉ hạ lưu, dám nghe trộm lời của tôi. Anh là chủ tịch huyện nhưng căn bản là lưu manh. Chủ tịch huyện cũng là người, lưu manh thì là sao? Diệp Phàm oạch một tiếng nhảy xuống đất, trời mỗi lúc một tối, chợt nắm tay Phương Khuynh Thành nói. Tôi mang cô lên cây, trời tối đen. Buông ra. Phương Khuynh Thành mặt lạnh như băng nói. Diệp Phàm nhìn phát hiện thấy cách đó 100 mét có động tĩnh, quan sát cẩn thận, hình như là hai bóng người, hơn nữa hình như là nữ binh. Thầm nghĩ. Xem ra là nhà họ Phượng cho người bảo vệ. Giật mình lập tức tìm kế, cười gượng nói. Nếu cô không chịu lên cây, chúng ta lấy đất và cây cỏ làm giường để thơm môi thì thế nào? Cứ nằm đấy mà mơ. Phương Khuynh Thành đỏ mặt. Dù sao không có ai, thử xem. Diệp Phàm cười nói. Nếu anh làm bậy tôi sẽ kêu lên. Phượng Khuynh Thành uy hiếp nói, đưa mắt nhìn hai nữ đứng xa xa. Tôi không lo lắng. Nếu hai cô gái kia đến đây tôi sẽ để cho cô thấy một chữ hôn viết như thế nào. Diệp Phàm có 10 phần lưu manh nói, Phương Khuynh Thành không nói gì. Cô thật sự có chút lo lắng có người nào đó đến đây, truyền miệng thì rất nhanh. Thấy hai nữ binh hình như đang chuẩn bị lại đây, Phương Khuynh Thành vội vàng nói. Có người chạy lại hái đào, anh đừng lại gần. Thấy Phương Khuynh Thành nói thế cho nên hai nữ binh dừng bước, biết đại tiểu thư đang đùa, không phải đến đấy để cô mất mặt. Diệp Phàm giơ tay ôm quanh thân thể Phượng Khuynh Thành, cô phản đối vài cái không có tác dụng rõ ràng buông thanh phong. Mẹ nó, dưới một gốc cây cùng lúc chơi đùa với hai cô gái. Thằng nhãi này trong lòng đắc ý nghĩ, thấy Phượng Khuynh Thành trợn trừng mắt. Anh rất đẹp trai đúng không? Tự anh nói thôi, chỉ có thể nói là so với kẻ xấu xí thì hơn một chút. Phương Khuynh Thành thỉnh thoảng đả kích Diệp Phàm. Khuynh Thành, anh đối xử với em như vậy có phải là có chút quá mức hay không? Diệp Phàm cười vang nói. Anh nói xem. Phượng Khuynh Thành hời hợt nói, mặt đỏ ứng. Đột nhiên mạnh mẽ, năm ngón tay giơ ra, Diệp Phàm nhíu máy, tuy nhiên không dám kêu. Không lâu, trên cây truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Lần thứ hai hôn môi, Phượng Khuynh Thành hướng ứng hơn một ít, tuy nhiên, có vẻ không phù hợp chỉ có điều Diệp Phàm cứ trêu ghẹo mãi, mất cả hứng thú. Em sao mà như khúc gỗ vậy, không có sức. Diệp Phàm bất mãn nói. Tại vì anh dùng sức mạnh, không phải tôi tự nguyện. Nếu bàn về lời nói, anh như là đùa giỡn tôi. Hừ hừ. Phượng Khuynh Thành hừ nói. Vả lại, sau này, tin tưởng em sẽ yêu anh. Diệp Phàm nói xong, có chút hống hách,
tay cũng ngừng lại hỏi. Chuyện núi lớn phải không? Ừ, Phượng Khuynh Thành nói. Để anh mang cho em sự kích thích. Diệp Phàm cười một tiếng, lại diễn trò cũ, ôm Phượng Khuynh Thành lên đỉnh cây. Thực ra hai châm dẫm nát chùy lưu tinh nhỏ như sợi tơ đặc biệt, không khác gì dùng kỹ xảo cao thủ. Tuy nhiên vì trời đã tối, hơn nữa có lá cây che, Phượng Khuynh Thành cuối cùng hét lên một tiếng chói tai. Nhưng tiếng lại rất nhỏ, vì cô lấy bàn tay che miệng lại. Việc này trên thực tế đúng là Diệp Phàm có thể làm được, chỉ có điều có một vấn đề là cân băng mà thôi. Một diễn viên có chút tài nghệ tạp kỹ cũng làm được, huống chi Diệp Phàm là một cao thủ. Chơi một lúc, ánh mắt Phượng Khuynh Thành có vẻ rất khâm phục, hình như trong lòng cô Diệp Phàm lập tức trở thành thần. Ha ha, mỹ nữ yêu anh hùng, đây là điều bình thường, nếu không người con gái xinh đẹp yêu một người tài trí bình thường gọi là bản lĩnh. Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ, lại đưa môi gần lại, lần này Phượng Khuynh Thành không còn gượng gạo, ngược lại không ngờ còn chủ động đưa đầu lưỡi ra, hai người dường như mê muội, rơi vào giấc mơ. Diệp Phàm vừa động tay, tiến vào hai núi đôi, đang muốn đưa tay xuống, dưới gốc cây đột nhiên vang lên một giọng nói. Anh Diệp, anh ở đâu? Có người. Phượng Khuynh Thành sợ tới mức vội vàng buông ra, Diệp Phàm sửng sốt, ai đứng dưới gốc cây thật sự không biết, thật sự tức giận, hỏi. Ai đó, có chuyện gì? Tôi là ai anh còn phải hỏi sao? Khi anh hôn tôi không phải cả ngày nói lời tốt đẹp, giờ chế giễu, khốn khiếp. Cô kia cảm thấy oan ức, mắng Diệp Phàm một hồi, đột nhiên khóc chạy ra. Những lời tốt đẹp, không hiểu gì, việc này rốt cuộc là sao? Diệp Phàm không hiểu, nghe thế Phượng Khuynh Thành ở trên cây muốn xuống dưới, đành phải đưa cô xuống. Toàn lời tốt đẹp, nghe êm tai, hôn không ít lần, lên giường cũng đã từng, khốn khiếp, anh đúng thật là đồ lưu manh. Phượng Khuynh Thành hung hăng đạp, chân Diệp Phàm vừa chạm đất đã chạy đi rồi. Thế này là thế nào, mình còn không hiểu sao cả. Ông trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Trong bóng đêm Diệp Phàm tức giận đá mấy quyền vào gốc cây đào cổ thụ. Cây đào đáng tội, quả đào rơi xuống đất. Mẹ nó, Mai Phán Nhi làm chuyện tốt, nếu không cô gái này sao lại biết được mình ở cây đào này mà tìm đến, có hàng chục cây đào cổ thụ, mỏ kim đáy biển. Đây là có âm mưu, nham hiểm thật. Diệp Phàm nghĩ, cuối cùng đã rõ, tức giận vừa cào nhau vừa đi về. Vừa đẩy cửa bước vào vừa gọi. Mai Phán Nhi ra đây cho tôi. Tuy nhiên không có tiếng trả lời, Diệp Phàm thầm nghĩ, không lẽ đã đi rồi. Lên tầng trên, phòng ngủ không có ai, tuy nhiên trong phòng vệ sinh có tiếng nước ào cào, chẳng lẽ là đang tắm rửa. Diệp Phàm trong lòng đang định đánh người, bàn tay cầm lên khóa, không ngờ không khóa, cửa mở ra. Nước nóng hôi hổi, một thân thể trắng nõn như ẩn như hiện, hai bầu vú căng tròn, cặp mông cong gợi cảm, còn cả một chút cây cỏ màu đen nơi đó. Diệp Phàm nhìn không phải Mai Phán Nhi thì là ai? Chương 997, uống rượu rồi tính sau. Đồ tôi, dám hại anh muốn trả thù. Trong lòng Diệp Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, con chăn tỉnh giấc, quay người, kéo vài cái quần áo đã rơi khỏi người. Thô lỗ ôm lấy Mai Phán Nhi. Cô từ từ nhắm hai mắt, mặc mọi việc. Còn phải tắm đã, trêu đùa hai hồi cơ thể cũng bẩn, Diệp Phàm nghĩ, ôm lấy Mai Phán Nhi cùng bước vào bồn tắm, bắt đầu vuốt vẻ, đương nhiên là uyên ương nghịch nước. Đùa giỡn một hồi, cả hai dần dần hòa hợp. Diệp Phàm mang võ thuật từ xưa ra thi triển. Không lâu sau, Mai Phán Nhi hơi mở mắt, thở gấp, môi khẽ nhếch, trên mặt ướt át, xem ra có chút có kìm lòng nổi, hai chân xoắn lại quấn qua vòng eo Diệp Phàm. Kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng đánh tan tầng, chậm rãi đẩy mạnh, cảm giác thật sự là khó. Diệp Phàm không buông tha, lấy hết nghị lực phá tan tầng tầng cách trở, đánh thẳng hoa tâm. Mai Phán Nhi đau thở nhẹ. Thật lâu sau. Bồn tắm loang lổ máu hồng làm người ta đau lòng. Người đàn ông ôm người phụ nữ nằm nghiêng trong bồn tắm. Cô nàng đó là ai? Mai Phán Nhi từ từ nhắm mắt, giơ tay vuốt vẻ bộ ngực của Diệp Phàm, nhẹ nhàng hỏi. Một người bạn. Diệp Phàm hừ nói, cảm giác vừa rồi mình hình như rất thô lỗ. Mai Phán Nhi mới lần đầu, chắc chắn rất đau. Bởi vì, huyết ban kia khá làm người ta nhức mắt, Diệp Phàm khi hành động. Đã tràn ra một tia nội tức vào trong kinh mạch Mai Phán Nhi, chạy chậm chậm, Mai Phán Nhi ừ một tiếng, cảm giác tương đối thoải mái. Em không phản đối anh có bạn bè, đó là tự do của anh. Em cũng sẽ không làm phiền anh.
anh có thể đem người này người kia đến nghỉ ngơi. Giọng Mai Phán Nhi nhẹ nhàng, quyến rũ. Rất xin lỗi Phán Nhi, vừa rồi anh rất. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Mai Phán Nhi giơ tay bưng kín miệng ừ nói. Tuy nhiên, cây đào kia thuộc về hai ta, anh đi chỗ khác em không nhìn thấy, nhưng cây đào đấy tuyệt đối không được. Ôi! Một tiếng thở dài. Khốn khiếp, chân dẫm lên hai thuyền, không bằng heo chó, quá lưu manh. Cô nàng trong đau lòng hung hăng mắng thầm, nước mắt trào ra từ lúc nào cô cũng không biết. Cô Phượng, nếu không thì đến thần nữ tử lầu nghỉ tạm một đêm. Một nữ binh hỏi. Không, tôi không muốn ở đây một phút đồng hồ nào nữa, về Đức Bình ngay. Phượng Khuynh Thành cảm thấy ghê tởm, nói lạnh như băng. Phượng Khuynh Thành chạy suốt đêm về Thủy Châu, tư lệnh phân quân khu Đức Bình cử người tiến, sáng hôm sau cô bay thẳng về Bắc Kinh. Diệp Phàm ngơ ngác đứng dưới gốc cây đào từng hoàn hảo, nhìn về phương xa thật lâu, miệng nói. Khuynh Thành, tôi chọc tức em, lên đường bình an, ôi, tôi có phải người xấu hay không chuyên làm cho các cô gái đau lòng, không bằng heo chó, khốn khiếp. Liễu, chủ nhiệm Liễu, tôi không có say, uống thêm mấy chén. Túc Nhất Tiêu thất tha thất thiểu, Liễu Mi Phương giúp anh ta nhằm thẳng thần nữ tử lầu. Buổi chiều, Túc Nhất Tiêu bị tức giận. Tự nhiên cha con người nông dân làm y tức giận. Tuy nhiên, đến nửa đường Túc Nhất Tiêu không chịu nổi nữa, bảo dừng xe phải đi giải quyết một chút. Vừa đúng gặp một tai nạn ô tô, hai chiếc xe đâm vào nhau. Liễu Nghi Phương bảo lái xe về trước, dìu Túc Nhất Tiêu đi tới. Vì tìm một mảnh đất để Túc Nhất Tiêu phun một trận, Liễu Nghi Phương cố chịu ghê tởm, nhằm thẳng một ngõ nhỏ đi. Sau khi nôn hết, Túc Nhất Tiêu bước chân lướt nhẹ, phía trước có cái bụi rậm. Liễu Nghi Phương định cho y nghỉ ngơi một chút. Túc Nhất Tiêu đặt mông xoóng, Liễu Nghi Phương đứng không vững, hai người cùng ngã xuống bụi cỏ. Vương Nghi, anh đến đây. Túc Nhất Tiêu đột nhiên đụng đến hai quả cầu thịt, lập tức bùng cháy, cả người không ngờ có sức tiến về phía đó. Đừng, bí thư Túc, là tôi. Liễu Nghi Phương từ chối vài cái, người lăn đi một đoạn trong bụi cỏ. Áo lót bị xé, không lâu, trong bóng đếm trở nên trần truồng. Đừng nói, Túc Nhất Tiêu trong việc này rất giỏi. Liễu Nghi Phương gần một tháng nay không về Đức Bình thân mật với ông xã, lần này, Túc Nhất Tiêu vỗ về âu yếm, từng trận cuồng phong và nhiệt huyết sục sôi trong lòng. Hai người thỏa thê. May là nơi này héo lánh, nếu không bí thư huyện ủy cùng tránh văn phòng huyện ủy âu yếm trong bụi cỏ thực sự thành tin tức lớn ở Ma Xuyên. Thật lâu sau, người cũng tỉnh. Trong bụi có tiếng khóc của phụ nữ nói. Anh như vậy bảo tôi về sao làm người thế nào? Đúng, rất xin lỗi, do rượu say nên thế, việc này. Túc Nhất Tiêu có cảm giác nhức đầu, việc này, thật sự không bia giải thích thế nào, tôi cho cô 5.000. Hừ, tiền không phải là vạn năng. Liễu Nghi Phương đột nhiên lạnh lùng nói. Tôi không thiếu tiền. Kìa, vậy cô muốn gì, tôi sẽ làm cho. Túc Nhất Tiêu nhỏ giọng nói, cảm thấy lạ. Tôi muốn làm chủ tịch huyện anh có thể làm sao? Liễu Nghi Phương đột nhiên nhỏ giọng mỉm cười, trông rất quyến rũ, khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt khiến Túc Nhất Tiêu lại được một trận cuồng điên trong lòng. Chủ tịch huyện, việc này quá khó khăn, tên Diệp Phàm kia lập tức đi không có khả năng, nếu hắn đi rồi, ta có thể hỗ trợ một chút. Túc Nhất Tiêu nói, hắn không đi, anh không thể đuổi hắn đi, hoặc là lấy mũ áo của hắn, hừ. Liễu Nghi Phương cuối cùng lộ rõ vẻ dữ tợn, trong lòng Túc Nhất Tiêu thấy lạnh thầm nghĩ thế này là rơi vào bẫy của đàn bà. Vừa rồi uống rượu hơi nhiều, mình uống rượu cũng không phải tồi, hai bình đều có thể, gặp phụ nữ cũng không quá vội vàng, vừa rồi một lọ rượu trắng, sao lại không khống chế được mình. Chẳng lẽ, người phụ nữ này muốn làm chủ tịch huyện, trước kia, chủ tịch Giang không phải là cô. Túc Nhất Tiêu càng nghĩ càng nghi ngờ. Trên mặt lóe lên vẻ lo lắng rồi biến mất. Đừng nghĩ bậy, chủ tịch huyện Giang chết không phải do tôi là phụ nữ, sao có thể mạnh hơn đàn ông các anh. Chỉ có điều Diệp Phàm rất đáng ghét, trước đó một thời gian hắn là người được đảng chọn, cả ngày phải đến phòng hắn báo cáo công tác, mỗi lần báo cáo đều động tay động chân. Có một lần tôi hơi chút phản kháng, anh xem trên đùi còn tím đến bây giờ chưa hết. Liễu Nghi Phương dáng vẻ khổ sở, vén ống quần lên. Trên đùi quả nhiên có khối tím. Diệp Phàm động tay động chân với cô, tôi không tin, cô mà lọt vào mắt của Diệp Phàm. Người ta là một thanh niên xuất sắc, còn lo không có cô gái nào. Nghe nói nông viện viện và nông âm vận cũng có tình ý với hắn,
Túc Nhất Tiêu trong lòng khinh bỉ nghĩ. Phải cho Diệp Phàm biết tay, anh có biện pháp gì không? Túc Nhất Tiêu vừa ngừng suy nghĩ, rõ ràng tương kế tự kế nếu Liễu Mi Phương có thể toàn lực giúp mình lật đổ Diệp Phàm để cô ngồi lên ghế chủ tịch cũng không sao, về sau Ma Xuyên này chính là thiên hạ của hai ta, không phải sợ ai. Trước tiên đem ba nhân vật số một mà vào tay chúng ta. Ba người này về sau có thành tích, không phải là của chúng ta. Sau đó, phải để Long Thiết Đông và Vi Bất Lý hình thành liên minh, ngăn chặn Diệp Phàm hoàn toàn. Chờ sau khi hắn thành tư lệnh chúng ta tìm cơ hội ra tay, hoặc là sắp xếp trước, hắn khó mà chạy thoát. Liễu Mi Phương ngồi trên đùi Túc Nhất Tiêu nói nhỏ. Chiếm ba vị trí nhân vật số một, việc này tôi đã chuẩn bị tốt, vài ngày là có thể ra tay. Chúng ta cùng hắn chơi càn khôn đại Nazi. Tuy nhiên, vì bất lý người này khó đối phó, hình như tôi chiếm chức bí thư của Y Y vẫn còn hận trong lòng. Túc Nhất Tiêu rất tỉnh táo. Không lo Y có điểm yếu. Liễu Mi Phương cười lạnh lùng, chủ động hôn lên miệng Túc Nhất Tiêu. Điểm yếu gì? Túc Nhất Tiêu giật mình, thầm nghĩ người đàn bà này không phải lợi hại bình thường, trông có vẻ bình thường nhưng mình cũng phải cẩn thận. Bà chủ của thần nữ tử lầu chính là nhân tình của Y. Vì bất lý và Thiết Đông chắc chắn có vấn đề về kinh tế, tôi đã ngầm điều tra. Tòa nhà thần nữ tử lầu của Dương Khả Hoàn giá trị mấy chục ngàn, xem ra chính là do Vi Bất Lý cung cấp tiền. Mà Thiết Đông ở thị trấn Thanh Sơn lại lung tung lộn xộn, vấn đề kinh tế khá nghiêm trọng. Chúng ta chỉ cần lộ ra một chút, bọn họ chắc chắn phải hàng phục. Trưởng ban tuyên giáo Đỗ Tiểu Lan là cô gái, bình thường đều hợp với bí thư. Cứ như vậy, trong hội nghị thường vụ của huyện, chúng ta có 5 phiếu, chỉ cần kéo thêm một người chúng ta sẽ ăn đứt Diệp Phàm. Sau khi quyền lực trong tay hắn mất hoàn toàn, thu nhận hắn dễ hơn ăn sáng. Lúc đó có lẽ chúng ta không cần ra tay, Thiết Đông và nhà họ Mã mọi người sẽ ăn hắn. Liễu Mi Phương đề nghị. Ừ, chúng ta phân công nhau làm việc. Túc Nhất Tiêu gượng cười, tay đang nắm hai bầu ngực của Liễu Mi Phương, thầm nghĩ, người đàn bà này có bầu ngực mê người. So với Vương Mi xinh đẹp lại có cái khác, trăm người phụ nữ đều khác nhau, vì sao đàn ông đều muốn ăn món này? Bởi vì là phụ nữ tuy nói cơ thể đều cấu tạo giống nhau nhưng hương vị mỗi người một khác, đó chính là một chữ vị. Một hồi kính động, không ngờ trước bụi có tiếng động làm hai người tách nhau ra, Túc Nhất Tiêu đột nhiên phát hiện, có một con chó như hổ rình mồi, đang nhìn chằm chằm hai người. Có gì mà nhìn, cút đi. Túc Nhất Tiêu lấy một hòn đá ném, vài tiếng sủa vang lên, con chó đã chạy đi. Ngày 20 tháng 7, trong hội nghị thường vụ, các đồng chí, vì hưởng ứng địa khu về luân chuyển cán bộ, đẩy mạnh phát triển cán bộ liêm khiết, phát huy rộng rãi tính tích cực của cán bộ. Bí thư Túc huyện chúng ta cũng không thể chậm chạp, tôi muốn cùng các cán bộ trao đổi phương án. Trong tay các vị đều có tài liệu. Bí thư đảng quần chúng vì bất lý vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngày hôm qua tôi có xem qua, phương án này khá tốt. Bí thư Vi, nói về tình hình luân chuyển cán bộ của huyện ta đi. Túc Nhất Tiêu nghiêm túc ngồi thẳng lưng nói. Cán bộ nhậm chức cũng một chỗ lâu ngày dễ dàng nảy sinh nhiều thứ, thứ hai là không có lợi cho việc phát huy ưu thế của cán bộ. Gần đây tôi có cho người tiến hành điều tra nghiên cứu, ví dụ như xã Kim Đào, hiện tại việc phát triển rất tốt. Chúng ta có thể đem cán bộ xã Kim Đào luân chuyển đến địa phương khác, phát huy sự nhiệt tình và kinh nghiệm của họ, giúp đỡ các xã, thị trấn hoặc đơn vị khác thoát khỏi khó khăn. Vì bất lý nói rất thật. Chương 998, tôi không phục lãnh đạo. Hừ, nhắm tới vị trí ở xã Kim Đào, chắc chỉ muốn hái quả đào chứ gì, mánh lới gì vậy chứ? Diệp Phàm vừa mới nghe như vậy thì trong lòng liền hiểu rõ, hắn trao đổi ánh mắt với đám người phương viên. Ừ, đề nghị này của Bí Thư Vi không tồi chút nào. Tôi cũng có ý tưởng này. Đồng chí Thái Tắc Dân xã Kim Đào cũng là một đồng chí tốt, rất nhiệt tình và có năng lực. Tôi thấy rằng, trong ba thị trấn thì thị trấn Ngưu Đầu kinh tế có vẻ chưa phát triển lắm. Bí thư Miêu Nhất Trung sang năm đến tuổi về hưu, chúng ta tìm người thay thế ông ấy trước, hai người tiếp xúc trước với nhau một thời gian để chuẩn bị cơ sở sang năm chuyển đổi bộ máy lãnh đạo được thuận lợi. Các đồng chí có thể bàn xem. Túc Nhất Tiêu mỉm cười nói. Ý nghĩ này của Bí thư Túc đặc biệt hay. Đồng chí Thái Tắc Dân lập nên thành tích, bây giờ, cục diện xã Kim Đào cũng đã thay đổi, tình hình cũng ổn định. Nên để cho đồng chí Thái Tắc Dân phát huy ưu thế nhiều hơn nữa, dẫn dắt vùng cửa ngõ thị trấn Ngưu Đầu phát triển đi lên. Nếu không,
xã thuộc thị trấn giàu có mà kinh tế vùng cửa ngõ thị trấn Ngưu Đầu không phát triển thì lãnh đạo đến thăm, đầu tiên sẽ nhìn vào ngay thị trấn cửa ngõ sẽ mất đi hình ảnh diện mạo của Ủy ban Nhân dân huyện và huyện ủy Ma Xuyên chúng ta. Thiết Đông đứng ra hưởng ứng đầu tiên. Trong lòng Diệp Phàm cười khẩy nhưng hắn không nói gì, ngược lại hắn muốn xem bọn họ định dở mánh lới gì ra. Hay là trước tiên đồng chí Thái Tắc Dân tới thị trấn Ngưu Đầu đảm nhiệm chức bí thư đảng, hưởng chế độ đãi ngộ cấp trưởng phòng. Một khi đồng chí Miêu Nhất Trung đến lúc về hưu thì có thể chuyển giao thuận lợi. Hơn nữa đồng chí Thái Tắc Dân cũng có thể dẫn dắt nhân dân thị trấn Ngưu Đầu phát triển kinh tế. Liễu Mi Phương cũng đề nghị. Ừ, ý tưởng này hay lắm. Tôi đồng ý, còn chuyện bảo ai tiếp nhận vị trí của đồng chí Thái Tắc Dân thì tôi thấy đồng chí Thiết Thanh Hà phòng văn hóa khá thích hợp để đảm nhiệm chức bí thư xã Kim Đào, hoặc là từ xã Kim Đào trực tiếp đề cử cán bộ. Chẳng hạn như đồng chí Triệu Trấn Quang phân công quản lý công tác đảng cũng tốt. Tôi tin rằng xã Kim Đào dưới sự dẫn dắt của anh ấy thì có thể tiếp tục phát triển. Bí thư Túc, anh thấy thế nào? Bốn người bọn Vi Bất Lý tạo thành một dàn áp chế. Ha ha, Thái Tắc Dân lập nên thành tích, Sơn Trang bàn đảo ảnh thị độ giả đã hoàn thành thuận lợi, bây giờ đã đi vào quỹ đạo. Nhưng cũng chỉ mới bước đầu thôi, còn quá sớm để nói. Nếu mạo muội rút đồng chí Tắc Dân ra khỏi đó thì chỉ sợ kinh tế thị trấn Ngưu Đầu cũng không thể phát triển đi lên mà xã Kim Đào lại yếu thế đi thì chết. Cuối cùng mất nhiều hơn được, hơn nữa đồng chí Miêu Nhất Trung ở thị trấn Ngưu Đầu làm việc cũng tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn một đồng chí khác đảm nhận nhiệm vụ của ông ấy. Chẳng hạn như đồng chí Tề Thuận Thủy, chủ tịch xã Kim Đào là một đồng chí rất có năng lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Ngưu Đầu. Phương Viên không đợi Túc Nhất Tiêu tỏ thái độ mà đánh trả ngay. Ừ, xã Kim Đào mới đi vào quỹ đạo phát triển, lâm trận đổi soái là điều tối kỵ. Đối với huyện ủy chúng ta mà nói thì cũng rất tối kỵ. Sơn Trang bàn đảo ảnh thị độ giả tuyệt không thể để mất. Thái Tắc Dân không thể rời khỏi đó nhưng đồng chí Tề Thuận Thủy có thể đảm nhiệm được việc dẫn dắt thị trấn Ngưu Đầu, phát huy tiềm lực của đồng chí ấy nhiều hơn nữa. Về phần đồng chí Triệu Trấn Quang, kinh nghiệm còn hơi ít. Tiếp tục tôi luyện thêm 2 năm nữa là có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng. Phương Hồng Quốc không ủng hộ cũng không phản đối, nói. Có thể đẩy được Tề Thuận Thủy đến thị trấn Ngưu Đầu đảm nhiệm chức bí thư thì đương nhiên là y vui rồi. Tề Thuận Thủy đi rồi để lại vị trí chủ tịch xã, tất nhiên là sẽ do Diệp Phàm đề nghị. Thái Tắc Dân không thể đi, việc phát triển kinh tế của xã Kim Đào hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế toàn huyện. Tuyệt đối không cho phép điều gì sơ suất xảy ra. Tề Thuận Thủy đến thị trấn Ngưu Đầu tiếp nhận vị trí của Miêu Nhất Trung thật ra cũng thích hợp. Tuy nhiên tôi thấy Phó Bí Thư Nông Quý Vân xã Lang Kiều hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức chủ tịch xã Kim Đào. Đồng chí ấy có thời gian công tác lâu năm hơn Triệu Trấn Quang, kinh nghiệm công tác cũng phong phú hơn. Hơn nữa, khu bối Diệp Cốc xã Lang Kiều khai thác thành công, Phó Bí Thư Nông phối hợp với chủ nhiệm Nông Viện Viện hoàn thành công tác rất tốt. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc tất nhiên là đề cử người trong nhà là Nông Quý Vân. Bởi vì Tôn Minh Ngọc là con rể nhà họ Nông, y còn phải gọi Nông Quý Vân là chú. Y cũng tin rằng Diệp Phàm sẽ nể mặt mình, hơn nữa, người do chính y đề cử thì cũng sẽ phối hợp với Diệp Phàm. Nông Quý Vân thì tôi thấy không thích hợp. Đồng chí Nông Quý Vân tuy nói rằng giúp đỡ đồng chí Nông Viện Viện tu sửa bối Diệp Cốc nhưng muốn xây dựng khu du lịch và phát triển kinh tế là hai chuyện khác nhau. Một là ngồi chờ lấy tiền, một là phải tự mình đi kiếm tiền. Hơn nữa, muốn phát triển toàn bộ nền kinh tế một xã thì hoàn toàn không giống với việc phát triển kinh tế chỉ trên một phương diện, đó hoàn toàn là một phạm vi lớn hơn nhiều. Kinh tế xã Kim Đào sau này chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh, Nông Quý Vân lại rất thiếu kinh nghiệm trên phương diện này. Triệu Trấn Quang là cán bộ bản địa ở xã Kim Đào, thấu rõ tình hình ở đó. Hơn nữa lại được tiếp xúc với Thái Tắc Dân. Tận mắt chứng kiến trình tự làm việc và cũng quen thuộc với cách thức làm việc. Nếu là đồng chí Nông Quý Vân thì cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Vì bất lý trong lòng không thoải mái, phản bác lại lời của Tôn Minh Ngọc. Hừ, trao đổi cán bộ, phát huy ưu thế của từng cán bộ tôi cũng không phản đối, tuy nhiên, cũng phải xem xét tình hình thực tế mà quyết định chứ. Thái Tắc Dân tuy nói rằng bây giờ là bí thư đảng ủy xã nhưng rõ ràng có thể thấy là phỏng chừng không tới nửa năm nữa. Xã Kim Đào cũng lên được thị trấn, trở thành thị trấn lớn nhất huyện ngoài trừ thị trấn Thanh Sơn. Thái Tắc Dân trong khoảng thời gian đến sở làm việc thì mọi người cũng đã nói rồi, có thành tích rõ rệt.
nếu khẳng định rằng đồng chí ấy lập thành tích mà lại điều đến thị trấn Ngưu Đầu làm bí thư, hưởng chế độ cấp trưởng phòng. Chúng ta như vậy gọi là đối đãi với đồng chí có công sao? Các đồng chí suy nghĩ xem. Diệp Phàm giọng điệu có vẻ hơi phẫn nộ. Chủ tịch Diệp, Thái Tắc Dân đến thị trấn Ngưu Đầu chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi. Vừa rồi không phải các vị cũng có nói rồi ư. Lão bí thư Miêu Nhất Trung cũng sắp nghỉ hưu, Thái Tắc Dân đến thị trấn Ngưu Đầu đảm nhiệm chức phụ bí thư đảng ủy, trước mắt so sánh với chức bí thư ở xã Kim Đào, thị trấn cửa ngõ Ngưu Đầu là một trong ba thị trấn lớn, tình trạng phát triển kinh tế trước mắt đều trội hơn xã Kim Đào, tất nhiên là hơn một bậc, từ đâu mà nói là có vẻ như đồng chí Thái Tắc Dân đã bị đối xử không công bằng chứ. Vi bất lý phản bác lại. Có đúng không bí thư Vi, đồng chí bây giờ là bí thư huyện ủy, đồng chí thích vị trí hiện tại bây giờ, chẳng hạn như nói về tiền đồ phát triển. Nếu bảo đồng chí đến địa khu đảm nhiệm chức phó cục trưởng, trong quyết định có mở ngoặc ghi rõ, hưởng chế độ đãi ngộ cấp cục phó, chờ đợi tiếp nhận vị trí cục trưởng, đồng chí có đi không? Chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Các vị không cần nói nữa, tôi nói trắng ra như vậy. Tình thế quan trường trong nháy mắt thay đổi, ai có thể cam đoan một năm nữa vị trí đó có giữ cho anh không, hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, không phản đối được Vi bất lý nên hắn nổi giận thực sự. Vi bất lý lập tức hừ một tiếng, phản bác. Chủ tịch Diệp, anh nói lời này là có ý gì? Chúng tôi chỉ vì hưởng ứng kế hoạch lập danh sách cán bộ cho địa khu, Vi bất lý tôi tự nhiên lại biến thành người trả đũa các đồng chí khác có phải không? Bí thư Túc, ngài xem, chuyện này là gì vậy? Công tác đảng này tôi làm hay không đây, nhiệm vụ địa khu giao xuống không biết có hoàn thành hay không đây? Đồng chí Diệp Phàm, nên để ý đến thái độ nói, giọng điệu của mình. Bí thư Vi cũng là vì cán bộ chúng ta mà thôi, là để hoàn thành nhiệm vụ địa khu giao cho, lãnh đạo địa khu là lãnh đạo của chúng ta. Đồng chí Thái Tắc Dân là người lập ra thành tích, cho nên chúng ta mới phải trọng dụng đồng chí ấy mà. Thị trấn Ngưu Đầu so với xã Kim Đào thì vị trí nào quan trọng hơn, liếc mắt một cái là biết ngay thôi. Triệu Trấn Quang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch xã Kim Đào là thích hợp nhất, tuy nhiên thời gian lão bí thư Miêu Nhất Trung về hưu cũng đã gần kề trong gang tấc rồi. Các đồng chí phải biết nhìn xa trông rộng, không cần làm một số việc nhỏ trở nên rối rắm như vậy. Tất cả đều là vì hoàn thành tốt công việc phải không nào? Sốt cục Túc Nhất Tiêu cũng lộ ra diện mạo sẵn có. Ha ha ha, nếu không thể thống nhất ý kiến thì bí thư Túc xem có nên biểu quyết hay không? Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Thẳng thắn xem, biểu quyết để xem liệu có thể điều nhiệm đồng chí Tề Thuận Thủy đến thị trấn Ngưu Đầu đảm nhiệm chức phụ bí thư đảng quần chúng, hưởng chế độ đãi ngộ cấp trưởng phòng, và điều nhiệm Nông Quý Vân đến đảm nhiệm chức phụ chủ tịch xã Kim Đào hay không? Đương nhiên, vừa rồi đồng chí Liễu Mi Phương và đồng chí Vi Bất Lý đề xuất Triệu Trấn Quang và đồng chí Thiết Thanh Hà cũng có thể giơ tay biểu quyết luôn, thông qua đó thứ nhất thể hiện bộ máy dân chủ của chúng ta, thứ hai thể hiện sự đoàn kết của chúng ta. Diệp Phàm vừa nói như vậy, sắc mặt của Túc Nhất Tiêu đương nhiên là cảm thấy hổ thẹn. Chuyện này thì rõ ràng bên phe Diệp Phàm có 6 phiếu, bên phía mình thì chắc chắn nhất chỉ được 4 phiếu, vậy không phải là tặng không mũ quan cho Diệp Phàm ư? Bởi vì thái độ của Đỗ Tiểu Lan không rõ ràng lắm. Túc Nhất Tiêu tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, y nghiêm mặt hừ một tiếng. Hôm nay hội nghị thường vụ họp tại đây nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Chuyện trao đổi cán bộ chắc chắn còn phải bàn bạc thêm, thời cơ đến thì các đồng chí chúng ta phải tuân theo trình tự nghiên cứu thảo luận, xem xét kỹ lưỡng một số vấn đề, nhận thức rõ tư tưởng của mình, quyết định phải liêm khiết. Cứ như vậy đi, tan họp. Túc Nhất Tiêu vừa nói xong thì đẩy chiếc ghế chủ tọa mình đang ngồi ra, bước mấy bước ra đến cửa. Nghe nói là đồng chí Túc Nhất Tiêu trực tiếp lên địa khu báo cáo công tác. Ngày hôm sau, Trang Thế Thành gọi điện thoại đến nói. Tiểu Diệp, đến địa khu ngay nhé. Diệp Phàm vừa nghe như vậy, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là Túc Nhất Tiêu đi kiện cáo ư? Huyện Ma Xuyên sao lại thế này, nghe nói bộ máy rất không đoàn kết. Diệp Phàm còn chưa đặt mông xuống thì Trang Thế Thành phủ đầu bằng câu hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, rốt cục sao lại thế chứ, còn chuyện nói bộ máy không đoàn kết thì chắc chắn là không phải đâu. Diệp Phàm tất nhiên là giả ngu. Không ư, cậu còn muốn giả ngu phải không? Là đảng lãnh đạo chính quyền hay là chính quyền lãnh đạo đảng? Lợi hại quá Tiểu Diệp nhé, chủ tịch huyện cậu mà làm được chuyện này, người ta là bí thư huyện ủy còn phải chịu lãnh đạo của cậu. Hừ. Có năng lực đấy chứ? Trang Thế Thành hỏi không một chút hòa nhã.
Bởi vì ông ta đột nhiên nghĩ tới giai đoạn trước đây mình bị bắt nạt ở Đức Bình. Thời điểm đó, tại hội nghị thường vụ ông ta bị Vương Triều Trung, chủ tịch địa khu khống chế toàn diện. Ông ta là một bí thư địa ủy mà thiếu chút nữa chỉ như một vật trang trí. Ngày hôm qua, Túc Nhất Tiêu lộ mặt, y tới văn phòng Trang Thế Thành cùng với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn, tất nhiên là để kể lể rông dài. Nào là đồng chí Diệp Phàm không tuân theo sự lãnh đạo của đảng, muốn kéo bè kéo cánh riêng, khiến cho bộ máy không đoàn kết, y là bí thư huyện ủy mà không có quyền hành gì. Lúc đó Trang Thế Thành nghe xong quả thật cũng muốn cười. Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm phải giữ gìn sự tôn nghiêm của đảng nên ông ta quyết định phải cảnh cáo Diệp Phàm mới được. Tôi chỉ bàn luận thôi chứ rất tôn trọng bí thư Túc, không hề có ý không tuân theo ý lãnh đạo. Diệp Phàm phản bác lại. Chương 999, đã ra khỏi bộ chỉ huy. Tuân theo lãnh đạo, ha ha, người ta đường đường là nhân vật số 1, muốn chỉnh đốn nhân sự như thế nào đều phải hỏi ý cậu, còn nói là phục tùng lãnh đạo. Sốt cục ai lãnh đạo ai? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Trang Thế Thành thiếu chút nữa là cười phá lên, ông ta nhịn cười bằng cách xa sầm nét mặt. Tuy nhiên giọng điệu của ông ta đã dịu đi rất nhiều. Ông ta muốn hái đào, tôi phản bác lại một chút cũng không được ư. Hơn nữa, tôi cũng là một phó bí thư huyện ủy. Trong đảng thì phải thể hiện dân chủ, tại hội nghị thường vụ cũng không thể cho tôi lên tiếng mà cũng gọi là dân chủ sao. Diệp Phàm có chút tức giận. Cậu muốn lập thành tích tôi cũng biết, tuy nhiên cũng không phải muốn làm gì cũng được. Có phải cậu muốn biến cả cái huyện Ma Xuyên thành sân sau nhà cậu phải không? Một nơi không hề có âm thanh phản đối vang lên thì nơi đó làm sao chính quyền có thể phát triển được? Cậu về suy nghĩ lại đi, không cần lo lắng quá nhiều. Tôi hiểu rồi, tôi đi đây. Diệp Phàm sa sầm mặt xoay người bước đi. Thì ra là thế, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ. Cậu của Túc Nhất Tiêu là Kiều Chí Hòa không ngờ đến nhờ trưởng ban thư ký tỉnh ủy giúp đỡ. Phỏng chừng ngày hôm qua Kiều Chí Hòa cũng đã gọi điện cho Trang Thế Thành rồi. Trang Thế Thành có vẻ cũng rất kiên nhẫn. Đúng vậy, thật ra trong hội nghị thường vụ địa ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn và chủ tịch địa khu Vương cùng với phó bí thư Lôi đều có cùng quan điểm. Họ nói là Ma Xuyên chúng ta thiếu sức sống, trở nên độc đoán. Mà người độc đoán không phải bên đảng, hơn nữa còn chuyên quyền. Tôn Minh Ngọc lộ ra bí mật gã nghe ngóng được. Triệu Trấn Quang có vấn đề sao? Nghe nói trước kia chủ tịch xã Dương Sâm Lâm bị anh ta chỉnh cho một lần. Lúc đó Triệu Trấn Quang là phó chủ tịch xã Kim Đào, cảm thấy là ngai vàng chủ tịch xã có thể bị Dương Sâm Lâm đoạt mất. Bị Dương Sâm Lâm biết được những việc xấu mà Triệu Trấn Quang muốn làm, từ đó về sau hai người rất hận thù nhau. Tuy nhiên lúc ấy bí thư xã Kim Đào lại là Phan Mặt Dỗ, người này có quan hệ không tồi đối với Triệu Trấn Quang nên vẫn che chở cho anh ta. Chẳng qua lúc ấy bí thư đảng ủy xã Phan Mặt Dỗ có quan hệ tốt với Vì Bất Lý nên vẫn bảo toàn chức vụ cho Triệu Trấn Quang, ủy ban kỷ luật chỉ kiểm điểm rồi thôi. Anh nói là nếu Túc Nhất Tiêu cứng rắn đẩy Triệu Trấn Quang đến đảm nhiệm chức bí thư xã Kim Đào, mà chủ tịch Diệp lại ngại chỉ thị của bí thư Trang đành phải chấp nhận ư. Chúng ta có thể ra tay với Triệu Trấn Quang, kết hợp với Dương Sâm Lâm bắt Triệu Trấn Quang, giáng một đòn mạnh lên Túc Nhất Tiêu. Khiến cho lãnh đạo địa khu thấy được việc Túc Nhất Tiêu nhậm chức bí thư đó là sai lầm. Phương Viên nói, quả nhiên, với lại, ngay cả Tề Thuận Thủy cũng bị y điều đến Cục Khoa học Kỹ thuật không phải là một cục trưởng quản sự, mà là bị Cục trưởng Cục Khoa học Kỹ thuật điều đến xã Kim Đào đảm nhiệm chức chủ tịch xã. Đến lúc này, Túc Nhất Tiêu hoàn toàn hái được quả đào xã Kim Đào. Sau khi Diệp Phàm đánh động, Túc Nhất Tiêu cũng không dám làm gì quá mức. Mà Túc Nhất Tiêu cũng tự xem chủ nhiệm nông viện viện của cảnh khu bối Diệp Cốc là nhân tình của Diệp Phàm. Vậy nên Túc Nhất Tiêu cũng không dám quá đắc tội với Diệp Phàm. Hai quả đào lớn bị hái, Diệp Phàm cũng nắm bắt được nhưng cũng chỉ vì hoàn thành lời hứa với Trang Thế Thành nên hắn cũng không ra tay. Thấy Diệp Phàm không hề hé răng, một số cán bộ huyện có chút dao động, cho rằng thời đại hào quang của chủ tịch Tiểu Diệp đã qua đi, bây giờ là thời đại Túc Nhất Tiêu cầm quyền. Phó chủ tịch huyện chủ trì công tác giao thông Lôi Lượng Minh cùng trưởng phòng Vương Hán rất vênh váo tự đắc. Bọn họ sau một lần uống rượu ở Thần Nữ Tửu Lầu tuyên bố Diệp Phàm bị mất mặt rồi. Tuy nhiên, thật khéo là vừa lúc đó Diệp Phàm cũng đang ở Thần Nữ Tửu Lầu ăn cơm với một số đồng chí trong ban điều hành quốc lộ Thiên Tường. Phó chủ tịch Lôi, trưởng phòng Vương, nghe nói có người thấy mặt tôi khó coi lắm có phải không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói.
Những người ngồi cùng bàn cũng phụ họa chỉ trích Phó Chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh. Bởi vì Tiền Hồng Tiêu cũng là người ở Sở Giao thông được phái xuống làm Phó Tổ trưởng giúp đỡ Diệp Phàm lãnh đạo tổ công tác giải phóng mặt bằng và trưng thu đất. Mọi người cùng ăn cơm với Diệp Phàm lúc đó đều là tổ viên tổ công tác trung tâm. Họ gồm có Cục trưởng Cục Giao thông Địa khu Ngô Bạch Khai, Phó Chủ tịch thành phố Thiếu Lâm phân công quản lý giao thông thị xã Lai Châu, còn có Phó Cục trưởng Cục Công an Địa khu Đức Bình Trương Trường Thủy. Càng lạ hơn là trong tổ phụ trách của Diệp Phàm còn có một Phó Tổ trưởng Thường vụ, gã chính là Phó Bí thư Địa ủy vừa mới được đề bạt, làm nhiệm vụ phân công quản lý công tác chính trị pháp luật Hạ Hải Vĩ. Cũng do Trang Thế Thành nhận thấy công tác giải phóng mặt bằng rất phức tạp nên điều riêng Hạ Hải Vĩ vào tổ công tác của Diệp Phàm, giúp đỡ Diệp Phàm làm tốt công tác di rời dân, trưng thu đất. Diệp Phàm tuy là một chủ tịch huyện nhỏ nhưng thật ra lại quản lý cả các cán bộ cấp phó giám đốc sở. Anh là ai, muốn làm gì? Vương Hàn liếc mắt nhìn Tiền Hồng Tiêu một cái, hình như không biết, có lẽ là do say rượu nên không nhớ rõ. Rồi y quay đầu liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Làm một tổ trưởng thì có gì mà đắc ý chứ, quốc lộ đó mà xây dựng tốt thì hư danh đó còn có thể treo mãi cho anh kiếm chắc chắc. Tôi nhổ vào. Vương Hán, anh oai ghê nhỉ. Đột nhiên Diệp Phàm nghe một giọng nói quen thuộc vọng lên từ phía sau Vương Hán. Hắn quay sang, không phải là Phó Bí thư Địa ủy Hạ Hải Vĩ thì là ai đây? Hạ, Phó Bí thư Hạ, sao ngài lại ở đây? Vương Hán líu lưỡi. Ha ha. Tự nhiên đến Ma Xuyên ăn ké tổ trưởng Diệp bữa tối. Tôi cũng là quân của cậu ta. Trưởng phòng Vương vênh váo thật, không ngờ chê bai tổ trưởng Diệp như vậy. Tôi nhớ là trưởng phòng giao thông huyện là tổ viên của tổ trưởng Diệp thì phải. Lúc này Hạ Hải Vĩ hơi cười tủm tỉm giống một con sói già xấu xa. Ừ, hơn nữa quốc lộ Thiên Tường cũng phụ trợ các đường nhánh quốc lộ liên quan đến các quận huyện của Đức Bình. Cục trưởng Vương vừa mới đến Ma Xuyên, cũng chưa quen biết với tổ làm việc. Bây giờ lại còn có rượu vào, còn mời tổ trưởng Diệp. Phó Chủ tịch Lôi nói còn chưa xong thì mặt Diệp Phàm đột nhiên nghiêm lại, hắn hừ một cái rồi nói. Phó Tổ trưởng Hạ, anh là Phó Tổ trưởng Thường vụ tổ chúng ta, tôi thấy trưởng phòng Vương hình như không thích hợp nằm trong ban điều hành tổ công tác quốc lộ Thiên Tường chúng tôi. Ừ, Hạ Hải Vĩ cố ý lên tiếng, gã liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi cười nói. Tổ trưởng Diệp, cậu xem. Các thành viên trong tổ trưng đất của chúng ta đều là thành viên tổ đảng cả. Có nên ngay tại chỗ làm việc, lâm thời mở cuộc họp đảng ủy để loại trừ một số người không thích hợp với công tác trong tổ không? Miễn trừ khả năng đến lúc đó bại hoại danh dự tổ chúng ta, ảnh hưởng đến tiến trình quốc lộ Thiên Tường. Lão Tiền, anh thấy thế nào? Diệp Phàm cố ý hỏi Tiền Hồng Tiêu. Tôi cương quyết ủng hộ. Tiền Hồng Tiêu cười tủm tỉm nói. Tôi đồng ý. Cục trưởng Cục Giao thông Địa khu Ngô Bạch Khai bây giờ cũng rất thân cận với Diệp Phàm. Bởi y tin rằng Diệp Phàm và Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh đương nhiệm Tống Sơ Kiệt có quan hệ. Tôi không có ý kiến gì. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an Địa khu Thiếu Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu toàn thể thành viên tổ đảng đều thông qua thì sẽ hình thành quyết nghị nhất trí. Thư ký Sa, có danh sách của các vị đó không? Diệp Phàm mỉm cười, hỏi Sa Hồng Quân bên cạnh. Tổ trưởng. Toàn bộ tôi đều nhớ rõ, anh xem, có bỏ sót chỗ nào không thì có thể bổ sung thêm. Sa Hồng Quân lấy ra một bản danh sách để lên bàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1000, Thông Đồng. Đưa cho tổ trưởng Hạ xem, anh ấy quản lý phương diện này. Diệp Phàm cười nói. Ừ, toàn thể thông qua, thủ tục đủ. Hạ Hải Vĩ nói một câu, lập tức quay mặt sang Vương Hán với vẻ tức giận nói. Đồng chí Vương Hán, toàn thể tổ viên tổ trưng thu đất đã thông qua, quyết định loại bỏ chức danh tổ viên của đồng chí. Theo như tình hình hiện nay thì đồng chí không còn là thành viên của tổ trưng thu đất nữa. Hy vọng đồng chí có thể nhận thức được mình, nhanh chóng hối cải để trở lại làm thành viên. Mặt Hạ Hải Vĩ có vẻ rất nghiêm túc, nói xong gã im lặng, giống như một đội trưởng cảnh sát hình sự sau khi thẩm vấn xong nạn nhân. Tư thế của gã khiến cho Diệp Phàm muốn cười thầm trong bụng. Tiền Hồng Tiêu vừa thấy như vậy liền bước tới nói. Chủ tịch Diệp, tôi thấy rằng phòng giao thông huyện Ma Xuyên nên cử một đồng chí khác tham gia vào tổ công tác. Bằng không sẽ bất lợi cho việc triển khai công tác, dứt khoát ra quyết định điều ngay nhân viên, đợi tận vài ngày nữa mới mở được tổ đảng thì sẽ ảnh hưởng tới công việc. Hơn nữa chúng ta cũng bận rộn chứ không rảnh rỗi gì.
Tổ trưởng Tiền đề nghị rất đúng lúc, tôi thấy có thể được. Diệp Phàm lên tiếng, quay đầu sang phía Lôi Lượng Minh gật gật đầu, nói. Phó Chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh cũng là tổ viên, lại là Phó Chủ tịch phụ trách công tác giao thông của huyện Ma Xuyên. Anh xem trước mắt cử một đồng chí thích hợp ở phòng giao thông để bổ sung vào tổ công tác, tiếp nhận công việc của đồng chí Vương Hán. Mẹ nó chứ, đoạt quyền lộ liễu, ông đây nói có tác dụng gì? Bây giờ ở phòng giao thông có 3 phó phòng, lần lượt là Chu Đại Cương, Thái Chí Hoa, Giang Xuân Nguyệt. Muốn nói ai là người ông thích thì đương nhiên là Chu Đại Cương. Tuy nhiên chắc chắn Diệp Phàm sẽ không đồng ý. Hơn nữa, 3 người này mà mình đề cử ai thì cũng là đắc tội với trưởng phòng Vương Hán. Trưởng phòng bị đá ra khỏi tổ, phó phòng lại được tham gia, Vương Hán có cục tức không nuốt được ấy chứ. Ông ta nghĩ vậy rồi nói. Tổ trưởng Diệp, hiện tại phòng giao thông có 3 thành viên thích hợp có thể đảm nhận công việc là phó phòng Chu Đại Cương, Thái Chí Hoa và Giang Xuân Nguyệt. Anh xem các đồng chí ấy thì ai thích hợp. Để Giang Xuân Nguyệt đi, đồng chí ấy là nữ, làm việc cẩn thận chu đáo. Tổ trưng thu đất của chúng ta thiếu cán bộ nữ, có khi đối mặt với một số nữ chủ hộ mà công việc không được suôn sẻ thì nhờ đến đồng chí ấy. Một lời nói của Diệp Phàm thốt lên lập tức khiến cho vị trí Giang Xuân Nguyệt thay đổi. Việc này thì người sáng suốt biết ngay là Giang Xuân Nguyệt gặp may. Vào được tổ công tác, lập được thành tích thì sau này chuyện được đề bạt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Về phần Vương Hán, mặt y tối sầm lại, miệng hừ một tiếng nói. Hừ, tùy anh, chỉ là tổ viên thôi mà, bố mày không cần. Anh có thái độ gì vậy? Tổ trưng thu đất của chúng ta khi nào lại trở thành một tổ vô tích sự như vậy chứ? Đồng chí Vương Hán, tôi thấy anh có tư tưởng nhận thức bị lệch lạc rồi đấy. Nếu để tư tưởng này vào công việc sẽ rất sai lầm. Tôi thấy tạm thời không nên để anh làm việc. Tôi sẽ đề xuất với bí thư Túc việc này, tạm thời cách chức anh để anh suy nghĩ lại rồi nói sau. Hạ Hải Vĩ sa sầm nét mặt, bày ra uy danh của phó bí thư địa ủy. Một tiếng ầm vang lên. Vương Hán xô ngã một chiếc ghế phăm phăm bước xuống lầu. Ai lại có thái độ công tác như vậy chứ? Tôi có ý kiến như thế này, Chủ tịch Diệp, việc chọn người làm trưởng phòng giao thông nên suy xét kỹ một lần nữa. Tôi sẽ đề nghị với bí thư Túc, tuy nói là việc chọn người ở huyện Ma Xuyên là do hội nghị thường vụ huyện quyết định nhưng tôi là một cục trưởng cục giao thông địa khu cũng có quyền đề nghị. Ngô Bạch Khai cũng bắt đầu ném đá xuống giếng, y biết Diệp Phàm không qua lại với Túc Nhất Tiêu. Mà Vương Hán chính là con chó săn to nhất của Túc Nhất Tiêu. Vừa lúc này y cũng khai đao. Không lâu sau, Túc Nhất Tiêu lần lượt nhận được điện thoại đề nghị của Hạ Hải Vĩ và Ngô Bạch Khai. Y lập tức tái mặt, nói là sẽ suy xét. Sau đó khi nghe tới chuyện xảy ra ở Thần Nữ Tửu Lầu, Túc Nhất Tiêu như bị một cái tát vào mặt, vì chuyện của Vương Hán, thiếu chút nữa không còn phương hướng gì nữa. Y mắng. Cậu thật là đồ khốn khiếp. Tôi đây thật vất vả mới mượn được tay Lôi Lượng Minh đẩy cậu lên được chức trưởng phòng giao thông huyện. Cậu nói lung tung làm rơi mất mũ quan rồi. Không, không nghiêm trọng như vậy đâu. Không phải do bữa cơm đó, tôi lúc đó cũng uống say. Hơn nữa, bọn họ có quyền gì mà cách chức tôi? Vương Hán còn có chút không phục, mặt chai lì như mặt mo. Cậu có cái đầu ngu giống lợn ấy. Đến lúc Hạ Hải Vĩ nhắc tới chuyện này tại hội nghị thường vụ địa khu, Ngô Bạch Khai lại phụ họa nữa thì cậu còn có mặt mũi nào mà tiếp tục ngồi trên ngai vàng trưởng phòng giao thông huyện Ma Xuyên nữa. Tôi đã nói với cậu, nằm trong ban điều hành quốc lộ Thiên Tường có cấp bậc rất cao. Cậu cho rằng Diệp Phàm là một tổ trưởng thì không có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ cậu không có tầm mắt, Hạ Hải Vĩ cũng đường đường là một phó bí thư địa ủy mà trong tổ công tác cũng chỉ là một phó tổ trưởng thường vụ thôi đấy sao? Trang Thế Thành đường đường là một nhân vật số một địa ủy chẳng qua cũng chỉ là tổ trưởng phối hợp với tổ Đức Bình. Chủ tịch địa khu Vương cũng chỉ có được cái chức phó tổ trưởng, suy ra trong ban điều hành quốc lộ Thiên Tường thì không ai có quyền lực được như Diệp Phàm cả. Quốc lộ Thiên Tường là công tác trọng điểm của tỉnh ta, được Bộ Giao thông lập hạng mục đường giao thông liên ba tỉnh. Ai dám rẻ biểu quốc lộ Thiên Tường cũng không khác gì đi vào chỗ chết. Cậu chế giễu một tổ trưởng như vậy thì không khác gì chế giễu cả tổ. Diệp Phàm lãnh đạo tổ trưng thu đất, chuyện đó không phải là do ban điều hành quốc lộ Thiên Tường không có ai chỉ huy. Cậu cứ ngẫm nghĩ lại xem, chuyện này nếu đến tai Tề Chấn Đào, phó chủ tịch tỉnh Tần thì số phận của cậu sẽ cực kỳ đen đủi. Trước tiên tạm thời cách chức để suy nghĩ lại, còn chuyện mũ quan để tính sau. Túc Nhất Tiêu sa sầm nét mặt la dày Vương Hán.
Bí thư Túc, thật sự đáng sợ như vậy sao? Vẻ mặt Vương Hán hết sức tội nghiệp, toàn bộ rượu y đã uống vào biến thành mồ hôi lạnh. Cậu còn hỏi nữa à? Nói thật với cậu, nếu Phó Chủ tịch Tần có bỏ qua thì Tề Chấn Đào không lẽ sẽ bỏ qua cho cậu? Có thể Tề Chấn Đào sẽ không gây khó khăn cho cậu nhưng gặp phải Tần Hoài Bắc là cậu đen thật rồi. Túc Nhất Tiêu nói. Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng Tề Chấn Đào là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Tần Hoài Bắc cũng chỉ là một Phó Chủ tịch tỉnh, tuy nói rằng ông ta có thể có quyền lực rất lớn nhưng dù sao cũng không thể bằng Kiều Lão gia nhà chúng ta được. Vương Hán có vẻ không phục. Cậu nói đúng là ngu quá đi. Cậu cũng biết là Phó Chủ tịch tỉnh Tần trong cơ cấu của Phó Chủ tịch tỉnh là số 1 còn cậu Kiều của tôi chỉ là Phó Chủ tịch tỉnh thứ 2 thôi. Lần này cậu tôi ngồi ở vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong lòng Tần Hoài Bắc sẽ nghĩ thế nào? Có thể nói rằng ông ta hận cậu tôi đến chết. Quan hệ giữa tôi và cậu tôi phỏng chừng Tần Hoài Bắc cũng biết rõ. Nếu nhân chuyện của cậu mà gặp phải ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ làm lớn chuyện huyện Ma Xuyên xây dựng quốc lộ này. Đến lúc đó nếu báo cáo với tỉnh ủy thì chẳng những cậu bị chết thảm mà phỏng chừng tôi cũng cực kỳ đen đủi. Vẻ mặt Túc Nhất Tiêu rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là hung dữ. Chỉ chớp mắt mà đã đến cuối tháng 8. Mọi việc Túc Nhất Tiêu đều ra tay mạnh mẽ, cậy thế vào sự sủng ái của Kiều Chí Hòa. Trang Thế Thành lập tức mất mặt mất mũi. Nhân vật số 1, số 2 của căn cứ Quả Đào và cảnh khu bối Diệp Quốc bị y cướp mất. Nhân vật số 1 của căn cứ làng Che Trúc lại bị người của y chiếm chỗ. Nguyên bí thư đảng ủy xã Ngưu Thiên Tinh bị y dùng thuật càn khôn đại na di chuyển qua đảm nhiệm chức cục trưởng cục chăn nuôi. Những việc đó càng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chính y trước là đề bạt phó chủ tịch xã Lạc Lâm Muội rồi tới phó bí thư thường vụ xã, không tới một tháng sau lại lập tức đề bạt Lạc Lâm Muội lên chức bí thư đảng ủy xã. Việc đề bạt lên chức quả thật nhanh hiếm thấy, Diệp Phàm có thúc ngựa theo cũng không kịp. Nghe đồn là Lạc Lâm Muội phỏng chừng cũng thông đồng với Túc Nhất Tiêu. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm gặp Lạc Lâm Muội thì hắn cũng thật sự ngạc nhiên. Hắn thầm nhủ, Túc Nhất Tiêu hẳn là đói bụng quá nên ăn quáng ăn quàng. Lạc Lâm Muội một bên mặt bị dỗ hết cả, bên còn lại thì lại rất xinh đẹp. Về hình dáng thì Lạc Lâm Muội thuộc loại cao lớn, phỏng chừng Túc Nhất Tiêu có kê gối đứng cũng không tới. Có lẽ Túc Nhất Tiêu cũng thích người cao không chừng. Đối với toàn bộ chuyện này, Diệp Phàm thờ ơ không quan tâm, hắn muốn nhìn xem Túc Nhất Tiêu gây sức ép đến mức nào. Sư phụ à, mục tiêu tiếp theo của Túc Nhất Tiêu chắc là căn cứ Lá Trà ở xã Chức Nữ. Chủ nhiệm Nông có thể gặp nguy rồi. Mai Thiên Kiệt nhanh nhẹn nhắc nhở. Ngay lần trước sau khi bị thương, Diệp Phàm thay đổi thái độ đối với gã rất nhiều. Nhưng thật ra hắn cũng đã dạy cho gã có được chút bản lĩnh, tên này mừng rỡ vội vội vàng vàng không còn biết phương hướng gì nữa. Gần đây hình như gã đang quan tâm đến mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Ba ngày nay gã đều đến thị trấn Thanh Sơn xem xét. Đối với việc khai thác mỏ đồng bừa bãi lấn chiếm đất đai, việc bồi thường và trừng phạt rất nghiêm khắc. Người nhà họ Thiết nếu không bồi thường tiền cho nhân dân thì Mai Thiên Kiệt sẽ ra tay. Việc này khiến cho người nhà họ Thiết không thể không bồi thường một cách đau xót, chắc chắn sẽ nhìn Mai Thiên Kiệt như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tuy nhiên, thế lực nhà họ Mai quá lớn nên Thiết Đông không thể làm gì được. Hơn nữa, Diệp Phàm lén đưa Trần Quân từ Thủy Châu tới huyện Ma Xuyên, âm thầm bảo vệ Mai Thiên Kiệt khiến cho việc này trở nên ồn ào, gây sự chú ý của Thiết Đông. Bên kia, Hạ Hải Vĩ tăng cường âm thầm điều tra Tinh Mậu đồng nghiệp. Tuy nhiên vì Diệp Phàm không rảnh rỗi đi bãi bình trưởng phòng Tinh Mậu đồng nghiệp, cho nên Hạ Hải Vĩ cũng phải kiềm chế với vẻ rất ảo não. Tinh Mậu đồng nghiệp tỉnh Giang Đô giống như một quả trứng không có kẽ ở, muốn thâm nhập rất khó khăn. Manh mối duy nhất Mai Phán Nhi cung cấp chính là trưởng phòng tài vụ Tôn Tấn Trọng, nhưng người này lại không muốn hợp tác gì. Hạ Hải Vĩ thử qua Mỹ nhân kế, tiền tài kế, cha mẹ kế nhưng đều không có tác dụng gì. Xuống tay với những người khác cũng không thu được gì nhiều. Chỉ có thể như đùa giỡn con tôm con tép, không lấy được bằng chứng. Tin vỉa hè cũng nghe được một ít nhưng không có chứng cứ gì cũng bằng không. Thật ra câu lạc bộ giải trí Phong Diệp đang được Đại Kiều Kiều âm thầm điều tra cũng có tiến triển. Cục trưởng Cục Công an địa khu Lâm Thiên dở một vài thủ đoạn. Hạ Hải Vĩ đang hăng hái, quyết định muốn bắt Lâm Thiên. Chính gã đã tự mình chọn tên cục trưởng này, không ngờ lại là một cục trưởng nghiện ngập. Diệp Phàm thậm chí chê cười Hạ Hải Vĩ là tham lam. Bây giờ đã là phó bí thư phân công quản lý chính trị pháp luật mà còn lưu luyến cái vị trí Lâm Thiên đang nắm giữ.
Tuy nhiên, Hạ Hải Vĩ có nguyên tắc làm người của mình, gã làm việc rất nhiệt huyết. Gã thậm chí còn thể hiện ý định muốn đến ủy ban kỷ luật để lấy mũ quan của Lâm Thiên mới thích. Diệp Phàm vừa nghe xong thiếu chút nữa cười thành tiếng. Tuy nhiên hắn suy xét rồi cũng đồng ý giúp gã một phen và nói là nếu rảnh rỗi sẽ dẫn gã đi thăm phó bí thư thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh Thiết Thác. Tuy nhiên, trước mắt cũng là thời khắc mấu chốt của Thiết Thác, lão bí thư La Trường Giang cũng đã sắp về hưu nhưng Thiết Thác vẫn không khai thông cánh cửa bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương. Chương 1001, có phải bí thư tỉnh ủy trả thù hay không? Có lẽ là cố ý trả thù việc trước kia Thiết Chiêm Hùng đưa đứa cháu nhà mình là Quách Chân Kỳ ra khỏi báo săn. Quách Phác Dương đúng là lãnh đạm với Thiết Thác, mà bên phía Trung ương có vẻ như không thiết tha lắm. Gần đây Thiết Chiêm Hùng cũng lôi kéo người vào việc ủng hộ cho anh họ Thiết Thác làm Thứ trưởng Bộ Công an nhưng hiệu quả không tốt lắm. Gần đây Thiết Chiêm Hùng cũng không có vai trò gì, mặc dù là nằm trong Bộ Công an nhưng ngay cả là ủy viên đảng ủy y cũng chưa được, tuy nói là Thứ trưởng nhưng y là người đứng ở hàng cuối cùng. Mà chuyện anh họ Thiết Thác muốn khai thông trong ban tổ chức cán bộ có lẽ còn phải được 9 người trong hội nghị thường vụ thông qua. Vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh quá quan trọng, quan hệ với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phượng Bảo Sơn khá quan trọng. Diệp Phàm nhắc nhở Thiết Chiêm Hùng lập tức đi tìm người cảnh vệ Chu Vệ Quốc bảo vệ cho Phượng Bảo Sơn. Tuy nhiên, Chu Vệ Quốc mới bảo vệ cho Phượng Bảo Sơn gần đây, hơn nữa y cũng chỉ là đội trưởng cảnh vệ. Nhất thời không dám tùy tiện rông dài. Đối với quyết định như là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật một tỉnh là một chuyện lớn, Chu Vệ Quốc nói thẳng là không được, nói là năng lực của mình quá nhỏ bé, không làm gì được. Gần đây gã họ Thiết rất buồn rầu, buồn nên ngay cả ngày cưới cũng lùi lại, y bùi ngùi nói. Chán thật, lúc trước ở tổ cảnh vệ quá thích rồi, trong chốn quan trường của chính phủ, căn bản tôi không phải là người thích hợp. Anh Thiết, không phải là chốn quan trường chính phủ phức tạp mà là do năng lượng ông anh không ở đây. Trước kia ở tổ cảnh vệ, ông anh rất nhiệt huyết vậy nên có ưu thế. Hơn nữa lãnh đạo cũng không nhiều lắm, thủ trưởng trấn lại rất coi trọng anh. Bây giờ mới vào chốn quan trường, lãnh đạo cấp trên nhiều lắm, nhiều cái bị hạn chế, không như ý là chuyện thường thôi. Một thời gian sẽ quen, năng lực của anh sẽ được thể hiện, rồi lại như cá gặp nước thôi mà. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Thúi lắm, trong triều không có người làm quan thì khó mà lên chức được. Tôi đây như quả phụ đi ngủ một mình. Muốn thăng chức, muốn tìm người, nhưng tìm ai, lãnh đạo cao cấp thì không biết lấy một người, Thứ trưởng Bộ Công an, nghe thì oai lắm. Tại Bắc Kinh thì từ một bộ và ủy ban trung ương nào cũng có thể nhặt ra được một người làm thứ trưởng. Người có cấp bậc cán bộ như tôi thì có tới mấy chục. Thứ trưởng và phó bí thư các bộ, các thành viên đảng ủy ban trung ương tất cả đều là cấp thứ trưởng, chuyện gì thì mặc kệ. Thiết Chiêm Hùng tức giận thốt lên, y quay đầu nhìn Diệp Phàm rồi hừ nói. Tuy nhiên, lần trước cậu nói là có cách à, cách gì vậy? Có cách chứ, tạm thời không nên lộ ra ngoài. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Biện pháp cái chó gì, cậu chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ, lão Thiết tôi muốn cũng có thể thu phục cậu. Mặc dù có lão Tề nhưng làm gì được, về phía trung ương thì ông ta cũng không có năng lượng gì. Nghe nói chuyện của ông ta cũng phải đi cầu xin nhà họ Phượng. Nhà họ Phượng. Thiết Chiêm Hùng dừng một chút, dường như y có chủ ý. Y nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên bị y nhìn chăm chú như vậy cũng có phần sợ hãi, hắn vội nói. Đừng nhìn em, anh Thiết. Chuyện nhà họ Phượng em không có liên quan. Tuy nói rằng tối hôm đó cô bé nhà họ Phượng có quan tâm đến em như một người bạn gái nhưng đó là do người ta muốn cảm ơn em ngày trước đã từng cứu mạng ở đập nước Thiên Thủy. Không phải là bạn gái thật mà. Chỉ là đùa thôi. Sao, thì ra là vậy à? Cô bé nhà họ Phượng kia cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Tuy nhiên, cô ấy đồng ý giả làm bạn gái cậu thì có lẽ cậu nhân cơ hội đấy mà nắm giữ cô ta luôn. Ngẫm lại sau này có thể thoải mái hóng gió dưới bóng đại thụ nhà họ Phượng. Thiết Chiêm Hùng có vẻ hơi chua xót, thậm chí y còn có vẻ hơi ngậm ngùi. Người anh em à, nghe lời tôi đi, tốt nhất là lập tức tán đổ cô bé kia đi. Cứ đưa lên giường, gạo nấu thành cơm, đặc biệt nếu có thể làm luôn một đứa trẻ thì càng tuyệt vời. Phụ nữ đến lúc đó cái gì cũng phải nghe theo mình thôi. Nghe Thiết Chiêm Hùng nói chuyện xong, không ngờ Diệp Phàm toát hết mồ hôi dọc sống lưng. Tại một quán rượu ở Ma Xuyên. Bí thư Dương, chuyện của Triệu Trấn Quang chắc anh cũng rõ chứ. Phương Viên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp vào chuyện.
đương nhiên có biết một chút, tôi từng là cộng sự của anh ta. Dương Sâm Lâm khá cẩn thận, không hề để lộ là mình biết gì. Chỉ đơn giản là cộng sự thôi sao? Gần đây có người gửi tài liệu về anh ta. Phương Viên liếc mắt nhìn bí thư Dương Sâm Lâm thị trấn Mã Hồ Tử rồi hừ một tiếng, y biết là tên này giả ngu. Gần đây khí thế của Diệp Phàm có chút suy giảm, Túc Nhất Tiêu thì đang lên. Mà chính mình thì lại có quan hệ tốt với Diệp Phàm nên Dương Sâm Lâm không thể không suy xét đến cái mũ của mình. Phải biết rằng, Triệu Trấn Quang do Túc Nhất Tiêu kiên quyết đưa lên. Tuy nói rằng Dương Sâm Lâm hận Triệu Trấn Quang đến mức muốn biến gã thành kem trà răng nhưng cũng không phải là không có chút e dè. Tài liệu gì vậy? Dương Sâm Lâm vừa thốt lên thì có vẻ hơi ngượng miệng nên nói tiếp. Chuyện đó không có liên quan đến tôi, ủy ban kỷ luật của các anh phá án thì phải giữ bí mật, ha ha. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa tôi cần tài liệu trong tay anh. Phương Viên truy bức. Bí thư Phương. Tôi có một ít tài liệu nhưng mấy năm rồi nên cũng đã sớm vứt đi. Dương Sâm Lâm quyết định là có chết cũng không đưa tài liệu ra, cái đó giống như là mồi lửa, nếu làm không tốt thì cũng như là ném mình vào lửa. Gã không nghĩ tự dưng lại bị cuốn vào việc này. Tuy nhiên các anh thật ra có thể đến quán rượu ở xã Kim Đào uống chút rượu ngon. Ở đó có bà chủ quán Ô Thúy Hoa khá hút hồn. Dương Sâm Lâm biết, chắc chắn mình không nhả ra thì Phương Viên không thể nào tha cho mình. Bà chủ quán Ô Thúy Hoa, nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ cô gái đó với Triệu Trấn Quang có quan hệ ư? Trong lòng Phương Viên nghĩ là nên thăm dò trước đã rồi nói tiếp. Tại thành phố Đông Hà tỉnh Giang Đô, do quốc lộ Thiên Tường đoạn đi ngang tỉnh Giang Đô chuẩn bị khởi công nên vào lúc này ở đây đang hết sức bận rộn. Diệp Phàm do là tổ trưởng tổ trưng thu đất giải phóng mặt bằng nên cũng đã tới thành phố Đông Hà mấy lần. Mấy lần trước hắn đều tới vì việc công nhưng lần này lại tới lặng lẽ. Thành phố Đông Hà buổi tối khá sầm uất, do đang là mùa hè trời nóng nên mọi người đều đi ra ngoài. Lão Hạ, anh nói xem, Tôn Tấn Trọng có thể ở nhà không? Diệp Phàm cười nói. Mai Phán Nhi nói Tôn Tấn Trọng rất quan tâm đến đứa con gái câm điếc của mình, mặc dù có ra ngoài thì hắn cũng mang theo Tôn Mỹ Mỹ tản bộ. Hạ Hải Vĩ cười nói. Chắc là ở nhà. Tôi có nhờ bạn bè hỏi thăm, họ nói là hầu như buổi tối thì Tôn Tấn Trọng không đi ra khỏi cửa, trừ khi công ty có việc phải làm tăng ca, những lúc khác đều ở nhà chăm sóc con gái. Nghe nói người này cũng rất có tác phong. Ngô Đồng cười nói. Đứng ở ngoài sân nhà họ Tôn, họ nhìn thấy một ngôi nhà gạch ba tầng, bên ngoài còn có một cánh cổng nhỏ cao khoảng 2 mét, xung quanh có tường vây quanh, cửa bằng gỗ. Diệp Phàm đưa mắt, Ngô Đồng giống như một tên trộm cắp đu lên tường. Mở to mắt quan sát rồi lui xuống nói. Trong nhà đang sáng đèn, ở sân có một cô gái đang lang thang đi lại nhìn đất nhìn trời, không biết đó có phải là Tôn Mỹ Mỹ không? Gõ cửa đi. Diệp Phàm nói rồi ra hiệu. Ngô Đồng bước tới đập đập vào cánh cửa. Họ nghe thấy một tiếng mở cửa, cô gái đó ló đầu ra. Cô bé, chúng tôi tìm trưởng phòng kinh doanh Tôn Tấn Trọng. Ngô Đồng tự nhiên giả dạng như người làm ăn. May mắn là cô bé kia nghe hiểu được, cô ta không hé răng mà đóng sầm cửa lại. Làm gì vậy chứ? Ngô Đồng hơi tức giận, muốn bước tới đá vào cánh cửa nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Hắn cười nói. Người ta phải đi xin chỉ thị đã. Cậu đá cửa nhà người ta làm chi, chúng ta cũng không phải là quân ăn cướp. Hơn nữa, cô ta là cô gái câm điếc sao có thể trả lời lại được cậu? Ha ha! Ngô Đồng cười gượng không nói gì. Lát sau. Họ bước vào sân. Trong phòng khách, một người trung niên gầy gò ngồi trên sofa, liếc mắt quét bọn Diệp Phàm một cái. Ông ta phát hiện ra mình không hề quen biết bọn họ liền hỏi. Các anh có chuyện kinh doanh gì muốn bàn bạc? Chuyện kinh doanh của chúng tôi chắc chắn ông cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm đặt mông lên ghế sofa rồi nói. Kinh doanh gì? Tôn Tấn Trọng hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ba người Diệp Phàm. Ông có muốn Tôn Mỹ Mỹ có thể nói chuyện được không? Diệp Phàm đi thẳng vào việc, Tôn Tấn Trọng quả nhiên chú ý ngay, mắt ánh lên tia vui sướng. Tuy nhiên mấy giây trôi qua, ông ta chợt nói. Không thể như vậy được, tôi đã chạy chữa khắp nước rồi, chỉ thiếu nước ra nước ngoài nữa thôi. Tuy nhiên các chuyên gia trong nước nói là nền y học hiện thời không thể trị được bệnh của con gái tôi. Ha ha, trưởng phòng Tôn, không phải ai cũng có thể chữa được. Chỉ là do ông chưa gặp được cao nhân. Nếu không thì cứ thử xem.
Diệp tiên sinh đây có khả năng chữa được nhiều bệnh nan y. Ngay cả ở Hong Kong cũng có người đến mời Diệp tiên sinh chữa bệnh, được hay không thì cứ để Diệp tiên sinh thử xem, không mất mát gì cả mà. Hạ Hải Vĩ cười nói. Kiểm tra như thế nào? Vẻ mặt Tôn Tấn Trọng rất nghiêm trọng, ông ta hỏi. Phỏng chừng trong lòng ông ta đang có chút lo sợ Diệp Phàm sẽ thất lễ với con gái mình. Phải biết rằng thời nay có nhiều bọn giang hồ bịp bợm, mượn chuyện chữa bệnh để hại con gái nhà lành. Ngay tại phòng khách này, yên tâm đi, tôi không phải là loại người như vậy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, tất nhiên là để Tôn Tấn Trọng yên tâm. Được, nếu Diệp tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi thì tiền nong không thành vấn đề. Tôn Tấn Trọng đồng ý. Tôn Mỹ Mỹ thật ra lại rất bình tĩnh, không hề có chút hồi hộp. Phỏng chừng cô đã được điều trị nhiều nơi, đã nhiều lần thất vọng nên không còn có mong ước hy vọng gì mãnh liệt nữa. Diệp Phàm xem mạch, hỏi một số vấn đề, kiểm tra lại tai. Hắn cảm thấy hình như khí huyết bên trong Mỹ Mỹ không được lưu thông tốt, ở tai dường như kinh mạch không được thông suốt. Nhưng Diệp Phàm cũng không dám khẳng định có phải vì vậy mà Tôn Mỹ Mỹ bị điếc hay không. Trưởng phòng Tôn, tôi có thể dùng kim châm thử một lần xem sao. Mặc dù chị không hết nhưng cũng không gây tổn thương cho cô bé đâu. Diệp Phàm nói, không hề đề cập tới điều kiện. Cứ làm đã rồi đưa người ta vào bẫy sau, không sợ Tôn Tấn Trọng không cắn câu. Châm cứu ư, Mỹ Mỹ đã thử nhiều lần rồi nhưng vô dụng. Vẻ mặt Tôn Tấn Trọng rất thất vọng, ông ta lắc lắc đầu. Lúc trước ông ta còn tưởng rằng Diệp Pháp có cách gì hay có thể trị bệnh, tuy biết là chắc là châm cứu thảo dược gì đấy. Ha ha, thuật châm kim của tôi là dân gian truyền lại, không giống như vậy. Nếu không thử thì chúng tôi đi ngay. Tuy nhiên đến lúc đó hối hận đi tìm tôi thì tôi cũng không muốn lãng phí thời gian đâu. Diệp Phàm đùa giỡn một chút, hắn vừa nói xong nhổ người định đứng lên. Được, vậy cứ thử xem. Tôn Tấn Trọng suy nghĩ một lúc rồi nặng nề gật đầu. Tuy nhiên sau khi Diệp Phàm đưa kim châm ra, Tôn Tấn Trọng chớp mắt mấy cái rồi hỏi. Kim châm của anh sao lại dài như thế? Kim châm của tôi khác với kim châm cứu thông thường. Diệp Phàm cười, lấy kim châm rảy rảy. Tất nhiên là hắn đang dùng nội lực tiêu độc. Tuy nhiên khóe miệng của Tôn Tấn Trọng cũng giật mấy cái. Một mũi châm đi thẳng đến chỗ kinh mạch không thông, đột nhiên Tôn Mỹ Mỹ phát ra tiếng rên rỉ, bộ dạng dường như đang rất khổ sở. Có đau không? Diệp Phàm hỏi. Chương 1002, chứng cớ. Tôn Mỹ Mỹ khoa chân múa tay một chút, có vẻ như là giải thích rất ngứa, giống như bị kiến cắn. Ha ha! Diệp Phàm cười. Nội tức của hắn đột nhiên tăng mạnh, cảm giác như bên trong bị chấn động mạnh. Tôn Mỹ Mỹ đột nhiên la lên một tiếng đau, cả người Tôn Tấn Trọng nhảy dựng lên hét. Mỹ Mỹ, con có thể nói chuyện ư? Dạ. Tôn Mỹ Mỹ há miệng thở dốc, tuy nhiên sau đó cô lại la lên. Đau, sao lại không hét lên được chứ? Cô nói nhanh đến mức nước mắt ứa ra. Diệp Phàm tiện tay rút kim châm về, biết là hiệu quả đã đạt được. Bây giờ không phải là vấn đề trị liệu mà là lúc nói đến điều kiện. Diệp tiên sinh, anh nói xem cần bao nhiêu. Tôn Tấn Trọng liếc mắt là hiểu liền, tên họ Diệp này chắc chắn là một cao nhân nên ông ta trực tiếp mở miệng. Tôi không cần tiền. Diệp Phàm lắc đầu. Tôi tin chắc là chữa khỏi được bệnh cho Mỹ Mỹ, vừa rồi chỉ là chứng minh cho ông thấy thôi. Nếu con gái ông có thể kêu đau được thì cũng có thể nói được từ khác. Anh nói đi, anh muốn gì? Mặt Tôn Tấn Trọng trầm xuống, ông ta cảm giác người này rất kỳ lạ, phỏng chừng là không quan trọng chuyện tiền nong lắm. Đưa hết tài liệu giao dịch của công ty Mậu Tinh ở mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn huyện Ma Xuyên cho bọn tôi. Hơn nữa, tôi còn muốn có chứng cứ, chẳng hạn như hóa đơn, tài liệu thanh toán. Diệp Phàm trực tiếp nói thẳng ra đề nghị, hắn muốn xem Tôn Tấn Trọng biết đến đâu. Các anh là ai? Tôn Tấn Trọng mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Không cần lo chúng tôi là ai, đây là vụ giao dịch, ông cứ ngẫm lại đi, chúng tôi chỉ cho ông thời gian là một giờ, quá hạn thì không tính nữa. Sắc mặt Diệp Phàm bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tôn Tấn Trọng. Tôi muốn. Tôn Tấn Trọng đặt mông lên chiếc ghế sofa. Nửa giờ sau ông ta hạ quyết tâm đề xuất điều kiện là muốn bên phía Diệp Phàm đưa cho ông ta 100 ngàn. Bởi vì ông ta chắc chắn không thể lăn lộn ở tỉnh Giang Đô được. Cả nhà phải đưa đi. Dù sao cũng phải chi tiêu. Được. Diệp Phàm gật đầu, khoản tiền này chắc chắn là phải tìm đến Mai Phán Nhi rồi. Sau khi lấy ra xem,
Hạ Hải Vĩ và Ngô Đồng đứng bên cạnh lật ra xem, sắc mặt họ ngày càng trầm trọng. Bên này Diệp Phàm cũng không bỏ lỡ thời gian. Trong khoảng thời gian không đến 2 giờ, Tôn Mỹ Mỹ có thể nói chuyện được, chỉ có điều do lâu không nói nên cô nói hơi cả lăm một chút, phát âm cũng không chuẩn. Tuy nhiên vẻ mặt của Tôn Tấn Trọng cũng tràn trề nước mắt sung sướng. Chuyện này là sao? Sau khi xem xong Hạ Hải Vĩ hỏi. Tôi đoán là đây chỉ là một nửa tài liệu giao dịch của mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn, còn một nửa tôi không giữ mà ở trong tay thủ quỹ Phượng Hạo. Phượng Hạo là em họ chủ tịch Phượng Nguyệt, quản lý những tài liệu cơ mật của công ty Tinh Mậu, tôi cũng không quản lý ông ta được. Tuy nhiên có chuyện rất kỳ lạ, phó chủ tịch cha ở địa khu Đức Bình các anh cũng thường hay đến thành phố Đông Hà, mỗi lần đến đều bí mật tới đây. Tuy nhiên có mấy lần tôi cùng chủ tịch Phượng Nguyệt chiêu đãi ông ta. Có một lần Phượng Hạo uống rượu, trong lúc vô ý nói là có khách cổ đông từ Đức Bình tới. Hơn nữa còn chỉ về phía người từ Đức Bình tới nói là người họ Vương đó mới là đại gia. Tôn Tấn Trọng vừa mới phun ra những lời đó thì Diệp Phàm, Hạ Hải Vĩ và Ngô Đồng mặt mày biến sắc. Phó chủ tịch địa khu cha có vấn đề, còn đại gia người họ Vương kia chẳng lẽ lại là nhân vật số 2 của Đức Bình, chủ tịch địa khu Vương. Việc này nếu đúng như vậy thì thật nguy, đúng là như xé trời. Được, việc này ông cứ giữ bí mật, chúng tôi điều tra đã, ông cũng chuẩn bị trước một chút, chúng tôi có thể đưa cả nhà ông đi. Cứ yên tâm đi, tôi là Diệp Phàm, chủ tịch huyện Ma Xuyên, còn đây là phó bí thư địa ủy Đức Bình Hạ Hải Vĩ. Diệp Phàm quyết định lộ diện để Tôn Tấn Trọng yên tâm hoàn toàn. Tuy nhiên tôi cũng cảnh cáo ông, nếu ông tiết lộ làm chuyện chúng tôi thất bại thì, hừ. Diệp Phàm dằn nhẹ chén trà xuống bàn. Khóe miệng của Tôn Tấn Trọng hơi nhếch lên mấy cái, ông ta liền nhanh chóng tỏ thái độ. Chủ tịch Diệp, chủ nhiệm Hạ, tôi đến nước này rồi còn thế nào được nữa? Chuyện công ty Mậu Tinh mà tôi còn dám làm liều nữa sao? Công ty Tinh Mậu chỉ là một công ty con của tập đoàn Thiên Thần. Nói thật là vì con gái tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Bằng không, nếu các vị có cho tôi 1 triệu thì tôi cũng không dám nói. Bắt Phượng Hạo. Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Phàm nói. Ừ, phải làm nặng tay, không thể để bọn họ kịp phản ứng lại, rõ ràng đêm nay phải hành động. Sắc mặt Hạ Hải Vĩ rất nghiêm trọng. Trinh sát điều tra biết được Phượng Hạo đang xem ca múa. Thần không biết quỷ không hay, Phượng Hạo liền bị Diệp Phàm bảo Trần Quân bắt cóc đi mất. Về việc thẩm vấn thì Hạ Hải Vĩ tự mình ra tay. Đối với Hạ Hải Vĩ mà nói, chuyện này chỉ nhanh như ăn một bữa sáng. Đội cảnh sát hình sự tỉnh không phải là bất tài. 1 giờ đêm, Phượng Hạo khai ra tất cả. Trần Quân mang theo một số cảnh sát suốt đêm trầu trực tại công ty đồng nghiệp Tinh Mậu, lấy được chứng cứ, lại đến nhà Phượng Hạo thu thập chứng cứ, lúc đó cùng vừa rạng sáng. Mấy người đó không dám lưu lại lâu mà lập tức thẳng tiến đến Đức Bình. Từ căn cứ xác thực trước mắt hoàn toàn có thể bắt giữ phó chủ tịch địa khu. Tuy nhiên chứng cứ này không thể uy hiếp được chủ tịch địa khu Vương. Phỏng chừng chỉ có thể nắm giữ được cha kế cương mới có thể bắt giữ được Vương Triều Trung. Hơn nữa, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy dường như chuyện này có liên quan đến cái chết của chủ tịch huyện Giang Hòe Mạo. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác chứ chưa có chứng cứ gì xác thực cả. Về phần huyện Ma Xuyên, Thiết Đông cũng có liên lụy, vì bất lý cũng liên can không ít, phỏng chừng thần nữ tử lầu là do Thiết Đông đưa tiền thành lập. Mà cán bộ thị trấn Thanh Sơn gần như không có ai là không liên lụy. Tất cả đều là do Thiết Đông nhét tiền vào miệng họ, còn về chuyện tin tức thì họ đều không biết rõ. Suốt đêm đi tới thẳng Đức Bình. Trang Thế Thành nhìn thấy bằng chứng chất như núi thì trong người không hề cảm thấy vui sướng, vẻ mặt ông ta hết sức nghiêm trọng. Bí thư Trang, ngài thấy việc này thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chắc chắn phải bắt giữ, một người đục khoét như vậy, nếu không bắt thì đúng là rất có lỗi với đảng ta và nhân dân. Nếu bắt giữ thông qua cơ quan chấp pháp Đức Bình thì chắc chắn là không ổn. Chỉ sợ bắt được cha kế cương sẽ khiến cho Vương Triều Trung cảnh giác làm cho con cá lớn bị lọt lưới. Trang Thế Thành có chút chần chừ. Chỉ bằng báo cáo với tỉnh, từ tỉnh phái tổ điều tra đến bí mật điều tra. Một khi toàn bộ chứng cứ được chứng thực thì bắt giữ toàn bộ luôn. Hạ Hải Vĩ nói, ánh sáng trong mắt gã lóe lên rồi biến mất. Cách làm là như vậy nhưng tìm ai bây giờ? Trang Thế Thành rơi vào trạng thái trầm tư, không lâu sau ông ta liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Tiểu Diệp, việc này cậu giải quyết nhé. Diệp Phàm biết ông ta muốn nói đến Tề Trấn Đào liền đáp.
Được rồi, tôi sẽ lập tức lên tỉnh cùng chủ nhiệm Hạ. Ừ, chủ nhiệm Hạ, cậu lập tức tổ chức một đội cảnh sát bí mật giám sát Cha Kế Cương và những người tình nghi có liên quan, nhất định phải chú ý giữ bí mật đấy nhé. Trang Thế Thành thận trọng giải thích. Hạ Hải Vĩ đến nước mình cũng đã hơn nửa năm, gã cũng đã tạo được một đội ngũ thân tín, chỉ có điều chưa được nhiều lắm. Ngay tối nay gã và một số cảnh sát đã tới làm việc với nhân viên cơ quan kiểm sát. Tôi thấy rằng hay là để đợi chúng ta từ tỉnh về rồi nói sau, chắc rằng một ngày thì không thành vấn đề đâu. Diệp Phàm đề nghị, hắn chỉ sợ lộ bí mật. Suốt đêm, Diệp Phàm cùng Hạ Hải Vĩ đi thẳng lên tỉnh. Họ đến tỉnh đã là 9 giờ sáng. Diệp Phàm gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiết Thác. Thiết Thác bảo hắn đến nhà nói chuyện. Thật ra, đây là đại lễ Diệp Phàm đưa cho Thiết Thác. Nếu Thiết Thác có thể dương oai thông qua đại ấn này thì uy danh của gã ở ủy ban kỷ luật càng lớn hơn nữa. Đối với gã đây là chuyện rất quan trọng. Thiết Thác trực tiếp dẫn một số nhân viên công tác về nhà. Sau khi kiểm tra chứng cứ Diệp Phàm cung cấp, gã đặt tài liệu xuống bàn hừ một tiếng rồi nói. Sâu mò đục khoét, chúng ta phải đào sạch loại này. Các dấu hiệu trước mắt cho thấy Vương Triều Trung rất có khả năng liên lụy. Với tỉnh ta mà nói, vụ án này khá nghiêm trọng, đề cập đến chuyện cán bộ kết bè kết cánh ngầm chiếm đoạt tài sản quốc gia. Phỏng chừng mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn mấy năm vừa rồi bị bọn họ ăn chặn không dưới 20 triệu. Nhân dân huyện Ma Xuyên thì nghèo, ủy ban nhân dân huyện nghèo, nhưng toàn bộ tài sản đều bị bọn này đục khoét cả. Kiên quyết phải điều tra ra tận chân tơ kẽ tóc. Chủ nhiệm Hạ, cảm ơn anh. Vụ án này về phương diện Đức Bình anh phụ trách nhé. Thiết Thác ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm. Tôi lập tức cử người xuống bí mật điều tra. Phượng Hạo sẽ do ủy ban kỷ luật tỉnh tiếp nhận. Để bắt gọn bọn họ thì trong mấy ngày tới không để cho bọn họ phát hiện ra điều gì lạ thường mới được. Còn nữa, hai người các anh lập tức tới chỗ bí thư Quách với tôi. Hạ Hải Vĩ vừa nghe thì mắt gã lóe lên một tia vui sướng rồi chợt tắt. Có thể tỏa sáng trước mắt bí thư tỉnh ủy Quách thì quá tốt rồi. Vậy nên gã cũng mừng thầm. Bởi vì chuyện này liên quan đến chủ tịch địa khu Vương Triều Trung, một nhân vật số 2 địa khu thì sự tình đương nhiên trở nên khá nghiêm trọng. Mà chủ tịch địa khu Vương nghe nói lúc ấy chủ tịch tỉnh Chu có nhắc nhở ông ta. Chỉ sợ chủ tịch tỉnh Chu đứng giữa gây khó dễ, cho nên việc này Thiết Thác cũng suy xét khá là chu đáo. Rõ ràng mượn tay Quách Phác Dương để áp chế chủ tịch tỉnh Chu. Quách Phác Dương nghe Thiết Thác phân tích vụ án, sau đó ông ta chỉ hỏi Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ một số vấn đề. Thái độ ông ta rất kiên quyết, chỉ thị tự ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức bí mật thành lập tổ chuyên án. Thiết Thác tự mình phụ trách, còn về phía Đức Bình sẽ do Hạ Hải Vĩ nắm giữ ấn soái giúp đỡ ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra rõ việc này. Huyện Ma Xuyên nghèo như vậy, tất cả đều do một lũ sâu bọ đục khoét sạch. Tiền của nhân dân toàn bộ bị bọn họ lấy mất, nhất định phải điều tra tận gốc. Quách Phác Dương nói xong quay lại phía Diệp Phàm nói. Nghe nói huyện Ma Xuyên các cậu nửa năm đã hoàn thành lợi nhuận và thuế năm và tổng kim ngạch cả năm. Rất giỏi Tiểu Diệp ạ. Chuyện đó đều là do bí thư Trang lãnh đạo đích đáng, còn nhờ vào chính sách ưu đãi của bác nữa. Chẳng hạn như chuyện Trà Thanh Vụ, nói thật nếu không được bác đặc thù chiếu cố thì không thể nào thành công được. Hiện nay Trà Thanh Vụ huyện Ma Xuyên đã dần đi vào hoạt động, tổng đầu tư đã đạt tới hơn 30 triệu. Nhóm nông dân trồng chè đã tin tưởng gấp trăm lần. Cháu tính rằng vào năm tới Trà Thanh Vụ được mở rộng diện tích trồng trọt ở toàn huyện, tranh thủ đưa Trà Thanh Vụ đi ra Đức Bình, Nam Phúc, trở thành mặt hàng có danh tiếng trong cả nước. Một khi quốc lộ Thiên Tường hoàn thành thì Sơn Trang bàn đảo ảnh thị độ giả với tổng đầu tư 60 triệu cũng tiến vào quỹ đạo hoạt động. Nhà máy gia công tre trúc xã Kháo Sơn Chuân Tử cũng được Phó Chủ tịch AOI đầu tư vào 20 triệu. Nếu mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn được thu hồi lại cho huyện thì tôi tin tưởng huyện Ma Xuyên chưa tới 2 năm sẽ trở thành huyện giàu mạnh của Đức Bình. Cháu tin tưởng tất cả những việc này đều thành công. Diệp Phàm cười nói, hắn hơi ưỡn ngực. Bí thư, lúc cắt băng khánh thành cảnh khu bối Diệp Cốc, hy vọng bác có thể đến dự. Cháu chỉ mong rằng bác không quá bận vào lúc đó. Nhất định tôi sẽ đến. Bí thư Quách cười nói. Chương 1003, đề nghị toàn bộ cán bộ xuống ngựa. Cảm ơn. Diệp Phàm cười, nhìn Quách Phác Dương như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Muốn nói gì cứ nói đi, tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu, đừng lãng phí. Quách Phác Dương cười nói. Đối với cậu tôi đặc biệt ưu đãi. Cậu hỏi mà xem,
có mấy người là chủ tịch huyện mà được gặp tôi. Bác, Quách Chân Kỳ đã về tới báo săn. Lần này từ binh đoàn lên sư đoàn, phỏng chừng thiếu tá Quách cũng nên được thăng cấp một bậc chứ ạ. Diệp Phàm cười nói. Sao, thăng một bậc không phải là lên trung tá à? Nghe nói ở báo săn là trung tá thì đến bộ đội bình thường trực tiếp có thể thăng cấp thượng tá. Tuy nhiên cậu nói như vậy. Quách Phác Dương cố ý hỏi. Ha ha, nghe nói Quách Chân Kỳ là anh ruột Thu Thiên. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Cậu nhóc được đấy, kiểm tra hộ khẩu có phải không? Quách Phác Dương như cười như không nhìn chằm chằm Diệp Phàm khiến cho da đầu hắn hơi run lên, khi đó Quách Phác Dương mới nói tiếp. Sốt cục cậu muốn gì thì nói thẳng đi, tôi còn có cuộc họp. Chân Kỳ lần này được thăng trung tá, thực ra tất cả chuyện cấp vị này là do Thiết Chiêm Hùng xử lý. Thiết Chiêm Hùng chắc là bác cũng có nghe qua, anh ấy lập nên chiến công nhưng thân thể bị tổn thương. Hiện tại anh ấy lui về Bộ Công an đảm nhiệm chức thứ trưởng. Ở trên đó, nghe nói lãnh đạo hỏi anh ấy còn muốn nói chuyện gì, khi đó anh ấy liền kể lại chuyện Quách Chân Kỳ. Diệp Phàm nói, ừ, tôi biết rồi, cậu về đi, cứ làm tốt việc ở huyện Ma Xuyên đi. Quách Phác Dương không biểu lộ thái độ gì, Diệp Phàm cũng biết ý. Nếu như Quách Phác Dương bảo hắn đi thì chắc rằng trong lòng ông ta cũng hiểu được. Anh Thiết, vừa rồi tôi ở chỗ Quách Phác Dương. Diệp Phàm kể lại tình hình, không phải hắn tranh công mà chủ yếu là để cho Thiết Chiêm Hùng cân nhắc trong lòng, đến lúc đó đừng thất thố. Phải biết rằng căn bản Thiết Chiêm Hùng chưa nói gì hay ho cho Quách Chân Kỳ mà thật ra là Diệp Phàm nói vậy thôi. Người anh em, tôi không nói gì cả. Quách Phác Dương nếu trả lời là, đã biết, hiển nhiên là cũng rõ chuyện này. Thái độ Quách Phác Dương ở dưới thì chắc không có vấn đề gì, chỉ có điều đối với quan hệ cấp trên thì tôi không có gì ghi điểm. Thật là xui chết mẹ đi, tại Bắc Kinh không ngờ tôi đây không hề có chút trợ giúp nào. Một cục trưởng ban tổ chức trung ương không ngờ lại lên mặt, làm tôi tức đến mức thiếu chút nữa rút súng bên hông ra, sợ đến mới nghĩ là mình không được làm như vậy. Cậu nói xem, chuyện này là chuyện gì đây? Thiết Chiêm Hùng có chút phẫn nộ, y cũng thể hiện cảm giác mất mát. Trước kia lúc còn ở tổ cảnh vệ và báo săn thì y đều là người được coi trọng, đặc biệt là ở báo săn. Tới bây giờ thì một người lại có quyền định đoạt số phận y, khiến y cũng phải xếp vào chỗ cái đuôi của một hàng dài các thứ trưởng ở Bộ Công an, tất nhiên là y tức giận rồi. Ôi, anh Thiết Hà, tâm lý của anh còn chưa chuyển được đến đây. Lúc này anh đã không còn ở báo săn nữa, chờ đến lúc anh có thể lên được vị trí bộ trưởng thì phỏng chừng lúc đó mới có thể thể hiện thái độ của mình. Ban tổ chức cán bộ trung ương, trong các bộ trung ương và ủy ban trung ương là ba cấp cao nhất. Bọn họ kiêu ngạo cũng là chuyện thường. Không cần nói, anh cứ xem đi, trong ban tổ chức cán bộ dưới huyện thì đấy, không phải cũng là một đội ngũ uy phong đấy sao? Mũ quan trên đầu chúng ta đều do bọn họ cấp, không có cách nào đâu. Anh Thiết, xin bớt giận, chờ đợi một khoảng thời gian không lâu nữa đâu. Diệp Phàm khuyên nhủ. Việc này đương nhiên là tôi hiểu được, chỉ có điều tôi chịu không nổi. Hơn nữa, nếu lần này tôi có thể khai hỏa một ngòi pháo này, bắt được chủ tịch địa khu Vương thì có lẽ cũng khiến cho Phượng Bảo Sơn coi trọng. Cho dù lần này không thể phân cao thấp được nữa. Thiết Chiêm Hùng thở dài với vẻ hơi buồn bực. Thiết Thác có thủ đoạn phá án mạnh mẽ, cứng rắn nhưng kỹ xảo phá án cũng làm cho người ta thán phục. Cũng không biết y sử dụng chiêu bài gì mà Phượng Hạo công ty Mậu Tinh biến mất trong vài ngày mà không ngờ công ty cũng không có gì bất thường. Ngày mùng 1 tháng 8 là lễ ra quân. Tại đây vào thời khắc toàn quốc và nhân dân ăn mừng ngày giải phóng cũng là lúc Thiết Thác thu toàn bộ mạng lưới. Nhân viên công tác ủy ban kỷ luật tỉnh thu toàn bộ mạng lưới thì trong vòng nửa ngày, nhân vật đầu sỏ số 2 địa khu, Chủ tịch Vương Triều Trung, người từng xưng bá chủ, khiến Trang Thế Thành thật sự đau đầu đã xa lưới. Thiết Đông và Vi Bất Lý cũng bị Phương Viên giúp đỡ người của ủy ban kỷ luật tỉnh bắt đi. Hơn nữa, Phương Viên cũng khá thông minh. Y lợi dụng cơ hội phối hợp điều tra với Ủy ban Kỷ luật tỉnh lần này, không ngờ cũng điều tra ra chuyện ở xã Kim Đào không đến thời gian một tháng. Phát hiện bí thư Triệu Trấn Quang xã Kim Đào có vấn đề nên cũng bắt luôn. Triệu Trấn Quang cũng khá bất đắc dĩ ngồi lên ngai vàng bí thư đảng ủy xã, ngồi chưa nóng mông thì không ngờ đã bị bắt giam. Người thứ hai được Túc Nhất Tiêu đưa lên là Phó Chủ tịch Lôi Lượng Minh tất nhiên cũng chịu chung số phận. Tin tức này đối với Túc Nhất Tiêu mà nói, không khác gì xét đánh giữa trời quang. Hai cán bộ mà y đề cử đều bị xuống ngựa, mà hai người cùng y kết liên minh là Thiết Đông và Vi Bất Lý cũng đều xuống ngựa. Hơn nữa,
Phương Viên cũng thâm, cố ý dùng mánh lới làm cho Túc Nhất Tiêu cũng bị liên lụy vào. Chuyện này tất nhiên là để đánh vào tinh thần. Cho nên, vào lúc chập tối, Túc Nhất Tiêu trong lòng đang hoảng sợ thì cũng là lúc ủy ban kỷ luật tỉnh gọi đến hỏi. Nước Bình lập tức rơi vào khoảng thời gian hoảng loạn. Cán bộ to nhỏ bị liên lụy không dưới 15 người. Toàn bộ phòng tuyến của Vương Triều Trung bị sụp đổ, ngay cả việc Chu Phú Đức lựa chọn cho y 78 cô gái ở Ma Xuyên cung cấp cho gã hưởng thụ cũng bị lộ. Chu Phú Đức tất nhiên cũng bị ủy ban kỷ luật tỉnh mời lên uống trà. Tình tiết vụ án tiến triển thêm một bước trong quá trình kiểm chứng, rốt cục kinh động đến cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn, ông ta lập tức điện thoại chỉ thị phải điều tra tận gốc. Túc Nhất Tiêu thật ra không có vấn đề gì lớn, gã chỉ bị Phương Viên gài bẫy một chút. 3 ngày sau gã được thả, tuy nhiên gã vừa ra thì phỏng chừng là bị dọa sợ quá nên xin nghỉ 1 tuần, chuyển giao toàn bộ công việc cho Diệp Phàm. Chắc hẳn gã lên tỉnh tìm cậu mình là trưởng ban thư ký Kiều Chí Hòa đẻ bàn bạc biện pháp đối phó. Ngày 25 tháng 11, nhà lưu niệm bối Diệp Cốc Lang Kiều cắt băng khánh thành. Bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương tự mình ra mặt, tướng quân Tống Gia Xuyên vốn đã rời huyện Ma Xuyên 40 năm cũng mang theo 10 mấy cựu chiến binh trong trận bối Diệp Cốc đến bối Diệp Cốc. Lão tướng quân đứng trên núi Thiên Sa là nơi trước kia mình đã từng tung hoành, nghe tiếng mìn phá núi làm đường nổ. Lão tướng quân nói rằng khi nào quốc lộ thiên tường khánh thành còn muốn quay về tham dự. Thấy huyện Ma Xuyên mặt đường giải nhựa đẹp, đường xá rộng rãi, thay đổi hoàn toàn, khi trao vật kỷ niệm cho nhà lưu niệm Mã Hồi Niên, Tống tướng quân vẫn nắm chặt tay Diệp Phàm. Nhân vật số 1 huyện Ma Xuyên Túc Nhất Tiêu đứng bên cạnh thì không ai để ý đến. Lúc này Vương Hán nhìn thấy vậy liền bước lên trước, cười với Tống tướng quân rồi nói. Tống tướng quân! Đây chính là bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên, đồng chí Túc Nhất Tiêu. Nhà lưu niệm Mã Hồi Niên chính là do đồng chí ấy đề nghị xây dựng. Nền kinh tế huyện vốn không được phát triển, dự tính sang năm mới xây dựng nhưng bí thư Tiêu tự mình quyết định ngay lập tức khởi công. Hừ, đúng không vậy, tôi không biết bí thư Túc nào cả, tôi chỉ biết là huyện Ma Xuyên có chủ tịch huyện Diệp. Tống Gia Xuyên không thèm để ý, đi theo Diệp Phàm ra nhà lưu niệm. Phía sau lưng họ. Túc Nhất Tiêu tức lồi cả hai mắt. Đương nhiên là gã muốn có thể oanh sát được Diệp Phàm. Cuối tháng 12, đại án ở Đức Bình rốt cục cũng hạ màn. Chuyện làm người ta mở rộng tầm mắt chính là chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm không ngờ phải đến mặt trận Tổ quốc dưỡng lão. Nghe đồn ông ta bị liên lụy bởi Vương Triều Trung, có thể hạ cánh xuống mặt trận Tổ quốc mà không bị đi tù là may lắm rồi. Chủ tịch địa khu Vương Triều Trung vì tham ô, ngầm chiếm công khoản quốc gia, chơi gái nên đang có nguy cơ bị bỏ tù. Phó chủ tịch địa khu Cha Kế Cương cũng theo chân ông ta. Thiết Đông và Vi Bất Lý đều bị tuyên án 10 mấy năm tù. Phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài vì vợ nhận từ Vi Bất Lý một vòng đeo cổ kim cương nên cũng bị liên lụy, phải đến mặt trận Tổ quốc đảm nhiệm chức phó chủ tịch mặt trận. Nhà họ Thiết ở Ma Xuyên cũng bị bắt 6 người, bị đi tù. Họ bị cưỡng chế nộp khoản tiền thu được do việc làm ăn phi pháp tổng cộng là 10 triệu. Khoản tiền bị tiêu xài và không rõ tung tích tổng cộng tới hơn 20 triệu. Thần nữ Tửu Lầu bị giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Ma Xuyên quản lý, bởi vì Vi Bất Lý lấy tiền tham ô được xây dựng nên. Tuy nhiên số tiền cưỡng chế bắt phải nộp là 10 triệu lại bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh lấy mất, Diệp Phàm và Trang Thế Thành sót của muốn chết, họ cũng muốn thu hồi được một ít, nhưng đây là thời kỳ đặc biệt, ai có roi thì cứ đánh. Hai người có buồn bực thì cũng không dám mở miệng. Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu Khâu Mậu Thủy tất nhiên cũng đi làm bạn với Vương Triều Trung. Bạn học trường đảng với Diệp Phàm là Trần Lôi thì đang hy vọng mong manh. Mấy ngày đó y luôn luôn đến tìm Diệp Phàm. Tuy nhiên Diệp Phàm và Trang Thế Thành gần đây cũng sứt đầu mẻ chán, làm sao có thì giờ để ý đến chuyện đó. Hắn đành an ủi Trần Lôi, nói là trong lúc này rất vội, để một thời gian nữa xem sao. Tuy nhiên cũng có chút ưu đãi, lập tức có nhiều vị trí để chống. Cán bộ bên dưới thì đều đỏ mắt trông chờ. Họ đều cân nhắc các vị trí, mỗi người đều tự huy động hết sức lực của mình để chạy chức. Nhân vật số 1 huyện Ma Xuyên là Túc Nhất Tiêu tạm thời câm như hến. Hai người gã đề cử đều bị sa lưới, lập tức gã trở nên hết sức lo lắng. Ngày đó Trang Thế Thành gặp gã, hừ một tiếng rồi nói. Đồng chí Nhất Tiêu, về sau phải chú ý nhé, đừng có người nào cũng đề bạt cũng phải xem xét trước đã. Ảnh hưởng thật không tốt chút nào. Cậu nhìn xem, đề cử người nào thì người đó bị bắt giữ.
Túc Nhất Tiêu tất nhiên là sạm mặt lại, gật gật đầu, gã không dám nói lời nào với Trang Thế Thành. Gần đây, chủ tịch địa khu Vương rất đài, Trang Thế Thành chẳng những là bí thư mà còn tạm thời kiêm luôn chức chủ tịch địa khu. Túc Nhất Tiêu mặc dù có người chống đỡ là cậu Kiều Chí Hòa nhưng giờ phút này cũng không dám lên tiếng với Trang Thế Thành, sợ rủi ro. Huống chi Kiều Chí Hòa đã thận trọng giải thích, bảo gã trong khoảng thời gian này làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận. Trên thực tế chính là bảo gã phải hết sức ý tứ với cái đuôi mang theo mình. Đầu tháng 1, Thiết Thác nhờ đại án ở huyện Ma Xuyên Đức Bình mà uy danh lan xa, đã được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn khen thưởng, tự mình điểm tướng, rốt cục được ngồi vào ngai vàng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mà lão bí thư Trường Giang đã đến lúc về hưu. Nhân sự địa ủy Đức Bình cũng có sự biến động. Hạ Hải Vĩ cũng nhân lúc Thiết Thác đề cử được đề bạt lên chức phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh kiêm chức phó bí thư địa ủy Đức Bình, còn kiêm cả chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đức Bình. Mà nguyên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn bởi vì vụ đại án này không ngờ ông ta cũng không biết được nguyên nhân, bị đề nghị rút ra khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh về cấp cục trưởng, nghe nói quản lý phòng một cửa của ủy ban kỷ luật tỉnh. Tôn Quốc Đống thật ra nhanh chân chạy trốn, xuống chức bộ trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy, tiếp nhận vị trí của Lôi Minh Hoài, phân công quản lý công tác đảng, lập tức trở thành nhân vật số 3 của Đức Bình. Trưởng ban thư ký địa ủy Trịnh Chí Minh được điều nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Địa ủy Đức Bình lập tức trống ở 3 vị trí chủ tịch địa khu, trưởng ban thư ký địa ủy và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Cán bộ bên dưới đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Chương 1004, tuyên truyền đến Đức Bình. Theo như lời tư lệnh Phượng thì cũng đã tới thời điểm thay phiên, phỏng chừng cũng phải luân chuyển. Tuy nhiên phân khu 10 là đơn vị đặc biệt, được quân đội quyết định, quan chức bình thường không dám ra quyết định. Diệp Phàm tất nhiên thầm đau lòng, bởi lý lịch kinh nghiệm của hắn còn quá ít, bằng không việc có được một vị trí nào đó không thành vấn đề. Thật là đáng tiếc. Giữa tháng 1 năm 1998, Trang Thế Thành gọi Diệp Phàm lên nói chuyện. Tiểu Diệp, năm nay huyện Ma Xuyên khắc phục được nhiều khó khăn. Chẳng những loại bỏ được những mũ quan thối nát của tỉnh mà lập tức không ngờ vượt qua được huyện Hồng Kỳ, trong 11 quận huyện của địa khu đã vượt lên được vị trí thứ 7, không thể không nhắc đến công lao của cậu. Điểm này các vị lãnh đạo địa khu đều nhận thấy. Trang Thế Thành nói, tôi cũng không ngờ lập được thành tích như vậy, trong vòng chưa đến một năm, ha ha. Diệp Phàm không hề phủ nhận. Cậu nhóc này thật không khiêm tốn chút nào. Trang Thế Thành cười nói, khiêm tốn gì chứ? Khi cần thành thật thì phải thành thật, không phải đảng ta đã giáo dục chúng ta phải nói đúng sự thật, không được nói bậy, nếu tôi khiêm tốn thành ra là nói láo. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, liếc mắt nhìn Trang Thế Thành rồi hỏi. Bí thư Trang, có phải định đề bạt tôi không ạ? Tối hôm qua tôi nằm mơ được lên làm bí thư huyện ủy. Ôi, tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ, thật là đáng tiếc. Diệp Phàm cố ý nói nằm mơ. Ý tứ của hắn Trang Thế Thành sao lại không biết? Ông ta nói, bí thư huyện ủy thì chờ đó, tuổi cậu còn ít quá, cần phải nhẫn nại. Trước mắt là thời kỳ đặc biệt, ổn định quân tâm là việc chính, cũng không thể ra tay mạnh được, tránh làm cho người ta thừa cơ đoạt mũ phá hỏng ấn tượng. Tôi biết là tuổi tôi còn nhỏ, tôi còn phải lập nên thành tích ở Ma Xuyên đã rồi mới nói sau. Diệp Phàm có chút mất mát, miệng thốt lên mấy lời miễn cưỡng. Trang Thế Thành tất nhiên nghe đến đây thì hừ một tiếng nói. Mới lập được chút thành tích mà đã lên mặt rồi ư. Ngẫm lại những cựu chiến binh làm cách mạng ở Ma Xuyên xem, họ đã đổi máu để giải phóng cho Ma Xuyên. Bọn họ đã thu được cái gì? Hơn nữa, Ma Xuyên có thể lập được thành tích như vậy cũng là kết quả do thế hệ trước đóng góp mà thành. Cậu đúng là có công nhưng không phải chỉ có công lao của riêng cậu. Tôi hiểu mà bí thư Trang. Diệp Phàm cúi đầu. Suy nghĩ lại hắn cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Biết rõ không thể được mà còn mơ mộng hão huyền. Chuyện này đúng là do tuổi trẻ chưa suy nghĩ chín chắn, còn có chút lăn tăn. Tuy nhiên, vị trí của cậu tại địa ủy có điều chỉnh chút xíu. Với tầm quan trọng của quốc lộ thiên tường thì Đức Bình chúng ta không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Cho nên, hội nghị thường vụ địa ủy thông qua thảo luận, kết hợp quốc lộ thiên tường đi xuyên qua Đức Bình thật sự. Quyết định cải tạo nội thành cùng với quốc lộ thiên tường một thể. Coi như đây là cơ hội xúc tiến nội thành phát triển. Trang Thế Thành nói, Diệp Phàm tự nhiên trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ. Rõ ràng là muốn ăn bớt quốc lộ thiên tường, mượn đó để làm mấy con đường chứ gì.
Cứ nói đường hoàng như vậy, làm gì mà viện cớ cải tạo nội thành, đúng là làm quan, ra mặt dày thật. Vâng, nội thành cũng nên cải tạo, một rãnh thoát nước thối hoắc cũng làm cho người ta muốn choáng, một ngõ nhỏ đi tắt có muốn vào cũng khó, nhỡ may xảy ra hỏa hoạn thì việc phòng cháy chữa cháy khó mà thực hiện được. Bằng không địa bàn như vậy thì cũng làm như bẩn hình tượng thủ phủ Đức Bình mà. Diệp Phàm gật đầu. Tuy nhiên tôi thấy việc này thì có quan hệ gì với tôi đâu. Thằng nhãi này tất nhiên cố ý giả ngu, chờ Trang Thế Thành nói rõ ngọn ngành. Không có quan hệ tới cậu thì tôi nói làm gì. Trang Thế Thành liếc xéo Diệp Phàm một cái, ông ta biết rằng trong lòng hắn vẫn còn chút hờn giận, cho rằng công lao mình thì lớn mà lại không có được vị trí tương xứng, phỏng chừng trong lòng kêu oan. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, không nói gì. Tiểu Diệp, tôi biết trong lòng cậu còn có chút vướng mắc khó có thể tiêu tan. Thật ra cậu cứ ngẫm lại xem, cậu mới chỉ là một chủ tịch huyện, bên này thì còn kiêm một lai lịch phó tổng chỉ huy lớn hơn nữa. Ở vào thể chế của chúng ta thì tuyệt đại đa số mọi người nhiều tuổi hơn cậu cũng khó mà đạt được như cậu. Danh tiếng của cậu quá nổi bật, người ta không thể quá nổi trội. Nổi trội thì khó đứng vững. Chẳng lẽ cậu không hiểu ư? Mà đại án ở Ma Xuyên đã kinh động cả ủy ban kỷ luật trung ương. Tuy nói rằng đã ổn định nhưng dư âm của nó vẫn còn, khó có thể khôi phục lại trong một thời gian ngắn. Một nhóm lớn cán bộ xuống ngựa, tuy nói là ủy ban kỷ luật tỉnh đã mạnh tay, nhưng một người thông minh như cậu cũng không phải ở thế đạo thượng, cấp bậc có thể là cán bộ cục trưởng, ai lại ngu ngốc chứ? Tục ngữ nói rằng tên, súng dễ tránh, đâm sau lưng khó phòng, không người nào toàn vẹn. Tiểu Diệp cậu có dám nói là làm việc gì cũng đường đường chính chính không, không hề vượt quá chế độ, không hề một lần vượt rào, không hề trái pháp luật, không hề có sai sót gì không? Trang Thế Thành làm một chàng khiến đồng chí Tiểu Diệp đứng bên cạnh ngẫm nghĩ một chút mà mồ hôi đã chảy ròng ròng. Phải đạt được cả bốn điều này, phỏng chừng cán bộ trong thiên hạ khó có ai có đủ. Tôi nói cho cậu rõ, Chủ tịch tỉnh Chu bị liên lụy vào chuyện đó, thật ra Chủ tịch tỉnh Chu cũng không phải tham ô tham nhũng gì. Cũng không phải lạm chức lạm quyền, nhưng vì sao lại bị loại đầu tiên? Chuyện này là do, đứng ở chỗ cao không thắng được lạnh. Chính trị không có việc gì là nhỏ, có khi chỉ vì một câu nói cũng có thể gây bất bình, có đôi khi, chuyện nhỏ như cây kim cũng có thể khiến cho cậu rớt đài đấy. Lần này Đức Bình có rất nhiều cán bộ xuống ngựa, các cán bộ đó, các mặt đều có một chút vướng mắc. Nói một cách khác, tôi thấy cậu xuống ngựa, giờ phút này tôi cũng không có cách gì giúp được cậu. Nhưng trong lòng tôi chắc chắn sẽ để ý tới người đã kéo cậu xuống ngựa. Một khi có cơ hội, trong lòng có sẵn nguyên cớ, tất nhiên, khi cậu gây họa thì hoặc là cậu không được hoan nghênh, hoặc là sẽ bị nói là phải nghiêm khắc trừng trị. Sở dĩ khi đã trừng trị thì cũng phải trừng trị nghiêm khắc. Trang Thế Thành nói chuyện tâm tình với Diệp Phàm như nói với bạn bè. Bí thư Trang, rốt cuộc tôi sẽ đi đâu, không phải lên cục xây dựng đấy chứ? Trong lòng Diệp Phàm nghi ngờ liền hỏi. Cậu nhóc này xem ra không ngốc, ha ha. Trang Thế Thành cười, có chút vui mừng. Bí thư Trang, nghe nói cục xây dựng là một đơn vị tương đối lớn, ngài yên tâm để tôi lên đó ư. Trong lòng Diệp Phàm hơi hoảng, tuy nói là có chút tiếc nuối nhưng trong lòng cũng thầm kích động. Một huyện mà có thể tạo nên dấu ấn như vậy, cục xây dựng địa khu tuy nói là một cục cũng lớn nhưng so sánh với một huyện thì tính chất phức tạp cũng tương đương. Tuy nhiên, Đức Bình không phải là nơi phải xây dựng nhiều lắm, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ rồi lên, kích động quá thì dễ dàng sinh chuyện. Hơn nữa, cục xây dựng cũng không ở Ma Xuyên mà là ở Đức Bình, ở ngay dưới mắt địa ủy, làm gì cũng phải e dè đến việc có liên quan đến lãnh đạo địa ủy hay không. Bọn họ không nói nhưng thực ra giám sát cậu mà không hề gây tiếng động. Vì sao kinh thành ngày xưa khó ra tay, bởi vì trên đầu có lắm người nhìn ngó. Ở Ma Xuyên. Lúc ấy cậu được đảng chọn, mặc dù sau này Túc Nhất Tiêu đến thì cậu cũng là nhân vật số 2. Ở cục xây dựng, mặc dù nói cậu là nhân vật số 1 nhưng bên ngoài những người giám sát cậu cũng khá nhiều. Ở thủ phủ Đức Bình này bất cứ cái gì một người giữ chức phó đều có thể dạy bảo cậu. Còn chuyện này nữa, cũng không sợ cậu nói tôi có tư tưởng bè phái nghiêm trọng. Tôi muốn cậu lên cục xây dựng đương nhiên là muốn mượn quyền thế của một tổ trưởng trưng thu đất xây dựng quốc lộ Thiên Tường. Nội thành cải tạo, thật ra cậu cũng có thể dựa thế mà làm. Thời khắc này có giá trị mấu chốt, binh mã trong tay cậu khá nhiều đấy. Hơn nữa, họ đều có cấp bậc hơn người. Cậu cứ nhìn xem,
ngay cả Hải Vĩ là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh cũng là binh lính dưới tay cậu thôi, ha ha. Một khi quốc lộ thiên tường hoàn thành, tổ trưng thu đất hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì tình hình của cậu sẽ thay đổi nhanh thôi. Cho nên cậu phải nắm chắc thời gian, lợi dụng phát huy sức mạnh quyền lực trong tay, phục vụ cho sự phát triển của Đức Bình. Trang Thế Thành nói thẳng, phỏng chừng ít khi có thể nói chuyện với Diệp Phàm như vậy. Bởi vì lần trước Phượng Khuynh Thành xuống đây có nói là muốn tới Sơn Trang bàn đào ảnh thị độ giả thăm vườn đào. Cho nên Trang Thế Thành phái hai cô gái đi theo bảo vệ cho cô. Từ miệng hai cô gái kể chuyện mà Phượng Khuynh Thành đột nhiên tức giận. Cô xa sầm mặt mày lập tức về ngay Thủy Châu. Hai cô gái đi theo cũng không rõ nguyên nhân, bởi vì lúc ấy Diệp Phàm trốn trên cây, hai cô không hề biết. Tuy nhiên, Phượng Khuynh Thành ở trong xe liền mắng luôn mấy tiếng. Đồ thái giám chết bầm, một chủ tịch huyện thì có gì giỏi lắm đâu. Trang Thế Thành nghe xong trong lòng ngạc nhiên, lập tức cảm thấy vui vẻ, hơn nữa, chủ tịch huyện không phải là Diệp Phàm thì là ai vào đây chứ? Cô bé họ Phượng chẳng lẽ có liên quan gì đến Diệp Phàm? Chẳng lẽ cô đến Ma Xuyên vì muốn gặp Diệp Phàm? Chẳng lẽ hai người này có quan hệ với nhau? Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong đầu Trang Thế Thành, nếu quả thật Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành là bạn bè thì về sau tiền đồ hắn chắc chắn sẽ rất phát triển. Trang Thế Thành tuy nói là được nhà họ Phượng giúp đỡ để được đảm nhiệm chức vụ nhân vật số 1 địa ủy Đức Bình nhưng thật ra Trang Thế Thành cũng hiểu được bản thân mình không hề được coi trọng trong mắt người nhà họ Phượng, ông ta còn chưa được bước vào trung tâm vòng tròn nhà họ Phượng. Nhà họ Phượng có thể chiếu cố tới ông ta cũng chỉ có thời mà thôi. Bởi vì cha của Trang Thế Thành là Trang Trọng Thụ đã từng làm đại đội trưởng đội cảnh vệ cho Phượng Thiên Diêu, nhà họ Phượng chỉ là nể mặt Trang Trọng Thụ mà thôi. Về sau còn muốn gặt hái được sự ủng hộ của nhà họ Phượng thì trừ phi bản thân ông ta có thể bằng năng lực mà có thể trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nếu không thì ông ta khó có thể lọt vào mắt nhà họ Phượng. Diệp Phàm thật ra cũng mang lại hy vọng cho Trang Thế Thành. Chỉ cần ông ta vẫn quan tâm đến Diệp Phàm thì một khi chuyện của Diệp Phàm và cô bé nhà họ Phượng thành thì sẽ là chuyện tốt với ông ta. Ông ta tin rằng Diệp Phàm sẽ không quên mình. Tuy nói rằng hiện tại cấp bậc của ông ta hơn hẳn Diệp Phàm nhưng con mắt nhìn người của Trang Thế Thành không tồi. Có lẽ chỉ 10 năm nữa thôi, Diệp Phàm chắc chắn sẽ vượt qua cấp bậc của ông ta. Cho đến lúc đó, tuổi ông ta mới trên 50, còn có thể tiếp tục thăng chức được. Đương nhiên, Trang Thế Thành rất khôn ngoan, bây giờ ông ta không hề để lộ một chút gì để người khác xem thường. Sau đó, Trang Thế Thành hỏi tiếp việc chọn người đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện. Diệp Phàm đề cử phó chủ tịch thường trực huyện Phương Hồng Quốc. Đồng thời Diệp Phàm cũng muốn cất nhắc một số chức vụ. Chẳng hạn như người vẫn theo mình là Thái Tắc Dân, chức phó chủ tịch huyện, tiếp nhận vị trí của Lôi Lượng Minh. Tề Thuận Thủy thì có thể đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại. Nông Âm Vận điều chỉnh lên chức trợ lý chủ tịch huyện, cấp cục phó, chuyên phụ trách việc khai thác, phát triển hạng mục trà thanh vụ. Tuy nhiên, việc đề cử Tôn Minh Ngọc đảm nhiệm chức bí thư đảng quần chúng, tiếp nhận chức vụ của Vi Bất Lý thì Trang Thế Thành lại không tỏ thái độ gì. Chương 1005, sắp xếp. Chỉ có điều sau khi suy xét một chút, Diệp Phàm biết Tôn Quốc Đống ngồi trên vị trí Lôi Minh Hoài, nghiễm nhiên trở thành nhân vật số 3 của Đức Bình. Về sau, ông ta có lập bè phái cũng đã có manh mối. Tôn Minh Ngọc tất nhiên sẽ thành một quân cờ trong tay Trang Thế Thành, mặc dù là phải đề bạt thì cũng phải làm. Về sau một vài chức vụ bí thư thì cùng chia nhau cử người, khi đó sẽ lấy được thêm một số mũ quan nữa. Cậu về sắp xếp trước một chút, phỏng chừng mai kia còn có người về khảo hạch đấy. Trang Thế Thành nói, trở lại thị trấn Ma Xuyên. Diệp Phàm gọi những người cùng phe phái với mình tới phòng riêng ở văn phòng huyện Ma Xuyên mới khánh thành. Chủ tịch Diệp, có chuyện vui gì thì lộ ra cho mọi người biết một chút đi. Ngô Đồng cười nói, một tin xấu. Vài tin tốt, các cậu muốn nghe tin gì trước? Diệp Phàm cười nói. Nghe tin tốt trước đã. Tôn Minh Ngọc cười nói. Được. Thấy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn mình, Diệp Phàm cười nói. Tắc Dân phỏng chừng sẽ đảm nhận vị trí của Phó Chủ tịch Lôi, Âm Vận sẽ điều chỉnh làm trợ lý Chủ tịch huyện, cấp cục phó. Thuận Thủy điều chỉnh làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại huyện, viện viện kiêm phó chánh văn phòng huyện ủy và cục du lịch. Ôi, chỉ có tôi và Tôn Minh Ngọc không hề có chút ưu đãi nào. Ngô Đồng cố ý thở dài, nói. Cậu còn muốn ưu đãi kiểu gì nữa, chủ tịch xã, thị trấn ở dưới cậu có muốn làm không?
thằng danh cậu, mới được tiến cử làm ủy viên thường vụ huyện đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật còn chưa tới một năm, còn muốn ưu đãi gì nữa. Diệp Phàm tức giận mắng, hắn quét mắt liếc nhìn thư ký Sa Hồng Quân đang cố làm ra vẻ điềm tĩnh nói. Hồng Quân, cậu theo tôi cũng đã một năm, tuổi cũng không khác mấy. Cậu đến thị trấn Kim Đào làm chủ tịch thị trấn nhé. Chủ tịch Diệp, tôi còn muốn đi theo anh. Sa Hồng Quân nói chuyện có vẻ hơi gay gắt, ngay cả thân hình y cũng hơi run run, có vẻ rất kích động. Tính cả rồi, cậu đi đi, cứ đem cột cậu bên người tôi là vô nhân đạo. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn chủ tịch Diệp, tôi nghe lời anh. Sa Hồng Quân tuy nói là mặt mày bình tĩnh nhưng tuyệt đối là giả vờ, bởi vì nông viện viện đột nhiên kêu lên. Anh Sa, tay anh sao lại run như vậy, có phải là do cô giáo nhất trung kia rút gân thành ra như vậy, hi hi. Viện viện, cô đừng có mà cười tôi. Mặt Sa Hồng Quân hơi đỏ lên. Chủ tịch Diệp, anh cũng phải điều chuyển à? Phương Viên đột nhiên hỏi, vừa nghe y nói như vậy, cũng là người cuối cùng phản ứng lại với những tin tức trên, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phàm chăm chú. Chủ tịch huyện Diệp hẳn là phải lên làm nhân vật số một huyện của Đức Bình rồi. Tôn Minh Ngọc cười nói. Nhất định công lao của chủ tịch Diệp lớn như vậy mà không được thăng lên làm nhân vật số một thì ông trời đúng là bất công. Ngô Đồng kêu lên. Ôi, nhân vật số một ư, lý lịch kinh nghiệm của tôi thì không nói tới được. Diệp Phàm thở dài. Vậy đi đâu? Nụ cười của Ngô Đồng vụt tắt, y hơi lo lắng. Phỏng chừng là lên đảm nhiệm chức cục trưởng cục xây dựng địa khu, việc này còn chưa quyết định, đừng có nói ồn ra ngoài. Diệp Phàm cười khổ nói. Anh làm tôi giật cả mình, tưởng rằng bị giống như Chu Phú Đức chứ. Hóa ra là đến cục xây dựng, nhưng đó là một nơi tốt, hơn là nhân vật số một huyện. Ngô Đồng cười nói, khua tay sờ vào ngực mình. Đêm nay chúng ta đi chúc mừng chủ tịch Diệp một chút nhé, không say không về, đi hát được không? Thái Tắc Dân đề nghị, nghe được tin mình sắp được thăng chức phó chủ tịch huyện nên Thái Tắc Dân rất cao hứng. Được, được. Nông viện viện lớn tiếng phụ họa, Nông Âm Vận cũng gật đầu. Không say không về, tuy nhiên cũng phải chú ý đến hậu quả. Diệp Phàm gật đầu, Thái Tắc Dân mở màn. Cũng vào lúc đó. Trong gian phòng sực nước mùi nước hoa vang lên tiếng phụ nữ la hét rên rỉ. Cố lên, nữa đi, mạnh nữa đi, mạnh nữa. Được. Túc Nhất Tiêu dùng hết sức nhổm lên nhổm xuống trên mông người phụ nữ, mồ hôi chảy thành giọt lớn trên người. Gã nhấp lên nhổm xuống tạo nên âm thanh, ba ba, nặng nề. Thêm mấy cái nữa, nhanh lên, nhanh nữa lên. Liễu Nghi Phương hét lên, thân thể bà ta run rẩy như phát sốt, cố gắng nhấc lên phía trước. Người không hiểu được còn tưởng rằng có chuyện gì kinh khủng lắm. Mẹ nó, mấy cũng không vừa, mệt chết mất. Túc Nhất Tiêu giống lên một tiếng to, dốc hết sức, chĩa thẳng nòng súng bắn hết đạn vào sâu bên trong. Gã thầm nghĩ, đúng là mệt chết bố mày, người phụ nữ này về phương diện này quả thật quá mạnh mẽ, mình đây mà cũng phải có chút lực bất tòng tâm. Trước kia khi gã cùng Vương Mị thì chưa hề thấy cô ta điên cuồng lên như thế. Không thể tưởng tượng được Liễu Mi Phương đã gần đến tuổi trung niên mà còn lợi hại hơn so với một cô gái hai mấy tuổi như Vương Mị. Phụ nữ 40 tuổi như hổ, quả thật câu nói đó khá chính xác. Một lúc lâu sau, gã thở hổn hển nhấc thân mình ra nằm vật xuống giường. Nhất Tiêu, anh gần như nhũn cả người ra rồi kìa, hi hi. Liễu Mi Phương cười yêu nói. Nhũn cái gì mà nhũn, trong khoảng thời gian này anh đây vội quá, để anh ra trận lần nữa. Giết được thằng ôn con Diệp Phàm mới hả? Túc Nhất Tiêu hơi có vẻ tự đắc, hắn giọng cười nói. Gã lại vuốt ve rồi nhéo mấy phát vào ngực Liễu Mi Phương. Đổi lại, bà ta lại có vẻ xem thường. Khoác lác thì ai mà chả làm được, anh đâu có làm vậy với em được, ít nhất phải điều chỉnh vị trí của em một chút đã chứ. Chức chánh văn phòng huyện ủy toàn làm những việc vặt vãnh, em thì thích vị trí của Tôn Minh Ngọc hoặc là Phương Hồng Quốc kia. Liễu Mi Phương tỏ thái độ kiên quyết. Tất nhiên Túc Nhất Tiêu nghe xong thì dựng tóc gáy, mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Đang trong thời kỳ đặc biệt, phải nhẫn nại. Vẻ mặt Túc Nhất Tiêu nghiêm túc, gã nói. Nhẫn nhịn thì em nhẫn nhịn cả năm rồi. Còn phải nhẫn nhịn ư, không được, trong một tháng anh phải thu xếp việc này. Bây giờ tuy nói là thời kỳ đặc biệt nhưng ủy viên thường vụ huyện ta còn thiếu mấy danh ngạch nữa mà. Vị trí của Vi Bất Lý cũng không tồi.
em sợ có chuyện rồi thay đổi. Anh khẩn trương đi tìm trưởng ban thư ký Kiều đi. Giọng nói của Liễu Mi Phương vang lên. Em à, ngồi ở vị trí của Vi Bất Lý, chỉ có tránh văn phòng huyện ủy, bước như vậy là hơi dài đấy. Túc Nhất Tiêu cười khổ. Lớn cái chó gì chứ, đàn ông các anh không phải cậu nhỏ càng lớn thì phụ nữ càng thích sao? Phụ nữ thích lớn, Liễu Mi Phương em đây cũng là phụ nữ, không chê lớn. Vị trí của Vi Bất Lý nhé. Liễu Mi Phương cười lớn nói. Ngực bà ta phập phồng dữ dội, Túc Nhất Tiêu nuốt nước miếng, bất đắc dĩ đành nói. Để anh thương lượng xem sao đã. Thật ra có thể đưa Phương Hồng Quốc vào vị trí của Vi Bất Lý trước rồi sau đó anh mới sắp xếp cho em lên được vị trí của Phương Hồng Quốc được. Được lắm, anh đã nói rồi nhé, trong một tháng em muốn được ngồi lên ngai vàng phó chủ tịch thường trực huyện. Sau này thằng nhãi Diệp Phàm có bị điều đi thì em cũng có thể tiếp nhận thuận lợi. Hai chúng ta cùng phối hợp với nhau, huyện Ma Xuyên chính là thiên hạ của chúng ta, ha ha. Liễu Mi Phương dướn người nằm sát Túc Nhất Tiêu liếc mắt một cái rồi nói. Em muốn nữa. Muốn nữa ư. Sắc mặt Túc Nhất Tiêu lập tức sạm lại, gã nhìn lướt qua nòng súng đã nhũn ra của mình, hơi cảm thấy mất mặt. Gã cắn răng một cái, nuốt một viên thuốc, trong phòng lập tức vang lên những âm thanh lộn xộn. Trong một góc tối của phòng hát, Diệp Phàm đang ngẫm lại một ngày đen tối. Lúc này, vũ khúc du dương lại vang lên, Ngô Đồng đi ra ngoài thưởng thức, ánh đèn mờ dần rồi chỉ còn lóe lên chút ánh sáng mờ đỏ. Hai người mặt đối mặt đều khó nhìn rõ nhau. Đối với những người khác cũng vậy, không cần suy nghĩ, chỉ có đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm là còn nhìn được và biết được đối phương là ai. Ngô Đồng cũng mang theo một nữ đồng sự ở cục công an. Đám người Tôn Minh Ngọc đương nhiên cũng đi có đôi có cặp. Tất nhiên ai cũng đều mang theo người thân nhất của mình. Phương Viên rõ ràng gọi cả Sa Tuyết Liên đi cùng. Chủ tịch Diệp, tôi có thể mời anh một điệu nhảy được không? Đang cùng chạm cốc với nông viện viện thì Diệp Phàm thấy nông âm vận tiến lại gần mình, cô cười rồi nói với hắn. Mỹ nữ mời nào dám từ chối, ha ha. Diệp Phàm mở lời vui đùa, nông âm vận hơi đỏ mặt một chút, tuy nhiên trong bóng tối thì cũng không ai nhìn thấy điều đó. Hai người nắm tay nhau bước vào sàn nhảy, Phương Viên đã sớm ôm Sa Tuyết Liên xoay người. Họ dạo một vòng, nông âm vận nhẹ nhàng nói. Chủ tịch Diệp, cảm ơn anh. Cảm ơn ư, được, nhưng phải trả ơn đấy. Diệp Phàm ghé sát tai nông âm vận hắng giọng cười nói. Từ sau lần ở, Lạc Diệp Cư, Thủy Châu giúp đỡ nông âm vận giải quyết phiền toái là đường nông thì nông âm vận cũng bớt cao ngạo mà thân thiết với Diệp Phàm hơn. Anh là chủ tịch huyện, sao lại nói vênh váo như vậy được, hơi giống, hì hì. Nông âm vận phát ra điệu cười quyến rũ, đương nhiên cũng một phần do hoàn cảnh đặc thù tạo thành. Lúc này, một ánh đèn cuối cùng ở chỗ Ngô Đồng bố trí cũng tắt đi, chỉ có ở chiếc sofa góc tường còn có một ngọn đèn phát ra ánh sáng dịu dịu, trên sàn nhảy chỉ còn lại bóng tối mập mờ. Trong phòng tối đến nỗi có giơ năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy. Thật ra trong bóng tối như thế này thì một cặp nam nữ ở cùng nhau có thể vuốt mông nhau mà không có ai nhìn thấy. Hơi giống gì? Diệp Phàm cười nói. Tôi nói anh đừng tức giận thì tôi mới dám nói. Giọng nói êm tai của nông âm vận vang lên như hút hồn người khác. Cô cứ nói, tôi tuyệt đối không tức giận. Diệp Phàm khẽ cười nói. Giống lưu manh. Nông âm vận vừa mới thốt lên ba chữ thì trước mắt Diệp Phàm hiện lên cảnh cô bé Phượng đặt biệt hiệu cho hắn. Không phải là lưu manh, thì là gì? Ha ha, âm vận định tội cho tôi như vậy ư, tôi không phải là kẻ lưu manh nhưng cũng rất xin lỗi cô. Dù sao với hình tượng như thế thì rõ ràng là cũng đáng sợ thật. Diệp Phàm cười một tiếng, tay hắn lần xuống phía dưới một chút, gần cặp mông khêu gợi của cô gái. Phát hiện thấy nông âm vầm không có phản ứng gì có vẻ khó chịu, hắn biết đối phương ngầm đồng ý. Thằng nhãi này lại càng to gan hơn nữa, tay hắn lần mò sờ xuống hẳn mông cô. Không lâu sau, có tiếng, ứ, vang lên, thân hình nông âm vẫn hơi run một chút, giống như có vẻ nhũn ra, cô không động đậy mà ngả về phía Diệp Phàm, cả người cô tựa vào người hắn. Ngửi thấy mùi thơm từ thân thể cô, Diệp Phàm có chút hài lòng, hắn thử tìm kiếm thăm dò trên khuôn mặt cô. Rốt cục hắn cùng sờ soạng tìm được đôi môi mềm mại của cô liền lần mò hướng lên trên. Những âm thanh phát ra đều bị tiếng nhạc trên sàn át mất. Phỏng chừng trên sàn nhảy không ai biết Diệp Phàm đang có hành động xấu hổ như vậy. Trong lòng bàn tay hắn có chút kích động,
rốt cục bàn tay hắn xuyên qua lớp áo quần rồi dừng lại trên cặp nhũ hoa cao vút. Hắn có cảm giác rất mềm mại nhưng cũng không phải là quá nhũn. Khi đôi tay hắn lần mò xuống thân dưới của mình, Nồng Âm Vận không có ý định né tránh. Biết người ta còn chưa thích ứng được nên Diệp Phàm cũng có chừng có mực. Sau một hồi khám phá, Diệp Phàm thấy đã đủ nên không muốn liều lĩnh thêm.